Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 1721, không có đang nói đùa chứ. Phong vệ doanh, lúc trước Diệp Thần Phong chỗ ở trước biệt thự, Vũ Hiểu Phỉ, Bạch Tuyết Linh, Trần Tư Vũ cùng Đường Hân bọn người mày liễu nhíu thật chặt. Con trai của Trần Tư Vũ Diệp Phàm, con trai của Vũ Hiểu Phỉ Diệp Phong cùng Bạch Tuyết Linh con gái Diệp Linh, này ba tên tiểu gia hỏa ở một bên chơi đùa. Ba người bọn hắn đều là Diệp Thần Phong nhi nữ, bây giờ không chỉ có Diệp Phàm có thể chính mình đi bộ, Diệp Phong cùng Diệp Linh cũng đều có thể đi bộ, hơn nữa trong miệng đều có thể nói đơn giản rồi. Lần trước Diệp Thần Phong thông qua tinh thần đấu chuyển trận về thế tục giới thời điểm, Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh đã gặp một lần ba của bọn hắn Diệp Thần Phong rồi, này ba tên tiểu gia hỏa mỗi ngày đều hội nhắc đi nhắc lại ba của bọn hắn Diệp Thần Phong. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn chả cũng không biết mình thái gia gia bệnh tình nguy kịch đây. Vũ Hiểu Phỉ các nữ nhân người cau mày cũng là bởi vì Diệp Trấn Hồng bệnh tình nguy kịch sự tình. Trước biệt thự ngoại trừ Diệp Thần Phong nữ nhân và nhi nữ bên ngoài, Diệp Thiên Minh Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn ba người này cũng đang, ba người bọn họ lúc trước nhưng là cùng Diệp Thần Phong đồng thời đã trải qua nhiều lần sống còn. Bọn hắn phi thường yêu thích cùng Diệp Phàm các loại ba cái giám hài cùng nhau, dưới cái nhìn của bọn hắn muốn đem này ba cái giám hài bồi dưỡng thành so với Diệp Thần Phong trả nhân vật lợi hại. Mà giờ khắc này, Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn ba người này, bọn hắn cũng không tâm tình đùa với ba cái giám hài chơi đùa. Thẩm Minh Hiên đối với Vũ Hiểu Phỉ đám người, nói ra các vị chị dâu, chỉ cần Thần Phong trở về, hết thảy đều đem sẽ không trở thành vấn đề, có ta cha bọn hắn ra tay. Tuyệt đối có thể kéo dài đến Thần Phong trở về. Diệp Phàm các loại ba cái giám hài nghe được Thẩm Minh Hiên lời nói sau, ba người bọn hắn mắt to lập tức chớp chớp lên. Bọn hắn cũng đều biết chính mình ba tên, bây giờ ba cái giám hài trung niên linh lớn nhất Diệp Phàm, thực lực của hắn đã tại cấp thánh sơ kỳ linh hồn lực rồi. Mà tuổi tác hơi nhỏ Diệp Phong cùng Diệp Linh cũng đều có tôn cấp trung kỳ linh hồn lực rồi. Linh hồn lực từ thấp đến cao chia làm 1 đến 10 cấp. Cấp 10 bên trên chính là vương cấp, tông cấp, tôn cấp, cấp thánh, đế cấp cùng thần cấp. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh mới bao lớn. Bọn hắn mới là thí điểm lớn tiểu hài, thực lực của bọn họ liền kinh khủng như thế. Nhớ năm đó Diệp Thần Phong đến tôn cấp linh hồn lực, đến cấp thánh linh hồn lực, Diệp Thần Phong đều phí đi sức của chín châu hai hổ. Xem ra Diệp Phàm các loại ba cái giám hài huyết mạch cùng thiên phú trở nên cực kỳ yêu nghiệt rồi. Diệp Phàm nhìn xem Thẩm Minh Hiên, cả người nhảy cẫng hoan hô lên, hai cái tay nhỏ cánh tay là cua múa, hỏi Trầm Thúc Thúc. Phải hay không ba ba phải quay về? Diệp Phong cùng Diệp Linh cũng một mặt mong đợi nhìn xem Thẩm Minh Hiên. Mà chính lúc Thẩm Minh Hiên không biết nên trả lời như thế nào thời điểm, phong vệ doanh phía trên bầu trời, một bóng người đang nhanh chóng hạ thấp. Đạo này nhanh chóng hạ xuống bóng người chính là Diệp Thần Phong. Vẫn là như lần trước như thế. Tinh thần chi cuối đường chính là tại giữa không trung, Diệp Thần Phong lao ra tinh thần con đường sau, hắn liền đã tới phong vệ doanh bầu trời. Có luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực Diệp Thần Phong, hắn căn bản không yêu cầu linh khí vũ dực rồi. Hắn dựa vào ngự không năng lực phi hành, thân ảnh của hắn không ngừng hạ thấp, thị lực của hắn cũng là cực kỳ tốt, liếc mắt liền thấy được phong vệ doanh một tòa biệt thự trước Vũ Hiểu Phỉ đám người. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở. Diệp Thần Phong thân ảnh liền đã rơi vào trước biệt thự, hắn nhìn xem Vũ Hiểu Phỉ các nữ nhân người, cực kỳ ôn nhu nói, ta đã trở về, lần này ta có thể đem các ngươi một mực mang theo bên người. Bởi vì Diệp Thần Phong xuất hiện thực sự quá đột nhiên. Cho tới ở đây tất cả mọi người lâm vào ngây người bên trong, bọn hắn không nghĩ tới vừa lúc ở nói đến Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong dĩ nhiên cứ như vậy xuất hiện. Mà thiên chân vô tà tiểu thí hài Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh. Bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó ý nghĩ của bọn họ cực kỳ đơn thuần. Bọn hắn tranh nhau chen lấn chạy tới Diệp Thần Phong trước mặt, trong miệng la hét, ba ba, ba ba, ôm ta, ôm ta. Diệp Thần Phong cười đem này ba cái giám hài ôm vào trong lòng, mà Vũ Hiểu Phỉ đám người viền mắt từ từ đỏ lên, bất quá, các nàng cũng không có cùng Diệp Phàm đám người đi tranh đoạt Diệp Thần Phong trong ngực. Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn ba người này. Bọn hắn tại ngây người sau đó trên mặt cũng lộ ra nụ cười, Thẩm Minh Hiên vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, nói ra, người đều là xuất hiện đột nhiên như vậy, lại như thế kịp lúc.
Vũ Hiểu Phỉ lập tức nhớ tới Diệp chuyện của lão gia tử, nàng nói, Tiểu Phàm, Tiểu Phong, Tiểu Linh, ba người các ngươi trước tiên xuống, chúng ta có việc cùng ba của các ngươi nói. Diệp Phàm ba người là gương mặt không tình nguyện, Diệp Thần Phong nhìn ra được Vũ Hiểu Phỉ là có việc trọng yếu, hắn lập tức an ủi, ba lát nữa tại bồi các ngươi chơi, ta bảo đảm về sau các ngươi tưởng niệm ba ta tuyệt đối sẽ lập tức xuất hiện tại các ngươi bên người. Có Diệp Thần Phong bảo đảm sau đó Diệp Phàm các loại ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn cuối cùng là mặt mày hớn hở lên, nguyện ý từ Diệp Thần Phong trong ngực bên trong chạy ra. Thẩm Minh Hiên nói ra, chị dâu, các ngươi ở nơi này chăm nom Tiểu Phàm bọn hắn, chuyện này chúng ta tới cùng Thần Phong nói đi. Nói xong, Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn ba người này, bọn hắn liền kéo Diệp Thần Phong hướng về nơi xa đi đến, Thẩm Minh Hiên đem Diệp chuyện của lão gia tử nói một lần. Đang nghe xong cả sự tình sau đó Diệp Thần Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng, hắn nói ra ta lập tức đi gặp ông nội ta. Cũng không lâu lắm, Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng căn phòng bên trong, mọi người ở đây đều dự định rời đi, để Diệp lão gia tử nghỉ ngơi thật tốt rồi. Một tiếng, thế nhưng cửa phòng lại bị đột nhiên đẩy ra, người trong phòng trong lòng lập tức sinh ra bất mãn, như thế dùng sức đẩy cửa ra, chẳng lẽ không biết Diệp lão gia tử bệnh nguy sao? Chính lúc Phú An Quốc, Trắng Hồng Phương, Dư Năm được mùa cùng Dương Viễn các loại lão gia tử yếu tức miệng mắng to thời điểm, bọn họ là nhìn rõ ràng đẩy cửa người tướng mạo, trong cả căn phòng cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mẫu thân của Diệp Thần Phong Tôn Mỹ Cầm, người không dám tin mở miệng nói, Thần Phong, Thần Phong. Đúng là ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu cười, nói ra, mẹ, chúng ta sau đó tại ôn chuyện, ta xem trước một chút bệnh của gia tình. Diệp Thần Phong đi thẳng tới Diệp lão gia tử trước mặt, Diệp lão gia tử nhìn thấy cháu của mình Diệp Thần Phong sau đó hắn trên mặt tái nhợt lộ ra một vẻ thỏa mãn vẻ, nói ra Thần Phong, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi a hát. Gia ta là chết cũng không tiếc. Diệp Thần Phong tra xét một lần gia mình thân thể, tiểu thúc của hắn Diệp Đông Kiệt, nói ra cha, Thần Phong đều trở về, ngươi không cần nói như thế không cắt lợi rồi, Thần Phong tuyệt đối có biện pháp cứu ngươi. Diệp Trấn Hồng nhìn xem chính mình cháu trai Diệp Thần Phong, thở dài nói, Thần Phong, không muốn làm khó mình, gia ta biết tình huống thân thể của mình, bằng vào ta thân thể này cốt, coi như là không có xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ cũng sống không tới 100 tuổi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, gia, ngài là sống không tới 100 tuổi. Nghe vậy, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, Diệp Thần Phong nói như vậy, không sẽ chờ ở cho Diệp Trấn Hồng phán quyết tử hình sao? Diệp Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ cùng Phó Minh chủ Lâm Khang Thắng cũng không nhịn thở dài một hơi. Mà chính lúc Diệp Trấn Hồng muốn yếu lại mở miệng thời điểm, Diệp Thần Phong là giành trước một bước, gia, ngài yên tâm, ngài là gia của ta, lẽ nào ngài cũng chỉ có thể đủ sống đến 100 tuổi sao? Ta hiện tại liền trước giúp ngài kéo dài 500 năm tuổi thọ, nói cách khác ngươi tối thiểu vẫn có thể sống 500 năm, về sau ta sẽ lại giúp ngươi kéo dài tuổi thọ. Diệp Thần Phong đã tra xét Diệp Trấn Hồng thân thể, hắn cũng ở trong lòng hỏi qua Lão Bạch cùng Lão Hắc, chỉ cần cho Diệp Lão gia tử dùng một viên thọ linh quả, như vậy Diệp Lão gia tử bên trong thân thể kiệt sức khí quan không những hội hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn là có thể kéo dài Diệp Lão gia tử 500 năm tuổi thọ. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra, trong phòng trở nên càng thêm an tĩnh. Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiệt, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, nói ra, Thần Phong, ngươi không có nói đùa sao? Hiện tại không phải là đùa giỡn thời gian. Ở đây những người còn lại cũng là một mặt không tin nhìn xem Diệp Thần Phong, dù sao Diệp Thần Phong lời nói quá kinh thế hãi tục, tùy tùy tiện tiện liền nói có thể giúp Diệp lão gia tử kéo dài 500 năm tuổi thọ. Phải biết tại thế tục giới, có thể sống đến 90 tuổi đã coi như là cực kỳ trường thọ người rồi. Nếu không phải Diệp Thần Phong lúc trước sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, nếu như đổi lại những người khác nói ra những lời ấy, người ở chỗ này đã sớm là trở mặt, bởi vì cái này lời nói tại bọn hắn nghe tới căn bản cùng tán dóc không có quá lớn khác biệt. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Chương 1722, quả thực chính là thần tiên. Phong vệ doanh. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng căn phòng bên trong. Lần trước Diệp Thần Phong thông qua tinh thần đấu chuyển trận trở về thế tục giới thời điểm, hắn đối Diệp lão gia tử bọn người nói qua. Hắn sẽ để cho bọn họ toàn bộ siêu thoát luân hồi, đến sống mãi.
Nhưng đến sống mãi dù sao quá mức hư huyễn rồi, có thể vĩnh viễn sống trên thế giới này, e sợ chỉ có thần tiên mới có thể làm được. Thuận miệng liền nói kéo dài 500 năm tuổi thọ, hơn nữa Diệp Thần Phong ngữ khí nói như vậy ung dung, làm sao kéo dài 500 năm tuổi thọ đối với Diệp Thần Phong tới nói thật giống cùng uống ngụm nước không có gì khác nhau đâu này. Dư lão gia tử dư năm được mùa, hắn mở miệng nói, Thần Phong, ta biết ngươi là muốn để ra ra ngươi tâm tình tốt một ít, thế nhưng ngươi nói không khỏi quá khuếch đại đi. Dư lão gia tử trong lời nói ý tứ biểu đạt rất rõ ràng rồi, hắn cho rằng Diệp Thần Phong hay là tại tán dóc, bất quá, hắn là phi thường uyển chuyển nói ra, dù sao lần trước Diệp Thần Phong về thế tục giới thời điểm, dư năm được mùa cùng Dương Viễn đều không có mặt. Diệp Thần Phong biết dư lão gia tử không có ác ý, hắn đối với chung quanh từng đạo ánh mắt hồn nhiên không để ý, trong đầu hắn ý thức hơi động, một viên nắm tay lớn nhỏ thọ linh quả liền xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn đi tới Diệp Trấn Hồng bên cạnh, nói ra, ra ra, ngươi ăn đồ ăn khí lực hẳn là còn gì nữa không chứ? Đem viên này thọ linh quả ăn đi, thân thể của ngươi sẽ trong nháy mắt khôi phục, ngươi vẫn có thể thêm ra 500 năm tuổi thọ. Diệp Trấn Hồng đối với mình người cháu này là cực kỳ thương yêu, không ai có thể thay thế được Diệp Thần Phong trong lòng hắn địa vị, hắn không có hỏi nhiều bất kỳ một câu nói, từ từ há mồm ra, bắt đầu nuốt thọ linh quả rồi. Diệp Thần Phong cho ăn Diệp Trấn Hồng, rất nhanh, Diệp Trấn Hồng liền đem cả viên thọ linh quả nuốt vào trong bụng. Thọ linh quả không có bất kỳ mùi vị, chỉ là nuốt vào bụng trong thời điểm, cho Diệp lão gia tử một loại cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Thọ linh quả tác dụng không có lập tức phát huy ra. Người ở chỗ này mặc dù có chút khó có thể tin tưởng được Diệp Thần Phong lời nói, nhưng là trong lòng bọn họ đều ôm có một tia hy vọng. Nhưng tại Diệp Trấn Hồng nuốt thọ linh quả sau đó thân thể của hắn chả không có bất kỳ khởi sắc, này làm cho ở đây là tất cả mọi người thất vọng rồi. Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiện, hắn vội vàng nói, Thần Phong, hiện tại thật không phải đùa giỡn lúc, người nhanh ra tay giúp ra ra ngươi khôi phục thân thể khỏe mạnh đi. Diệp Thần Phong một mặt nghiêm chỉnh nói ra, tiểu thúc, ngươi xem ta đang nói đùa sao, ngươi cho là ta hội nắm ra ra thân thể đùa giỡn hay sao? Yên tâm đi, tiểu thúc ngươi thập thời điểm đối với ta như thế không có lòng tin. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không đối tiểu thúc của chính mình tức giận rồi, hắn biết Diệp Đông Kiện cũng là quan tâm Diệp Trấn Hồng thân thể. Nằm Diệp Trấn Hồng hắn con ngươi trừng lên Diệp Đông Kiện. Nói ra, Đông Kiện, Thần Phong nói cái gì chính là cái đó, ngươi không cần léo nha léo nhéo giống cái nương môn, ngươi. Diệp Trấn Hồng trong cổ họng thanh âm đột nhiên im bặt đi. Hắn chỉ cảm thấy bên trong thân thể có vô số dòng nước ấm dâng lên. Hắn nguyên bản thân thể là nằm ở trạng thái khô kiệt, nhưng bây giờ hắn cảm giác thân thể của mình bên trong nảy mầm rất nhiều sinh cơ, hắn cảm giác mình trong thân thể sức mạnh cũng đang từng điểm khôi phục như cũ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng chậm chậm đã nhận ra Diệp Trấn Hồng biến hóa, chỉ thấy Diệp Trấn Hồng sắc mặt đang chậm chậm khôi phục hồng nhuận, bên trong thân thể của hắn kiệt sức khí quan cũng đang hoàn toàn khôi phục lại đây. Một phút sau, từ Diệp Trấn Hồng toàn thân lỗ chân lông bên trong sắp xếp ra rậm rạp chằng chịt màu đen sền sệt vật chất, đồng thời tóc của hắn hoàn toàn khôi phục màu đen, liền ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng thiếu rất nhiều. Ngoại trừ Diệp Thần Phong ở ngoài, những người còn lại là hoàn toàn trợn tròn mắt. Diệp Trấn Hồng nhìn qua phảng phất lập tức trẻ mười mấy tuổi, này tại còn lại người xem ra tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi sự tình rồi. Diệp Thần Phong nhìn thấy thọ linh quả hiệu quả phát huy ra sau. Hắn nói ra, ra ra, sau này mấy trăm năm bên trong, dáng dấp của ngươi vẫn cứ duy trì tại bây giờ, chỉ có chờ thọ linh quả kéo dài tuổi thọ toàn bộ đã tiêu hao hết, dáng dấp của ngươi mới sẽ lần nữa biến lão, hiện tại ra ra ngươi trước đi tắm đi. Trên MU bàn tay vẫn còn đang đánh dịch dinh dưỡng Diệp Trấn Hồng, hắn chỉ cảm giác thân thể của mình tràn đầy sức mạnh, hắn lại nghe thấy được trên người xú hồng hồng mùi vị. Nhìn mình trên người sền sệt màu đen vật chất, hắn trực tiếp đem trên MU bàn tay châm nhổ xuống, hắn hiện tại có thể khẳng định mình là hoàn toàn khôi phục, trong lòng hắn kích động, nhưng hắn vẫn là nói ta trước tiên đi tắm, các ngươi cũng chờ ta một hồi. Chỉ chốc lát sau, làm Diệp Trấn Hồng một lần nữa từ gian phòng trong phòng tắm đi ra thời điểm, người ở chỗ này là càng thêm chấn kinh rồi. Chỉ thấy Diệp Trấn Hồng cả người thần thái sáng láng, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn trực tiếp đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói ra, Thần Phong, vừa vặn ta soi gương thời điểm,
ta quả thực không thể tin được người trong gương là ta tối thiểu trẻ có mười mấy tuổi. Diệp Thần Phong nhìn mình Gia Gia hưng phấn dáng dấp, khóe miệng hắn cũng lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, Gia Gia, ta không phải đã nói rồi sao? Ta có thể giúp ngươi kéo dài 500 năm tuổi thọ, về sau ta còn có thể đủ giúp ngươi kéo dài càng nhiều hơn tuổi thọ, ngươi phải biết tôn tử của ngươi là tuyệt đối sẽ không bắt nạt lừa gạt ngươi. Tốt, tốt a hát, vẫn là Thần Phong ngươi hiếu thuận. Diệp Trấn Hồng là thoải mái cười to. Trong phòng những người còn lại cho tới bây giờ còn không dám tin tưởng, Dư lão gia tử Dư Năm được mùa, hỏi hắn, Thần Phong, ngươi thật sự giúp lão Diệp kéo dài 500 năm tuổi thọ. Dương lão gia tử Dương Viễn cũng nói, Thần Phong, giúp người khác kéo dài 500 năm tuổi thọ, này e sợ chỉ có thần tiên mới có thể làm được đây này chứ. Về phần Vũ An Quốc cùng Trắng Hồng Phương hai vị này lão gia tử, bọn hắn không có mở miệng nghi ngờ, dù sao Diệp Thần Phong là cháu gái của bọn hắn tế, nếu như Diệp Thần Phong có thứ tốt, tự nhiên là thiếu bọn họ không được hai cái. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, không quan tâm các ngươi có tin hay không. Dù sao ta là giúp ông nội ta kéo dài 500 năm tuổi thọ. Một bên Diệp Đông Kiện nhìn thấy cha của mình khôi phục sau đó trong lòng của hắn tảng đá là hoàn toàn rơi xuống, nói ra, Thần Phong, ngươi được lắm đấy, bất quá, ta càng cảm giác hứng thú là thực lực của ngươi bây giờ, đi, để tiểu thúc ta mở mang tầm mắt. Diệp Đông Kiện lôi kéo Diệp Thần Phong hướng về bên ngoài phòng đi đến, mà ở chàng những người còn lại cũng không có ngăn cản. Bọn họ là đi theo Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện phía sau. Rất nhanh, Diệp Đông Kiện liền mang theo Diệp Thần Phong đi tới phong vệ doanh bên trong một chỗ tương đối hẻo lánh vị trí, ở nơi này kiến tạo 5 căn nhìn qua cực kỳ đặc thù kiến trúc cao lớn vật. Thần Phong, ngươi có thể hay không thanh nơi này vật kiến trúc làm hỏng? Diệp Đông Kiện cười hỏi. Lần trước, Diệp Thần Phong trở về thế tục giới thời điểm, hắn cũng là thể hiện rồi một ít thực lực. Hắn lợi dụng Long Tường Cửu Thiên đem một tòa phổ thông kiến trúc cho trực tiếp phá hủy, mà lúc ấy Diệp Thần Phong thực lực xa còn lâu mới có thể cùng hiện tại so sánh. Diệt Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ lập tức giải thích, Thần Phong, nơi này 5 căn kiến trúc, là chúng ta nghiên cứu ra tới kiểu mới tài liệu, liền ngay cả ta cùng Khang Thắng đồng thời liên hợp công kích, chúng ta cũng không cách nào hủy diệt trong đó bất kỳ một dãy nhà. Phải biết Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đều là thần cấp linh hồn lực cường giả. Ở đây Dư Năm được mùa các loại lão gia tử cũng biết loại này kiểu mới tài liệu. Lúc trước dùng loại này kiểu mới tài liệu dựng thành thứ một dãy nhà thời điểm, Dư Năm được mùa các loại lão gia tử đều đến đây quan sát. Tại Dư Năm được mùa các loại trong mắt người Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng, không thể nghi ngờ có thể lấy sức lực của một người quét ngang toàn thế giới rồi. Hai người bọn họ liên hợp công kích cũng không cách nào hủy diệt nơi này kiến trúc. Này làm cho hết thảy lão gia tử đều đối loại này kiểu mới tài liệu cảm thấy hứng thú. Dư Năm được mùa cười nói, Thần Phong, ta cũng muốn phải xem thử xem ngươi thực lực hôm nay, ngươi cần phải dùng toàn lực đi phá hoại nha. Bằng không ngươi cần phải tại trước mặt chúng ta xấu mặt. Diệp Thần Phong nhìn xem Diệp Đông Kiện, nói ra tiểu thúc, ngươi vẫn là cái này đức hạnh, bằng không ta hai cái khoa tay khoa tay. Diệp Đông Kiện vội vàng nghĩa tránh ngôn từ nói ra, Thần Phong, nếu như ngươi có thể hủy diệt này 5 căn kiến trúc, như vậy ta cũng có thể đáp ứng cùng ngươi khoa tay một cái. Diệp Đông Kiện đối loại này kiểu mới tài liệu cực kỳ có lòng tin, lúc trước không riêng Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng liên hợp công kích, còn dùng các loại thuốc nổ đến nổ những kiến trúc này, nhưng cuối cùng những này dùng kiểu mới tài liệu xây thành kiến trúc vốn là hoàn hảo không chút tổn hại. Quãng thời gian trước, Diệp Đông Kiện thậm chí tập hợp hết thảy phong vệ doanh linh hồn lực cao thủ một nổi công kích. Nhưng quay đầu lại vẫn là không cách nào hủy diệt những kiến trúc này. Diệp Đông Kiện tiếp tục cười nói, Thần Phong, 5 căn kiến trúc. Ngươi nhưng chỉ có thể dùng 5 chiêu nha. Hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể nhìn thấy tiểu tử ngươi ăn quả đắng bộ dáng. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, cười nói, tiểu thúc, ngươi đã nghĩ như vậy chỉ sợ ngươi lại phải thất vọng. Diệp Thần Phong cũng rất thích cùng chính mình tiểu thúc Diệp Đông Kiện cãi và thời điểm. Diệp Thần Phong tiện tay rút ra sau lưng Thanh Vân Kiếm, Diệp Đông Kiện nhìn thấy dỉ xét loang lổ Thanh Vân Kiếm, hắn còn muốn thuận miệng chuyện cười hai câu, nhưng thời điểm này. Diệp Thần Phong trong cơ thể cấp 3 hỏa chi kiếm ý, Phượng Hoàng Áo Nghĩa cùng Kỳ Lân Áo Nghĩa đồng thời vận chuyển, chỉnh thanh Thanh Vân Kiếm trong nháy mắt bị ngọn lửa cho bao trùm rồi. 3 tiếng Phượng hót. 3 tiếng Kỳ Lân tiếng kêu.
đồng thời ở trong không khí vang lên. Diệp Thần Phong vung ra tay bên trong Thanh Vân Kiếm, thần thú phá thiên. Ba con nắm giữ chân chính Phượng Hoàng hơi thở hỏa Phượng Hoàng, ba con nắm giữ chân chính Kỳ Lân hơi thở hỏa Kỳ Lân, ở trong không khí ngưng tụ mà thành. Tại tất cả mọi người trong nháy mắt trợn mắt lên thời điểm. Ba con hỏa Phượng Hoàng cùng ba con hỏa Kỳ Lân hướng về năm căn kiến trúc xung kích tới. Oanh, 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 oanh. Một chiêu thần thú phá thiên. Năm căn kiểu mới tài liệu xây thành vật kiến trúc, toàn bộ biến thành phế tích. Diệp Thần Phong đối với Diệp Đông Kiện cười nói, tiểu thúc, ta mới dùng một chiêu đây. Vì không cho ngươi bất kỳ cớ gì, để cho ta tới đem những này phế tích cũng xử lý đi. Diệp Thần Phong bàn tay phải một phen, thanh viêm nhất thời xuất hiện tại trong bàn tay của hắn. Ngón tay búng một cái. Thanh viêm nhanh chóng hướng về phế tích lao đi rồi. Thanh viêm hỏa diễm đang không ngừng mở rộng, lại mở rộng, cuối cùng khu vực này là ánh lửa đầy trời. Thanh viêm trực tiếp thanh hết thảy phế tích cho bao phủ lại rồi. Chỉ là một sẽ thời gian. Tại thanh viêm thiêu đốt dưới, phế tích toàn bộ biến thành cho tàn. Diệp Thần Phong bàn tay khẽ động, thanh viêm cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng bay trở về trong bàn tay của hắn, bàn tay chăm chú nắm chặt, thanh viêm về tới bên trong đan điền của hắn. Diệp Thần Phong nhìn xem Diệp Đông Kiện nói ra, tiểu thúc, hiện tại chúng ta có thể so tài. Diệp Đông Kiện đã sớm là choáng váng, ở đây những người còn lại cũng đã sớm choáng váng, bất kể là Diệt Thiên Minh Thẩm Kinh Vũ vẫn là Dư Lão gia tử đám người, bọn hắn thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Này giơ tay cử túc giữa có thể biến ảo ra hỏa Phượng Hoàng cùng hỏa Kỳ Lân, hình thành ngập trời ngọn lửa màu xanh, cái này căn bản là thần tiên thủ đoạn a hát. Thời khắc này, Dư Năm được mùa đám người bắt đầu tự tin Diệp Thần Phong giúp Diệp Trấn Hồng kéo dài 500 năm tuổi thọ sự tình rồi. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong quả thực chính là thần tiên, quả thực liền là chân chính thần tiên. Diệp Thần Phong năng lực đã vượt xa khỏi bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1723, trước khi rời đi một phần lễ vật. Diệp Đông Kiện đẩy hai con gấu trước mắt, hắn cực vì tức giận trừng lên Diệp Thần Phong, quát lên, Thần Phong, tiểu tử ngươi ra tay cũng quá độc ác. Ta nhưng là ngươi tiểu thúc, ngươi thân tiểu thúc a hát. Tại đem năm căn đặc thù tài liệu xây thành vật kiến trúc, toàn bộ biến thành cho tàn sau. Thừa dịp tất cả mọi người tại chỗ rơi vào trong khiếp sợ thời điểm, Diệp Thần Phong liền cười ha hả tiếp cận Diệp Đông Kiện. Diệp Đông Kiện tại Diệp Thần Phong trước mặt căn bản liền cơ hội tránh né cũng không có. Một hiệp xuống, Diệp Đông Kiện liền trở thành mắt gấu trúc rồi. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, tiểu thúc. Ta chỉ là nhẹ nhàng đụng vào hai ngươi dưới, ta muốn thật sự ra tay hung ác lời nói, chỉ sợ ta một quyền là có thể đem ngươi oanh thành thịt băm. Diệp Đông Kiện cả người run lên một cái, tuy rằng hắn biết Diệp Thần Phong là cùng hắn đang nói đùa, nhưng nhìn xem phía trước mặt hóa thành cho tàn năm căn kiến trúc, trong lòng của hắn chỉ có cười khổ phần rồi, xem ra tại chính mình một yêu nghiệt chất tử trước mặt, hắn cả đời chỉ có bị bắt nạt phần rồi. Dư lão gia tử Dư Năm được mùa cùng Dương lão gia tử Dương Viễn, hai người bọn họ mỉm cười nhìn Diệp Thần Phong, Dư Năm được mùa có chút ngượng ngùng nói ra, cái kia, Thần Phong, ngươi xem, ngươi có phải hay không cũng giúp ta kéo dài dài một chút tuổi thọ. Ta tốt xấu cũng là ngươi Dư gia gia ma. Dương Viễn cũng xoa xoa tay, hắn cực kỳ vô sỉ nói ra, Thần Phong, yêu cầu của ta cũng không cao, ta không cần ngươi giúp ta kéo dài 500 năm tuổi thọ. Người tiện tay giúp ta kéo dài cái 200 năm liền đủ rồi. Về phần Vũ lão gia tử Vũ An Quốc cùng Bạch lão gia tử Trắng Hồng Phương, hai người bọn họ là không có mở miệng, dù sao Diệp Thần Phong là cháu gái của bọn hắn tế, bọn hắn dự định đám người khác đi rồi sau. Bọn hắn lại hướng Diệp Thần Phong mở miệng. Diệp Thần Phong lần này trở về là dự định mang người ở bên cạnh rời đi thế tục giới, hắn liếc mắt nhìn Dư Năm được mùa cùng Dương Viễn, nói ra hai vị lão gia tử. Các ngươi trước tiên chờ một lát, ta sau đó lại cho các ngươi trả lời. Đổi lại là những người khác, Dư Năm được mùa cùng Dương Viễn sớm liền trở mặt rồi, nhưng ở Diệp Thần Phong trước mặt, hai người bọn họ vẫn là cười hì hì, trong miệng liền liền nói không có chuyện gì không có chuyện gì. Diệp Thần Phong đối tiểu thúc của hắn Diệp Đông Kiện, nói ra tiểu thúc. Để phong vệ doanh tất cả nhân viên đến thao luyện tràng tập hợp. Diệp Đông Kiện nhìn thấy Diệp Thần Phong bộ dáng nghiêm túc.
hắn không có nói đùa nữa, hắn lập tức đi thông báo phòng vệ doanh thành viên. Sau 10 phút, phòng vệ doanh thao luyện trên sân. Diệp Thần Phong trở về phòng vệ doanh, sự tình đã tại nơi này truyền ra. Phải biết tại phòng vệ doanh tất cả thành viên trong lòng, Diệp Thần Phong chính là một cái thần. Một cái vĩnh viễn sống ở trong lòng bọn họ thần. Bọn hắn chứng kiến Diệp Thần Phong từng bước quật khởi, chứng kiến Diệp Thần Phong từ phía trên minh trong tay cứu vớt toàn thế giới. Làm Diệp Thần Phong đứng đang thao luyện trên sân thời điểm, dưới đáy phòng vệ doanh thành viên thân thể đứng thẳng tắp. Từng cái toàn bộ ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong nhìn xem dưới đáy phòng vệ doanh thành viên. Khóe miệng hắn khẽ mỉm cười, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước cuộc sống, hắn nhớ tới lúc trước tại thế tục giới dốc sức làm cuộc sống, thanh âm hắn vang dội nói, rất tốt, các ngươi cũng không có thay đổi. Tại dừng lại một lúc sau, Diệp Thần Phong tiếp tục nói, lần này ta muốn mang theo gia nhân của ta rời đi thế tục giới rồi. Trong các người có mấy người tại thời gian rất sớm liền giúp ta làm việc, có mấy người là sau đó mới đi theo của ta. Nếu như các người nguyện ý, ta có thể đem các người đồng thời mang đi. Trầm mặc. Dưới đáy tất cả thành viên đều đã trầm mặc. Ước chừng một phút sau, một tên phòng vệ doanh thành viên, hô, lão đại, chúng ta liền ở lại thế tục giới đi. Ngài đã đủ mệt mỏi, chúng ta đều biết ngài là một người trọng tình trọng nghĩa, ta lựa chọn ở lại thế tục giới. Chỉ hy vọng tương lai lão đại muốn niệm tình chúng ta thời điểm, lại trở lại thăm một chút chúng ta những huynh đệ này. Có người thứ nhất mở miệng, sau đó những người còn lại cũng dồn dập mở miệng, bọn hắn không muốn liên lụy Diệp Thần Phong rồi, bọn hắn đều lựa chọn tiếp tục lưu lại thế tục giới. Lão đại, ngài không cần lo lắng chúng ta, mặc kệ tương lai ngài đi tới nơi nào, phòng vệ doanh vĩnh viễn là nhà của ngài. Nhìn xem dưới đáy tất cả thành viên quyết tâm. Diệp Thần Phong lặng lẽ gật gật đầu, một lát sau, hắn mới mở miệng nói, các ngươi cũng mãi mãi cũng là ta Diệp Thần Phong huynh đệ. Diệp Thần Phong trong lòng cũng bỏ đi mang theo tất cả thành viên đi hướng địa huyền giới ý niệm, dù sao mỗi người đều có con đường của chính mình phải đi, những người này cũng đều có người nhà của mình, đem bọn họ mang đến địa huyền giới, này đối với bọn hắn tới nói hay là cũng không là một chuyện tốt. Diệp Thần Phong nói tiếp, các ngươi đã phải ở lại chỗ này. Như vậy ta liền giúp các ngươi đều kéo dài 300 năm tuổi thọ đi. Cho rằng là ta đưa cho các ngươi một phần lễ vật. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra. Dưới đáy tất cả thành viên lần thứ hai xôi trào, bọn hắn dồn dập đỏ cả vành mắt, bọn hắn biết đời này làm chuyện chính xác nhất, chính là theo Diệp Thần Phong vị lão đại này. Diệp Thần Phong cũng là bọn hắn đời này duy nhất lão đại, bọn hắn đều không có hoài nghi Diệp Thần Phong lời nói, bọn hắn toàn bộ lựa chọn đã tin tưởng. Vừa vặn Diệp Thần Phong đã ở trong lòng hỏi qua Lão Bạch rồi, kéo dài tuổi thọ thuộc về làm trái thiên đạo luân hồi, thọ linh quả Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không lấy ra, dù sao thọ linh quả cũng chỉ còn dư lại 19 viên. Cũng còn tốt Diệp Thần Phong bây giờ bước vào ngũ phẩm luyện dược sư hàng ngũ, hắn từ Lão Bạch trong miệng biết được có một loại tên là duyên thọ đan ngũ phẩm đan dược, loại đan dược này có thể kéo dài 300 năm tuổi thọ. Nếu như là tăng cao thực lực đan dược, khẳng định như vậy không thích hợp thế tục giới người dùng, dù sao những người này trong cơ thể đều là linh hồn lực, thế nhưng đan dược kéo dài tuổi thọ liền ngay cả người bình thường cũng là có thể dùng. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Dư Năm Được Mùa cùng Dương Viễn, nói ra, hai vị lão gia tử, ta cũng sẽ đem ngươi nhóm kéo dài 300 năm tuổi thọ. Nghe được Diệp Thần Phong nói như vậy, Dư Năm Được Mùa cùng Dương Viễn là kích động nói cảm ơn liên tục. Diệp Thần Phong không có quá nhiều thời gian lãng phí, dù sao tại trong vòng 5 ngày hắn nhất định muốn chạy về địa huyền giới, bằng không hội có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thần Phong trong đầu ý thức hơi động. Địa chi hỏa long đỉnh trong nháy mắt xuất hiện Diệp Thần Phong trước mặt. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong lại từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra các loại linh thảo, lần này cần luyện chế nhiều như thế ngũ phẩm đan dược, đây nhất định hội rất nhiều giảm bớt hắn hỗn độn trong nhẫn linh thảo, bất quá. Diệp Thần Phong không chút nào đau lòng, đây là hắn một điểm tâm ý, dù sao phong vệ doanh bên trong rất nhiều người, lúc trước liền theo hắn vào sinh ra tử rồi, hắn cũng xác thực đem những này người cho rằng chân chính huynh đệ. Lật bàn tay một cái, thanh viêm tốc biến. Ngón tay búng một cái, thanh viêm tiến vào hỏa long đỉnh bên trong. Trước đó tại Long Nguyên trong bí cảnh, Diệp Thần Phong đã luyện chế thành công qua ngũ phẩm đan dược, chỉ phải cẩn thận khống chế. Hắn chắc chắn lần thứ nhất liền thành công luyện chế ra duyên thọ đan.
luyện chế duyên thọ đan linh thảo dồn dập được Diệp Thần Phong bắn vào Hỏa Long đỉnh bên trong. Thao luyện trên sân là yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Từ Diệp Thần Phong bỗng dưng lấy ra Hỏa Long đỉnh, lấy ra trồng chất như núi các loại linh thảo, dư năm được mùa đám người liền lần nữa trợn mắt hốc mồm rồi, bọn hắn biết Diệp Thần Phong không phải tại làm ảo thuật, đây nhất định không phải phép che mắt, như vậy loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ là thần tiên thủ đoạn. Sau nửa giờ, từ Hỏa Long đỉnh bên trong bay ra nồng nặc đan hương vị. Lập tức, ngũ sắc cầu vồng dị tượng tại hỏa phía trên chiếc long đỉnh hình thành. Diệp Thần Phong thu hồi thanh viêm, Hỏa Long đỉnh bên trong nằm 6 viên mùi thơm nước mũi màu đỏ đan dược. Diệp Thần Phong lấy ra 2 viên đưa cho dư năm được mùa cùng Dương Viễn, nói ra, hai vị lão gia tử, các ngươi chỉ cần ăn vào viên đan dược kia, các ngươi là có thể kéo dài 300 năm tuổi thọ rồi. Dư năm được mùa cùng Dương Viễn hai tay phát run nhận lấy đan dược, trong lòng bọn họ là quá kích động, bọn hắn hiện tại không hoài nghi chút nào Diệp Thần Phong bất kỳ một câu nói, dù sao Diệp Thần Phong đã tại trước mặt bọn họ cho thấy nhiều như vậy thần tiên thủ đoạn. Diệp Thần Phong nói ra, loại đan dược này chỉ có tại lần thứ nhất dùng thời điểm có hiệu quả, dùng viên thứ hai liền hầu như không dùng rồi. Dư năm được mùa cùng Dương Viễn thận trọng đem đan dược cất đi. Bọn hắn cũng biết Diệp Thần Phong còn muốn giúp Phong Vệ Doanh thành viên luyện chế đan dược, hai người bọn họ cũng không nói gì quá nhiều cảm tạ, bởi vì đối với loại này kéo dài tuổi thọ ân tình tới nói, quá nhiều cảm tạ đều có vẻ quá trắng xám vô lực rồi. Dư năm được mùa cùng Dương Viễn khi chiếm được đan dược sau, hai người bọn họ liền dồn dập cáo từ, bọn hắn chả không nỡ bỏ lập tức dùng loại này tiên đan, bọn hắn nhất định muốn lập tức đem tiên đan thật tốt lưu trữ lên. Tại dư năm được mùa cùng Dương Sa sau khi rời đi, Diệp Thần Phong tiếp tục bắt đầu liên tục không nghỉ luyện chế ngũ phẩm duyên thọ đan rồi. Đây là Diệp Thần Phong rời đi thế tục giới trước đó, hắn duy nhất có thể cho Phong Vệ Doanh thành viên một phần lễ vật, dù sao lần sau trở về thế tục giới, không biết là lúc nào. Chương 1724, hành trình mới bắt đầu. Hai ngày sau, Diệp Thần Phong là không ngủ không nghỉ luyện chế ra 2 ngày đan dược, để Phong Vệ Doanh thành viên mỗi người đều có một viên duyên thọ đan. Đương nhiên đang luyện chế đan dược trong 2 ngày này, Diệp Thần Phong muốn cho tiểu thúc Diệp Đông Kiện đi liên hệ rồi con khỉ cùng tên béo họ Lý đám người, để cho bọn họ tới một chuyến Phong Vệ Doanh. Con khỉ cùng tên béo họ Lý đám người là sớm nhất đi theo Diệp Thần Phong, hắn đương nhiên sẽ không quên những người này. Con khỉ cùng tên béo họ Lý một mực tại giúp Diệp Thần Phong quản lý sản nghiệp, bây giờ con khỉ cùng tên béo họ Lý có Diệp gia chống đỡ, sản nghiệp của bọn họ là xuôi gió xuôi nước, thậm chí hai người bọn họ ở trên một năm đều leo lên toàn thế giới phú hào bảng vị trí thứ 10, có thể nói con khỉ cùng tên béo họ Lý là trở thành chân chính đỉnh cấp thương nhân rồi. Bất quá, tất cả những thứ này đều là Diệp Thần Phong lúc trước dành cho bọn hắn. Diệp Thần Phong ngoại trừ giúp Phong Vệ Doanh thành viên mỗi người luyện chế ra một viên duyên thọ đan, hắn chả luyện chế nhiều ngoại trừ 50 viên. Diệp Thần Phong hỏi con khỉ cùng tên béo họ Lý có nguyện ý hay không cùng hắn cùng rời đi, mà con khỉ cùng tên béo họ Lý cũng lựa chọn lưu tại thế tục giới. Bọn hắn biết đi theo Diệp Thần Phong, bọn hắn cũng không giúp được Diệp Thần Phong bất kỳ bận bịu. Thế là, Diệp Thần Phong cũng cho bọn hắn một viên duyên thọ đan. Buổi tối, Phong Vệ Doanh. Diệp Thần Phong biệt thự trong đại sảnh, Diệp Thần Phong người thân, nữ nhân và Diệt Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ bọn người tại. Diệt Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ, Phó Minh chủ Lâm Khang Thắng, Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn, bọn hắn muốn đi theo Diệp Thần Phong cùng đi hướng về địa huyền giới. Diệp Thần Phong đương nhiên cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn cũng tiếp nhận rồi Lâm Hân Di yêu. Mà Lâm Hân Di lại là Lâm Khang Thắng con gái, Vũ Hiểu Phỉ gia gia Vũ An Quốc. Bạch Tuyết Linh ra ra trắng Hồng Phương, hai người bọn họ cuối cùng cũng quyết định cùng đi hướng về địa huyền giới. Đối với cái này Diệp Thần Phong đương nhiên là đồng ý rồi, dù sao ra ra của hắn Diệp Trấn Hồng cũng phải người cùng, Vũ An Quốc cùng trắng Hồng Phương cũng coi như là Diệp Trấn Hồng lão hữu rồi. Dù sao hỗn độn nhẫn tiểu thế giới đã lớn vô cùng rồi, Diệp Thần Phong hay là không cách nào để cho Vũ An Quốc bọn hắn đến sống mãi, thế nhưng để cho bọn họ sống thêm cái hơn 1.000 năm. Thậm chí là trên vạn năm, Diệp Thần Phong vẫn có thể làm được. Về phần Diệp Thần Phong nữ nhân những thân nhân khác, chúng nữ cũng không có mở miệng để Diệp Thần Phong đeo, dù sao rất nhiều người cũng đã quen rồi thế tục giới sinh sống,
sống mãi cái này từ ngữ đối với rất nhiều người tới nói cơ bản cũng là tán dóc. Cho nên, Diệp Thần Phong nhiều luyện chế ra những đan dược kia, chính là vì hắn nữ nhân người thân chuẩn bị, hắn để nữ nhân của mình đem những đan dược này đều đưa ra ngoài. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng trong miệng hắn vi vi thở dài, hắn nói ra, Thần Phong. Chúng ta lúc nào rời đi? Diệp Thần Phong hồi đáp, tối hôm nay liền rời đi. Ta không thể tại thế tục giới lưu lại thời gian quá lâu. Diệp Trấn Hồng trong con ngươi có một chút không bỏ, nói ra, muốn từ bỏ thế tục giới tất cả, ta còn thực sự có phần không nỡ bỏ, bất quá, chúng ta biết Thần Phong ngươi làm tất cả cũng là vì chúng ta, cho dù tại không nỡ bỏ cũng phải cần rời đi. Vũ lão gia tử Vũ An Quốc vỗ vỗ Diệp Trấn Hồng vai, nói ra, Trấn Hồng, không cần thương cảm như vậy. Đây không phải còn có chúng ta hai cái lão đầu mỗi ngày cùng ngươi giải buồn đây này mà. Bạch lão gia tử Tráng Hồng Phương cũng lập tức nói ra, đúng vậy, chúng ta chỉ muốn đi theo Thần Phong. Ta tin tưởng liền không có sai. Diệp Thần Phong bảo đảm nói, ra ra, ngài yên tâm, chúng ta một ngày nào đó sẽ còn trở lại, đến lúc đó ngươi muốn tại thế tục giới ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Diệp Thần Phong tiếp tục nói, tiếp đó, ta sẽ dẫn các ngươi đi một địa phương, các ngươi đến nơi đó sau không cần kinh hoàng, hân di các nàng hội đối với các ngươi giải thích hết thảy. Các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Đang nhìn đến mọi người gật đầu sau đó Diệp Thần Phong lần lượt đem người ở chỗ này đưa vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Không bao lâu thời gian, tất cả mọi người tiến vào bên trong tiểu thế giới rồi. Diệp Thần Phong đang xác định không có để sót bất luận người nào sau đó hắn tại phong vệ doanh thao luyện trên sân bắt đầu bố trí trở về địa huyền giới trận pháp. Địa huyền giới, nơi nào đó nguyên thủy sơn mạch nơi hẻo lánh bên trong. Thuận lợi trở về rồi. Diệp Thần Phong thân ảnh đứng ở tinh thần đấu chuyển trận bên trên. Diệp Thần Phong đem trong mắt trận bản mệnh tinh huyết thu lại rồi, sau đó lại đem 4 cái tinh văn trụ thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn. Lần này trở về một chuyến thế tục giới, xem như là đem nỗi lo về sau hoàn toàn giải trừ. Từ giờ khắc này, đối với Diệp Thần Phong tới nói, hành trình mới là bắt đầu. Diệp Thần Phong ý thức hơi động. Thân ảnh của hắn cũng tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Tại hỗn độn trong nhẫn chỉ có một tòa không lớn không nhỏ trang viên, xem ra Diệp Thần Phong phải nhiều chuyển mấy tòa trang viên vào được, bằng không nơi ở khẳng định liền không đủ. Tại Diệp Thần Phong tiến vào tiểu thế giới thời điểm, thân nhân của hắn, nữ nhân và Diệt Thiên Minh Thẩm Kinh Vũ đám người, bọn hắn đều tập trung vào trang viên trước, nguyên bản tự tại bên trong tiểu thế giới Lâm Hân Di. Hạ Tử Ninh cùng Bạch Tiểu Nhu, các nàng đang tại đối với những người này giải thích địa huyền giới sự tình. Tại mới vừa tiến vào bên trong tiểu thế giới thời điểm, Diệp Thần Phong bên người những người này, bọn hắn mỗi một người đều không biết làm sao, đang nghe Hạ Tử Ninh đám người giải thích sau đó bọn hắn mới hiểu được tiểu thế giới này nguồn gốc, tuy rằng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng cũng chậm chậm tiếp nhận rồi. Thân là sư vương một mạch công chúa Bạch Tiểu Nhu, người ngoại trừ đối Diệp Thần Phong ở ngoài. Nàng đều là cực kỳ lạnh lẽo, nhưng khi biết trong những người này có Diệp Thần Phong ra ra cùng cha mẹ lúc, Bạch Tiểu Nhu cũng biến thành nhiệt tình. Đi ngang qua Lâm Hân Di đám người giới thiệu, Diệp Trấn Hồng bọn họ là bước đầu hiểu được địa huyền giới sự tình. Về phần thiên huyền giới sự tình, Diệp Thần Phong vẫn không có nói cho Lâm Hân Di đám người đây. Cho nên, Lâm Hân Di mấy người cũng còn không biết thiên huyền giới sự tình. Bạch Tiểu Nhu là dính tại mẫu thân của Diệp Thần Phong Tôn Mỹ Cầm bên người, Diệp Thần Phong tại Lạc Nhật Đảo Thượng Đại Chiến Hải Thần Điện Thái Thượng Trưởng Lão, tại Âm Minh Tông Thượng Đại Khai Sát Giới thời điểm, Bạch Tiểu Nhu cũng đều là ở đây, người hung hăng khen ngợi của nàng Diệp Đại Ca, thanh Diệp Thần Phong rất nhiều chỗ sự tình đều nói ra. Diệp Thần Phong bóng người xuất hiện trang viên trước, nói ra, xem ra mọi người đều đúng huyền giới có sự hiểu biết nhất định đi nha. Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiện. Hắn một mặt than thở nói, Thần Phong, người thật đúng là tới nơi nào liền náo tới chỗ nào a hát. Bất quá, người cũng quá kiểu như trâu bò một điểm chứ. Tiểu thúc ta bây giờ đối với địa huyền giới tông môn cũng có một chút hiểu được, cái gì âm minh tông, cái gì luyện khí tông, linh dược gì cốc, tiểu tử ngươi muốn ta nói thế nào ngươi thì sao? Trống trơn là bây giờ nghe sự tích của ngươi, ta cũng là kinh hồn táng đảm. Ngược lại, Diệp Đông Kiện lại hỏi. Luyện dược sư trên đất huyền giới cực kỳ khan hiếm, ngươi cũng là luyện dược sư chứ. Ta nghe Hân Di nói, trên đất huyền giới nguyên bản nghiêu nhất tách ra luyện dược sư cũng chỉ có tứ phẩm, ngươi là mấy phẩm luyện dược sư.
Diệp Thần Phong bình thản nói ra, ngũ phẩm. Diệp Đông Kiện đúng là không tỳ khí, nói ra, Thần Phong, người nói ngươi làm sao tới nơi nào đều như thế kiểu như châu bò đâu này. Tại thế tục giới ngươi đã trở thành cường giả đỉnh cao, sau đó lại tại cổ võ giới đã trở thành cường giả đỉnh cao, hiện tại chỉ sợ ngươi lại muốn trên đất huyền giới trở thành cường giả đỉnh cao đi nha. Diệp Thần Phong trên mặt không có nửa điểm tự kiêu, hắn nói ra, tiểu thúc, ta tương lai phải đi đường còn rất xa. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết địa huyền giới thực lực cấp bậc chứ. Ta hiện tại mới luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, coi như là đã tới niết bàn cảnh, khoảng cách siêu thoát luân hồi, đến sống mãi còn rất xa. Diệp Thần Phong nhìn xem Diệp Đông Kiện cùng Thẩm Kinh Vũ đám người, nói ra, bây giờ các ngươi trong cơ thể đều là linh hồn lực, ta giúp các ngươi luyện chế một loại đan dược, chỉ muốn các ngươi ăn vào loại đan dược này sau, các ngươi trong cơ thể linh hồn lực là có thể chuyển hóa thành linh khí, về sau cũng có thể giống như ta tu luyện. Về phần ra ra các ngươi trước tiên ở nơi này tu dưỡng một quãng thời gian, ta cũng sẽ giúp các ngươi chậm rãi bước lên con đường tu luyện. Sớm tại lần trước Diệp Thần Phong về thế tục giới thời điểm, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh đã nói rồi, các loại Diệp Thần Phong đến ngũ phẩm luyện dược sư sau, liền có thể luyện chế một loại tên là chuyển linh đan đan dược, loại đan dược này có thể thanh trong cơ thể tất cả năng lượng chuyển hóa thành linh khí, linh hồn lực đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, Diệp Đông Kiện đám người từng cái trở nên kích động cùng hưng phấn lên, bọn hắn tại tục bên trong thế giới cơ hồ đã không có bất kỳ khiêu chiến, bây giờ đi tới hoàn toàn mới địa huyền giới, bọn hắn nhất thời trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Diệp Đông Kiện lời thề son sắt bảo đảm nói, Thần Phong, ngươi yên tâm, tiểu thúc ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cản trở, ta nhất định mỗi ngày mỗi đêm ở nơi này tu luyện. Liền ngay cả Diệt Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đám người, hai người bọn họ cũng nắm chặt nắm đấm, bởi vì bọn họ lại lần nữa tìm tới mục tiêu mới. Chương 1725, đi chúc mừng. Địa huyền giới nơi nào đó trên bầu trời, một vệt bóng đen đang tại cấp tốc đi tới. Một bộ trường sam màu đen, trên lưng một cái rỉ sét loang lổ kiếm, người này chính là Diệp Thần Phong. Năm ngày trước, Diệp Thần Phong thuận lợi đem ngũ phẩm chuyển luyện chế linh đan đi ra. Diệp Đông Kiện bọn người ở tại phục dụng chuyển linh đan sau đó bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn lực toàn bộ chuyển hóa thành linh khí, đương nhiên con trai của Diệp Thần Phong cùng con gái cũng phục dụng chuyển linh đan. Trong những người này Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng thực lực là mạnh nhất, bọn hắn nguyên bản là ủng có thần cấp linh hồn lực, tại linh hồn lực chuyển hóa thành linh khí sau, hai người bọn họ thuận lợi đã trở thành thông linh cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Phải biết lúc trước Diệp Thần Phong ủng có thần cấp đỉnh phong linh hồn lực. Trong cơ thể hắn linh hồn lực toàn bộ chuyển hóa thành linh khí, hắn cũng mới thông linh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng còn chưa có tới thần cấp đỉnh phong linh hồn lực. Ngoại trừ Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng dùng chuyển linh đan sau đó bọn hắn có thông linh cảnh nhất trọng thiên thực lực bên ngoài, những người khác thực lực đều tại thông linh cảnh bên dưới. Diệp Thần Phong không có lập tức truyền thụ cho bọn hắn công pháp, để cho bọn họ trước tiên quen thuộc trong cơ thể linh khí. Lần sau Diệp Thần Phong cũng lại ba dặn dò bọn hắn, không thể tùy tiện đi dùng bên trong tiểu thế giới trăm ngàn năm linh trúc Diệp, bằng không lấy thực lực của những người này tuyệt đối sẽ thân thể nổ tung mà chết. Xem ra Diệp Thần Phong yếu bồi dưỡng luyện dược sư sự tình, nhất định muốn tăng nhanh tốc độ rồi, dù sao hắn không có cái kia nhiều thời gian một mực ở lại bên trong tiểu thế giới, mà bây giờ Diệp Đông Kiện đám người, thích hợp nhất dùng một ít đê giai đan dược. Yếu bồi dưỡng một ít nhất phẩm hoặc là nhị phẩm luyện dược sư, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói vẫn không tính là vấn đề quá lớn. Liên tục đuổi 5 ngày lộ trình, Diệp Thần Phong bây giờ là phải về một chuyến Diệp Môn, dù sao ma đạo dục già dục dịch, khoảng cách ma huyết thiên thức tỉnh tháng ngày càng gần. Một khi ma đế huyết thiên thức tỉnh, e sợ địa huyền giới tình thế sắp trở nên càng thêm hỗn loạn. Trước đó Diệp Thần Phong từ tên kia ma đạo tông môn đệ tử trong miệng giải cũng không phải là quá nhiều, đối với bây giờ địa huyền giới cụ thể tình thế, hắn vẫn là kiến thức nửa vời. Diệp Thần Phong đã tính qua về Diệp Môn con đường rồi, lần này về Diệp Môn. Hắn lại sẽ trải qua Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành chính là thủy gia địa bàn. Lần trước Diệp Thần Phong đi tới Thiên Vân Thành thời điểm, hắn và Bạch Tiểu Nhu giúp thủy gia giải quyết xong đại trưởng lão một mạch. Chả giải quyết xong một tên tiềm phục tại Thiên Vân Thành người trong ma đạo. Nếu phải trải qua Thiên Vân Thành, như vậy Diệp Thần Phong đương nhiên phải đi thủy gia lên tiếng chào hỏi rồi,
dù sao hắn vẫn là Thanh Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đôi tỉ muội này cho rằng là bằng hữu. Sau 3 tiếng, Diệp Thần Phong khoảng cách một tòa cổ thành là càng ngày càng gần, hắn từ bầu trời bên trong rơi xuống mặt đất. Đứng xa xa nhìn Thiên Vân Thành cửa thành, hắn phát hiện Thiên Vân Thành cửa thành người tu luyện là nối liền không dứt, hơn nữa cửa thành trả trang sức một ít vui mừng vật phẩm. Diệp Thần Phong trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là hướng về cửa thành đi tới, hắn cũng không tính ở nơi này lưu lại. Hắn chỉ muốn cùng Thủy gia chào hỏi một tiếng, hắn sẽ phải rời khỏi Thiên Vân Thành, lấy trước mắt loại tình thế này tới nói, hắn nhất định phải mau sớm trở về Diệp Môn. Chỉ thấy ở cửa thành có hai tên tạo hóa cảnh cường giả canh gác, từng cái muốn đi vào Thiên Vân Môn người, nhất định phải đem bàn tay theo như ở cửa thành một khối trên tấm bia đá. Diệp Thần Phong nghe người chung quanh tiếng bàn luận, hắn đại khái hiểu được một ít tình huống, nguyên lai cửa thành bia đá tên là Hóa Ma Thạch. Nếu như người trong ma đạo thủ trưởng theo như ở phía trên, cả khối Hóa Ma Thạch sẽ trong nháy mắt biến thành màu đen, mà chính đạo tông môn nhân thủ trưởng đè lên thì là cũng không biến sắc. Khả năng này là ma đạo tông môn người tu luyện đều là ma công, này Hóa Ma Thạch năng đủ phân biệt ra ma khí chính là. Hiện tại ma đạo tông môn dồn dập rời đi U Minh Quỷ Vực, làm cho chính đạo tông môn người là người tâm hoảng sợ, loại này chú ý cẩn thận ngược lại cũng đúng là không gì đáng trách. Diệp Thần Phong tại mấy ngày trước thực lực lại tăng lên, hắn theo luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, thuận lợi khóa nhập luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ rồi. Có Long tộc tộc trưởng dấu ấn này người tu luyện ra tốc khí, lại tăng thêm dùng 100.000 năm linh trúc diệp. Nhiều ngày như vậy tăng lên một cái tiểu tầng thứ là chuyện đương nhiên. Bất quá, Diệp Thần Phong dáng dấp dù sao quá trẻ tuổi. Hắn không muốn gây nên chú ý của những người khác, cho nên, hắn cố ý đem thực lực áp chế đã đến tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Đến phiên Diệp Thần Phong thời điểm, bàn tay của hắn cũng thản nhiên đặt tại hóa ma trên đá. Trong cơ thể hắn ma thiên quyết dĩ nhiên xuẩn xuẩn dục động, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi ma thiên quyết cần phải cũng xem như là ma công. Cũng may, thần huyết quyết cùng long thần quyết ngay đầu tiên đem ma thiên quyết áp chế xuống, Diệp Thần Phong là thuận lợi thông qua được hóa ma thạch đo lường. Khi tiến vào Thiên Vân Thành sau, Diệp Thần Phong phát hiện Thiên Vân Thành so với lúc trước càng thêm náo nhiệt, trên đường phố khắp nơi có thể thấy được người tu luyện, những người tu luyện này đều tại cùng người quen biết chào hỏi. Có phần người tu luyện là trực tiếp tại trên đường cái bắt chuyện lên. Diệp Thần Phong hiện tại đang lo không địa phương hiểu rõ địa huyền giới tình thế đây. Hắn lặng yên không lên tiếng nghe trên đường phố người tu luyện nói chuyện. Các ngươi đều nghe nói chưa? Tứ đại nhất phẩm tông môn, trong đó Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân Tông đệ nhất thiên tài toàn bộ chết rồi, lúc này tam đại nhất phẩm tông môn nhưng là tổn thất nặng nề rồi. Cũng không phải sao. Bây giờ ma đế huyết thiên lại muốn thức tỉnh, này đối với chúng ta chính đạo tông môn tới nói là một lần đại kiếp nạn a hát. Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân Tông đã hình thành liên minh, đồng thời quảng cáo toàn bộ huyền giới, bất kỳ chính đạo tông môn đều có thể gia nhập bọn hắn trong liên minh. Ta xem này ba đại tông môn cũng không có ý tốt, nếu như tiểu môn tiểu phái đi đến gia nhập bọn hắn ở Lion, cuối cùng nhất định sẽ thành vì bọn họ bia đỡ đạn, mọi người đều không phải người ngu. Bây giờ gia nhập ba đại tông môn ở Lion môn phái, đại thể nhưng cũng là nhị phẩm tông môn, ba đại tông môn mặc dù nói là nhất phẩm tông môn, nhưng bọn họ cũng không có năng lực lực để nhị phẩm tông môn đi làm bia đỡ đạn. Diệp Thần Phong lặng lẽ nghe chung quanh người tu luyện tiếng bàn luận, khóe miệng của hắn đột nhiên vi vi dương lên, chỉ vì hắn nghe được có lợi cho chuyện của hắn. Thiên Âm môn đồng dạng cũng là nhất phẩm tông môn, theo lý tới nói. Thiên Âm môn cũng có thể muốn gia nhập ba đại tông môn trong liên minh, nhưng Thiên Âm môn lại cùng Xích Viêm tông, Lạc Nhật đảo, Vân Tiên tông tạo thành ở Lion, đây thực sự là kỳ quái, e sợ trên đất huyền giới ngoại trừ ba đại tông môn ở Lion ở ngoài, liền muốn thuộc Thiên Âm môn cái này ở Lion cường hãn nhất rồi. Được rồi, không nói những thứ này, lần này chúng ta nhưng là đến Thiên Vân Thành chúc mừng, Thiên Vân Thành Thủy gia cùng Cửu Huyền Kiếm tông vào lúc này thông gia. Ý tứ trong đó lại sáng tỏ bất quá, Thủy gia dù sao chỉ là một cái tứ phẩm tông môn, mà Cửu Huyền Kiếm tông chính là nhị phẩm tông môn, nếu như Thủy gia chính mình đi gia nhập ba đại tông môn ở Lion, e sợ nhất định sẽ trở thành bia đỡ đạn, nhưng có Cửu Huyền Kiếm tông nâng đỡ, Thủy gia tại liên minh trong liền cũng sẽ có một chỗ nhỏ nhoi rồi. Ta dám khẳng định đợi ngày mai việc vui vừa kết thúc, Thủy gia cùng Cửu Huyền Kiếm tông liền sẽ tuyên bố gia nhập ba đại tông môn liên minh. Thực sự là đáng tiếc,
ta nhưng nghe nói thủy ra hai vị hòn ngọc quý trên tay nhưng cũng là cao cấp nhất mỹ nữ, lần này Cửu Huyền Kiếm Tông con trai của tông chủ nhưng là phải đem hai vị này hòn ngọc quý trên tay đồng thời cưới vào cửa, thủy ra thật đúng là dưới đại thủ bút. Lời cũng không thể đủ nói như vậy, Cửu Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ mây cao, thực lực của hắn cũng có tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, lúc trước chỉ là một mực được ba đại tông môn thiên tài đè lên mà thôi. Bây giờ ba đại tông môn đệ nhất thiên tài toàn bộ chết rồi, này mây cao trên đất huyền giới trẻ tuổi bên trong ngược lại cũng coi như là kiệt xuất rồi. E sợ mây cao bây giờ là phi thường đắc ý, lúc trước hắn nhưng là khiêu chiến qua kiếm vũ sơn trang đệ nhất thiên tài Giang Ngọc Đường, thực lực của hai người bọn họ đều tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng mây cao tại Giang Ngọc Đường trong tay chỉ sống qua 30 chiêu, bây giờ Giang Ngọc Đường chết rồi, mây cao ngoài miệng chắc chắn sẽ không nói. Nhưng trong lòng nhất định là cười lệch miệng. Diệp Thần Phong khóe miệng nụ cười từ từ biến mất rồi, hắn không nghĩ tới lần này đến Thiên Vân Thành, vừa vặn gặp Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm phải lập gia đình. Hơn nữa còn là gả cho cùng một người. Tuy rằng Diệp Thần Phong đối Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm không có giữa nam nữ yêu, thế nhưng hắn đem hai người này cho rằng bằng hữu chân chính, nếu như các nàng là chân tâm phải lập gia đình, như vậy Diệp Thần Phong hội chúc phúc, nếu như các nàng là bị buộc. Như vậy, Diệp Thần Phong hướng về Thiên Vân Thành Thủy Nguyệt Lầu đi đến, hắn lúc trước nhưng là tại Thủy Nguyệt trong lầu ra tay đánh nhau, mà Thủy Nguyệt Lầu cũng là thủy gia sản nghiệp, nếu đã được biết đến chuyện này, như vậy hắn dự định tại Thiên Vân Thành dừng lại lâu một ngày, ngày mai đúng giờ đi thủy gia chúc mừng, đồng thời nghe một chút Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm ý nguyện. Chương 1726, chỉ có thể là cái dám gì? Làm Diệp Thần Phong đi tới Thủy Nguyệt cửa lầu thời điểm. Thủy Nguyệt Lầu mỗi trên một cái bàn đều ngồi đầy người, lần này tứ phẩm tông môn Thủy gia cùng nhị phẩm tông môn Cửu Huyền Kiếm Tông thông gia, rất nhiều tông môn tông chủ đều mang đệ tử đến chúc mừng, dù sao Thủy gia cùng Cửu Huyền Kiếm Tông gộp lại thế lực đã không tinh yếu. Diệp Thần Phong thấy Thủy Nguyệt trong lầu như vậy chen chúc, hắn liền cũng không có ý định tiến vào, hắn do dự mấy giây sau đó hắn hướng về Thủy gia phương hướng đi đến, hắn không có ý định ngày mai lại đi Thủy gia rồi. Hắn yếu hiện tại liền đi một chuyến thủy gia. Giờ khắc này, Thiên Vân Thành thủy gia phủ đệ. Trong ngoài đều răng đèn kết hoa, thủy gia hạ nhân là mang lý mang ngoại, toàn bộ thủy gia đâu đâu cũng có hỉ khí dương dương. Mà thủy gia nơi nào đó trong sân, chỗ này trong nhà lại có vẻ có mấy phần hiu quạnh. Tại sân cửa vào còn đứng hai tên tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả canh gác. Trong sân trên ghế. Một lớn một nhỏ hai tên mỹ nữ mặt ủ mày trao. Đại mỹ nữ là thành thục loại hình, tiểu mỹ nữ là thanh thuần loại hình, các nàng không phải là Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm ma. Các nàng hai tỷ muội đã bị cấm túc ròng rã hơn nửa tháng, ở cái này hơn nửa tháng bên trong, hai người bọn họ một mực sống ở chỗ này sân trong phòng. Ban đầu ở Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu giải quyết xong đại trưởng lão một mạch. Giải quyết xong tiềm phục tại Thiên Vân Thành người trong ma đạo sau khi rời đi, thủy gia tên kia một mực đang bế quan lão tổ tông, cũng không lâu lắm cũng xuất quan, thực lực thuận lợi tăng lên tới niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm gia gia cùng phụ thân, bọn hắn cũng so sánh xem trọng Diệp Thần Phong. Vừa vặn Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đều đối Diệp Thần Phong có hảo cảm, cho nên hai người bọn họ là chống đỡ Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm ra ra cùng phụ thân, bọn hắn cũng đem Diệp Thần Phong sự tình nói cho Thủy gia lão tổ, dù sao nếu không có Diệp Thần Phong, Thủy gia e sợ đã bị đại trưởng lão một mạch hoàn toàn thay thế, vừa bắt đầu Thủy gia lão tổ vẫn là hết sức khẳng định Diệp Thần Phong, còn nói lần sau nhất định phải tự mình gặp một lần Diệp Thần Phong. Nhưng là tại ma đế huyết thiên yếu thức tỉnh tin tức truyền ra, tại rất nhiều ma đạo tông môn dồn dập rời đi U Minh quỷ vực sau. Thủy gia lão tổ lập tức rời khỏi Thiên Vân Thành một chuyến, đợi được Thủy gia lão tổ lúc trở lại, hắn tuyên bố một chuyện. Vậy sẽ phải thanh Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm cùng nhau gả cho Cửu Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ. Thủy gia lão tổ cùng Cửu Huyền Kiếm Tông lão tổ ngược lại là có mấy phần quan hệ cá nhân. Xem ra bọn họ là đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đã lòng có tương ứng, các nàng đương nhiên là sẽ không đáp ứng rồi. Gia gia của các nàng cùng phụ thân cũng một mực khuyên Thủy gia lão tổ, nhưng Thủy gia lão tổ lại khư khư cố chấp. Tại toàn bộ Thủy gia lão tổ địa vị là không người có thể thay thế được. Cho nên,
Thủy gia lão tổ trực tiếp đem Thủy Mộng Hàm cùng Thủy Tử Yên tạm thời trông coi lên, trừ hắn ra bản thân ở ngoài, bất luận người nào cũng không có thể thấy Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm. Tại đây bị cấm túc hơn nửa tháng thời gian trong, Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đôi tỉ muội này là gầy đi trông thấy. Thủy Mộng Hàm ngồi ở trong sân trên ghế, người cặp mắt có chút trống rỗng, người trắng noãn hàm răng cắn chặt môi, thanh âm của nàng có mấy phần tuyệt vọng, tỷ, lão tổ làm sao có thể đối với chúng ta như vậy? Chúng ta căn bản là không thích cái gì Cửu Huyền Kiếm Tông thiếu chủ, chúng ta ưa thích rõ ràng là Diệp đại ca, ngày mai Cửu Huyền Kiếm Tông thiếu chủ liền muốn đến đón dâu, chúng ta đến cùng nên làm gì? Thủy Tử Yên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra, Mộng Hàm, bây giờ ma đạo dục già dục dịch, một khi ma đế huyết thiên thức tỉnh, e sợ bằng vào chúng ta thủy gia thế lực căn bản vô pháp ngăn cản, đương nhiên chúng ta thủy gia cũng có thể gia nhập những Alliance đó bên trong. Bất quá, chúng ta thủy gia chỉ là tứ phẩm tông môn, nếu như gia nhập ba đại tông môn Alliance, như vậy tại giai đoạn khẩn yếu nhất, chúng ta thủy gia rất có thể sẽ trở thành đối kháng ma đạo vật hy sinh. Ta nghĩ lão tổ là bắt chúng ta cho rằng thẻ đánh bạc rồi, tìm tới Cửu Huyền Kiếm Tông cái này chỗ dựa. Thủy Mộng Hàm cực kỳ tức giận nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bắt chúng ta cho rằng thẻ đánh bạc? Ta thích chính là Diệp đại ca, đời này ngoại trừ Diệp đại ca ở ngoài, ta sẽ không ưa thích nam nhân khác rồi. Thủy Tử Yên biết Thủy Mộng Hàm quyết tâm, bản thân nàng lại làm sao không phải là như vậy chứ? Nhưng là tại hiện thực trước mặt, hai người bọn họ căn bản liền sức phản kháng cũng không có. Thủy Tử Yên trầm mặc một hồi sau đó người mới mở miệng nói, Mộng Hàm, chúng ta bây giờ liền chỗ này sân cũng trốn không ra, ra ra cùng phụ thân mặc dù là đứng ở chúng ta bên này, thế nhưng lão tổ dù sao cũng là trưởng bối của bọn hắn, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không bằng lão tổ, bọn hắn cũng không giúp được chúng ta. Thủy Mộng Hàm cả người thật giống được rút đi linh hồn, người chất phác ngồi trên ghế dựa, trên mặt nàng biểu lộ trở nên càng ngày càng kiên định. Nàng nói, lúc trước đại trưởng lão cấu kết người trong ma đạo, yếu đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt thời điểm, lão tổ ở nơi nào? Là Diệp đại ca khoác đã cứu chúng ta thủy ra, lão tổ vốn là vong ân phụ nghĩa, ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy cúi đầu, ta muốn phản kháng đến cùng, nếu như cuối cùng vẫn là không cải biến được vận mệnh của mình, như vậy ta cho dù chết, ta cũng sẽ không gả cho cái gì Cửu Huyền Kiếm Tông thiếu chủ. Thủy Tử Yên nghe Thủy Mộng Hàm quyết tâm, người cũng lặng lẽ gật gật đầu, trong lòng nàng cũng đối với chính mình lão tổ triệt để thất vọng rồi, vì tìm một chỗ dựa, dĩ nhiên nắm hai người bọn họ đến làm thẻ đánh bạc rồi, loại này được cho rằng thẻ đánh bạc tư vị, để Thủy Tử Yên tâm tư vô cùng khó chịu. Cùng lúc đó, Thủy ra bên trong đại sảnh, một tên tiên phong đạo cốt lão giả ngồi ở bên trong đại sảnh vị trí đầu não bên trên. Người lão giả này khuôn mặt nghiêm túc, trên người khí thế đều lộ. Hắn chính là Thủy gia lão tổ Thủy Vinh Sinh rồi, thực lực nằm ở niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Tại Thủy Vinh Sinh trước mặt còn đứng một ông lão cùng một người trung niên nam nhân, lão đầu chính là Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm gia gia Thủy Hồng Phúc, đàn ông trung niên chính là con trai của Thủy Hồng Phúc nước Dễ Dàng Phàm. Thủy Vinh Sinh không vui nhìn chăm chú lên trước mặt hai cha con họ, hắn lạnh nhạt quát lên, không nên tự cấp ta nói những kia nhiều lời. Các ngươi có cân nhắc qua địa huyền giới tình thế bây giờ sao? Chúng ta thủy gia chỉ là khu tứ phẩm tông môn mà thôi, muốn ở sau đó trong loạn thế sinh tồn được, như vậy chúng ta thủy gia liền tất cần phải tìm một chỗ dựa. Ta cùng Cửu Huyền Kiếm Tông lão tổ có mấy phần giao tình, bằng không ngươi cho rằng Cửu Huyền Kiếm Tông thiếu chủ sẽ tới cưới chúng ta thủy gia cái kia hai cái nha đầu sao? Cửu Huyền Kiếm Tông thiếu chủ tuyệt đối xứng với ta nhóm thủy gia cái kia hai cái nha đầu. Phải biết Cửu Huyền Kiếm Tông thiếu chủ mây cao, hắn nhưng là có tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, phóng tầm mắt toàn bộ huyền giới, hắn cũng tuyệt đối là trẻ tuổi bên trong kiệt xuất rồi. Thủy Tử Yên cùng phụ thân của Thủy Mộng Hàm nước Dễ Dàng Phàm, hắn không nhịn được nói ra, lão tổ, Tử Yên cùng Mộng Hàm đã có người mình thích, làm cho các nàng gả cho không nhận ra người nào hết, hơn nữa không thích người, đây đối với các nàng tới nói quá tàn nhẫn. Hơn nữa chúng ta thủy gia chính là Diệp Thần Phong cứu vãn, lúc trước lão tổ ngài đang bế quan, nếu không có Diệp Thần Phong, chúng ta thủy gia liền không tồn tại. Thủy Vinh Sinh trên mặt hiện lên lửa giận, bàn tay của hắn đột nhiên vỗ vào bên cạnh trên bàn. Một tiếng, chỉnh cái bàn trong nháy mắt tan vỡ, ở trong không khí biến thành vô số vụn gỗ.
Thủy Vinh Sinh quát lên, không nên lại cho ta nói cái gì Diệp Thần Phong rồi. Ta sẽ không thừa nhận hắn cứu lại qua chúng ta nước ra sự tình, trước đó ta nghe các ngươi đã nói, cái kia tên gì Diệp Thần Phong, thực lực của hắn tại tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ. Lần trước Diệp Thần Phong đi tới Thiên Vân Thành thời điểm, thực lực của hắn xác thực chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ đây. Thủy Hồng Phúc cũng cuối cùng mở miệng, cái kia gọi Diệp Thần Phong thanh niên tương lai nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Thủy Vinh Sinh triệt để nộ không thể giải trừ, nhất phi trùng thiên. Như loại người như hắn không có bối cảnh người, trên đất huyền giới bây giờ loại tình thế này trong, hắn nhất định sẽ chết ở người trong ma đạo trong tay. Tạo hóa cảnh nhất trọng thiên rất đáng gờm sao, mây cao nhưng là có tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, lẽ nào hai người các ngươi đều không có đầu óc sao? Ta đây là đang vì Thủy gia cân nhắc, cái kia tên gì Diệp Thần Phong, hắn tại mây cao trước mặt cũng chỉ có thể đủ xem như là một cái rắm, dù sao ngày mai tiệc cưới đúng giờ cử hành, hai người các ngươi cũng cho ta an phận một ít. Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm sắc mặt đỏ bừng lên, hai người bọn họ trong lòng cũng có chút phẫn nộ rồi, Thủy Vinh Sinh đang vì Thủy gia cân nhắc, mà hai người bọn họ là ở vì Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm hạnh phúc cân nhắc, nếu như bởi vì phải tìm chỗ dựa, mà phá hủy Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm hạnh phúc, Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm nhất định là không làm được, bọn hắn không làm được máu lạnh như vậy vô tình. Nhưng Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm bọn hắn hiện tại cũng căn bản không thể ra sức, tức giận trong lòng cũng không địa phương thả ra ngoài. Chương 1727, nở nụ cười. Cũng đại biểu nổi giận. Một tên trang điểm thập phần như quản gia lão đầu, hắn cực kỳ cung kính đi vào bên trong đại sảnh, hắn chính là Thủy gia đại quản gia. Lại đi vào đại sảnh sau, đại quản gia trên mặt hiện lên nghiêm túc vẻ. Hắn hướng về ngồi ở chủ vị Thủy Vinh Sinh khom người chào, nói, lão tổ tông, Diệp Thần Phong ở bên ngoài phủ, hắn muốn tới bái kiến gia chủ. Lần trước Diệp Thần Phong đi tới Vân Thành thời điểm, hắn là đi tới qua Thủy gia, cho nên đại quản gia cũng là nhận ra Diệp Thần Phong. Thủy Vinh Sinh, Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm ba người này, trên mặt bọn họ biểu lộ không hề giống nhau, bọn hắn vừa vặn còn tại khởi Diệp Thần Phong đây. Không nghĩ tới Diệp Thần Phong liền đi tới Thủy gia bên ngoài. Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm hai cha con họ, hai người bọn họ lập tức muốn đi nghênh đón Diệp Thần Phong, mà Thủy Vinh Sinh lại quát lên tất cả đứng lại cho ta. Tiếp lấy, Thủy Vinh Sinh rồi hướng đại quản gia, nói cho cái kia tử một tấm rõ ràng thiệp mời, khiến hắn rõ ràng tới tham gia chúng ta Thủy gia cùng Cửu Huyền Kiếm Tông tiệc cưới. Thủy gia lão tổ tông đều lên tiếng. Đại quản gia là gấp vội vàng gật đầu thối lui ra khỏi đại sảnh. Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm lửa giận trong lòng không cách nào nhịn được rồi, nếu không phải Thủy Vinh Sinh là trưởng bối của bọn hắn, là Thủy gia lão tổ tông, hai người bọn họ đã sớm là trở mặt, tại đại quản gia rời đi sau đó hai cha con họ tiếp tục hướng về đại sảnh đi ra ngoài rồi. Thủy Vinh Sinh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trên người niết bàn cảnh nhị trọng sơ kỳ thật khí thế hiện lên. Bóng người như quỷ mị lướt qua Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm bên cạnh. Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm trên người nhiều chỗ huyệt vị trong nháy mắt được Thủy Vinh Sinh cho phong bế. Thủy Vinh Sinh thực lực muốn so Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm cũng cao hơn suất rất nhiều, hai cha con họ căn bản không có năng lực chống cự. Thủy Vinh Sinh cười lạnh nói, được, các ngươi rất tốt, cái kia tên gì Diệp Thần Phong, hắn sớm không tới, muộn không tới. Một mực vào lúc này xuất hiện rồi, không phải là các ngươi hai cái thông báo hắn, chính là cái kia hai cái nha đầu thông báo, trong mắt các ngươi còn có ta người lão tổ này tông sao? Theo Thủy Vinh Sinh Diệp Thần Phong đi tới quá đúng dịp, hắn có thể không tin tưởng trên thế giới này có chuyện trùng hợp như vậy, cho nên. Hắn hoài nghi là có người hướng về Diệp Thần Phong mật báo rồi. Nhưng hiện thực lại là Diệp Thần Phong đích thật là đúng dịp vào lúc này đi tới Vân Thành. Thủy Vinh Sinh bàn tay gầy guộc nắm chặt thành nắm đấm. Nguyên bản tại Thủy gia bên trong, hắn Thủy Vinh Sinh một, không người nào dám hai, bây giờ Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm hai nha đầu này không nghe lời. Liền ngay cả Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm cũng như vậy. Hắn đem tất cả những thứ này trách nhiệm đều đẩy lên Diệp Thần Phong trên đầu. Thủy Vinh Sinh nhìn xem thân thể không cách nào nhúc nhích Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm. Quát lên, trên người của các ngươi bị phong bế huyệt đạo, đã đến rõ ràng tự nhiên sẽ mở ra, các ngươi không nên nghĩ muốn đi cho cái kia tử báo tin rồi.
nếu hắn muốn tới tham gia Thủy gia tiệc cưới, như vậy ta liền khiến hắn tới tham gia, các ngươi không phải hắn là của chúng ta Thủy gia ân nhân sao? Ta rõ ràng nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi vị này ân nhân. Xong, Thủy Vinh Sinh cũng không quay đầu lại rời khỏi đại sảnh, trên mặt của hắn hiện lên hung tàn nụ cười. Nếu Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm yêu thích cái kia Diệp Thần Phong, như vậy Thủy Vinh Sinh rõ ràng liền để Diệp Thần Phong xấu mặt, hơn nữa phải làm chúng xấu mặt, để Diệp Thần Phong biết Thủy gia không phải hắn có thể đủ với cao, để Diệp Thần Phong thức thời biết khó mà lui. Dù sao Diệp Thần Phong tốt xấu đã cứu một lần Thủy gia, theo Thủy Vinh Sinh hắn không có muốn Diệp Thần Phong mệnh, đây đã là đối Diệp Thần Phong tốt nhất báo đáp. Thân thể không cách nào nhúc nhích Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm, ánh mắt của bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong con ngươi đều hiện lên vẻ sầu lo. Thủy gia ngoài phủ đệ. Đại quản gia vội vội vàng vàng đi ra, hắn đem thiệp mời đưa cho Diệp Thần Phong, nói. Nhà chúng ta lão tổ cho ngươi rõ ràng tới tham gia Thủy gia tiệc cưới. Tiếp nhận thiệp mời Diệp Thần Phong, lông mày của hắn không tự chủ nhíu nhíu, trước đó nước gia gia chủ Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm đối với hắn thập phần nhiệt tình. Theo Diệp Thần Phong Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm nên chủ động đi ra, hoặc là đem hắn nghênh tiếp đi vào, nhưng hôm nay nhưng chỉ là ném ra một tấm thiệp mời, trong này nhất định có gì đó quái lạ rồi. Cái gì Thủy gia lão tổ? Diệp Thần Phong lần trước đi tới Vân Thành thời điểm, cái gì Thủy gia lão tổ chả đang bế quan. Nhưng bây giờ đối phương cho Diệp Thần Phong một tấm thiệp mời, cũng không có mời hắn tiến vào Thủy gia, hắn cũng không muốn xông vào, hắn đem thiệp mời thu hồi sau đó hắn liền rời đi Thủy gia trước phủ đệ, vẫn là chỉ có thể các loại rõ ràng trở lại một chuyến Thủy gia rồi. Rời đi Thủy gia trước phủ đệ Diệp Thần Phong, hắn tùy tiện tìm một cái khách sạn ứng phó rồi một buổi tối. Đợi được thứ hai mặt trời mới lên ở hướng đông thời điểm, Diệp Thần Phong liền thật sớm rời giường rửa mặt rồi. Diệp Thần Phong vẫn là đem luân hồi cảnh tứ trọng sơ kỳ, áp chế đã đến tạo hóa cảnh nhị trọng sơ kỳ, hắn không muốn ở chỗ này quá mức để người chú ý rồi. Nhưng cho dù là tạo hóa cảnh nhị trọng sơ kỳ thực lực, Diệp Thần Phong tỷ suất quay đầu cũng cực kỳ cao, dù sao Diệp Thần Phong nhìn qua mới chỉ có hơn 20 tuổi, bực này tuổi có thể có tạo hóa cảnh nhị trọng sơ kỳ thực lực. Có thể miễn cưỡng xưng là mới rồi. Mặc kệ Kim đi Thủy gia kết quả làm sao, hắn chỉ muốn biết Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm là không phải là muốn gả. Bây giờ đối với Diệp Thần Phong đến thời gian cấp bách, muộn nhất đêm nay hắn nhất định phải rời đi Vân Thành về Diệp cửa, vì kế tiếp ma đạo phạm vi lớn công kích chuẩn bị sẵn sàng. Tại ăn một bữa điểm tâm sau. Phía ngoài sắc là sáng rồi. Tuy nhiên đối với Diệp Thần Phong đến không ăn đồ ăn, căn bản sẽ không ảnh hưởng thân thể, nhưng đây là một loại thói quen, cũng là một sự hưởng thụ. Kim Vân Thành so với hôm qua càng thêm náo nhiệt. Trên đường phố người tu luyện là càng ngày càng nhiều, từng cái trên mặt đều hiện lên nụ cười. Trên lưng treo thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, hắn không nhanh không chậm hướng về Thủy gia đi đến. Tại Diệp Thần Phong đi tới Thủy gia trước cửa phủ đệ thời điểm. Đã có rất nhiều người tu luyện tại hướng về Thủy gia bên trong đi đến. Tại cửa vào có hai tên phụ trách chào hỏi Thủy gia hạ nhân. Muốn đi vào Thủy gia bên trong, nhất định muốn đưa ra thiệp mời. Diệp Thần Phong tại lấy ra thiệp mời sau đó hắn thuận lợi đi tới Thủy gia tiền viện. Phía trước trong viện, đã có rất nhiều tông môn tông chủ đã đi đến, một tên tiên phong đạo cốt lão giả đang tại bắt chuyện tất cả tông môn tông chủ. Mỗi cái tông môn tông chủ đối vị lão giả này cực kỳ cung kính, từ đôi câu vài lời trong. Diệp Thần Phong biết rồi người lão giả này chính là Thủy gia lão tổ Thủy Vinh Sinh. Thủy Vinh Sinh hướng về tân khách dồn dập chào hỏi, ánh mắt của hắn hữu ý vô ý nghiêng mắt nhìn Diệp Thần Phong, tại Diệp Thần Phong đi tới nước cửa nhà thời điểm, đại quản gia liền nói cho Thủy Vinh Sinh rồi, cho nên, tuy rằng Thủy Vinh Sinh chưa từng thấy Diệp Thần Phong, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thần Phong, dù sao ngoại trừ Diệp Thần Phong ở ngoài. Ở đây những người còn lại đều là tất cả đại tông môn tông chủ. Mắt thấy Thủy Vinh Sinh muốn đi đến Diệp Thần Phong trước mặt, nhưng Thủy Vinh Sinh đang cùng Diệp Thần Phong bên cạnh một tên tông môn tông chủ đánh xong bắt chuyện sau, hắn thật giống hoàn toàn coi Diệp Thần Phong là thành người trong suốt, hắn cười nói, mọi người đều tiến đại sảnh đi. Kim là ta Thủy gia ngày vui, ta thật cao hứng mọi người có thể đến cổ động. Thủy Vinh Sinh trước tiên đi vào bên trong đại sảnh. Ở đây tất cả đại tông chủ bọn hắn cũng cảm thấy không đúng,
ánh mắt có nhiều ý vị từ trên người Diệp Thần Phong đảo qua, phát hiện Diệp Thần Phong chỉ là một cái tạo hóa cảnh nhị trọng sơ kỳ tử, sau đó bọn hắn liền dồn dập cùng đi theo tiến vào bên trong đại sảnh, ai cũng không có đi để ý tới Diệp Thần Phong rồi. Nhìn xem chỗ có người tiến vào đại sảnh bóng lưng, Thủy gia đại quản gia đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, hắn đem một phong thư giao cho Diệp Thần Phong, nói, đây là chúng ta lão tổ để cho ta giao cho ngươi. Xong, đại quản gia cũng liền rời đi. Diệp Thần Phong đem tin hủy đi ra, chỉ thấy mặt trên viết, Diệp Thần Phong, đừng tưởng rằng ngươi cứu lại qua chúng ta Thủy gia liền thiếu nợ ngươi cái gì, ta Thủy Vinh Sinh sẽ không thừa nhận ngươi đã cứu nước ra sự tình, còn ngươi nữa không xứng với chúng ta Thủy gia nữ nhân. Nếu như ngươi thức thời, như vậy ngươi lập tức rời đi Thủy gia, các loại Thủy gia cùng Cửu Huyền Kiếm Tông việc vui sau khi kết thúc, ta sẽ cho ngươi một phần hài lòng thù lao, ngươi chỉ là một cái không môn không phái tử mà thôi. Của ta phần này thù lao hay là có thể làm cho ngươi vừa bay hướng, hy vọng ngươi không cần sai lầm. Tin. Xem xong rồi. Bàn tay thanh sắc hỏa diễm thoát ra, tin trong nháy mắt được đốt cháy thành tro. Diệp Thần Phong nở nụ cười. Cười đến làm sán lạn. Này cũng tương tự đại biểu hắn nổi giận. Tại sao Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm chưa từng xuất hiện? Này làm cho Diệp Thần Phong càng thêm xác định chuyện này cổ quái. Nếu như Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm thật sự không muốn gả. Như vậy Thủy Vinh Sinh lão đầu này làm nhục hắn như thế, hắn Diệp Thần Phong không hồi báo một ít, này không phù hợp tính cách của hắn, hắn lúc nào đã bị thua thiệt. Chương 1728, biến thành chê cười. Môn miệng không ngừng có tất cả đại tông môn tông chủ đi vào Thủy gia. Thủy gia cùng Cửu Huyền Kiếm Tông thông gia, tiệc cưới tổng cộng chia làm vì hai trận. Trận đầu tiệc cưới chính là tại Thủy gia cử hành, do Thủy gia người phụ trách chuẩn bị. Hôm nay lại không lâu nữa Cửu Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ liền sẽ đến đón dâu, các tướng Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm cưới đến Cửu Huyền Kiếm Tông sau. Tại Cửu Huyền Kiếm Tông còn muốn cử hành một hồi tiệc cưới. Cửu Huyền Kiếm Tông dù sao cũng là nhị phẩm tông môn, bọn hắn cử hành tiệc cưới nhất định phải so với Thủy gia long trọng rất nhiều. Thủy gia mời tới đều là tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm tông môn tông chủ, mà các loại Cửu Huyền Kiếm Tông tổ chức tiệc cưới thời điểm, bọn hắn mời nhất định là tam phẩm hoặc là nhị phẩm tông môn tông chủ rồi, Thủy gia cùng Cửu Huyền Kiếm Tông căn bản không phải tại một cấp độ thượng. Đứng ở Thủy gia tiền viện bên trong Diệp Thần Phong, ánh mắt của hắn nhìn qua Thủy gia đại sảnh phương hướng. Chỉ thấy Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm vội vội vàng vàng từ bên trong đại sảnh đi ra, trên người bọn hắn huyệt đạo mới vừa vặn được tự động mở ra, bọn hắn lại đi tiến tiền viện sau, ánh mắt trong nháy mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, hai cha con họ trên mặt tràn đầy vẻ áy náy, bọn hắn đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Thần Phong, chuyện này có phần phức tạp, hoàn toàn là chúng ta Thủy gia lão tổ khư khư cố chấp. Hai chúng ta ngày hôm qua đều bị hắn niêm phong lại huyệt đạo rồi, nguyên bản chúng ta ngày hôm qua muốn thông báo ngươi một tiếng. Thủy Hồng Phúc nhỏ giọng nói, dù sao đây là Thủy gia gièm pha, hắn không muốn khiến người khác nghe được. Nước dễ dàng phàm cũng nhanh nói tiếp, Thần Phong, Tử Yên cùng Mộng Hàm cũng căn bản không thích Cửu Huyền Kiếm Tông thiếu chủ, ngươi nhưng ngàn vạn không nên hiểu lầm, hai người bọn họ cũng bị người trông coi đi lên. Diệp Thần Phong lần nữa nở nụ cười. Lần này trong nụ cười không có phẫn nộ, bởi vì hắn đã nhận được mình muốn đáp án. Vừa vặn hắn chỉ là tại suy đoán chuyện này có lẽ có quái lạ. Nhưng vạn nhất Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm cũng là cùng Thủy Vinh Sinh một cái ý tứ, hơn nữa Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm cũng thì nguyện ý xuất giá, Diệp Thần Phong há không phải tới từ lấy không có gì vui. Nhưng hôm nay sự tình chính như hắn đoán như thế, Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm là bị bức bách. Như vậy Diệp Thần Phong làm sao có thể trơ mắt nhìn xem hai nữ nhân này bị bức ép gả cho những người khác. Hắn là chân tâm thật ý thanh Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm cho rằng bằng hữu. Diệp Thần Phong nụ cười để Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm không giải thích được, Thủy Hồng Phúc nét mặt già nua run lên, hắn nói ra, Thần Phong, chúng ta nói đều là thật, ngươi yên tâm, ta Thủy Hồng Phúc không phải người vong ân phụ nghĩa. Chuyện lần này lão tổ làm hơi quá đáng. Hắn bằng quyết định gì Tử Yên cùng Mộng Hàm hạnh phúc. Hơn nữa hắn biết rõ Tử Yên cùng Mộng Hàm người trong lòng là ngươi, ngươi lại là chúng ta Thủy gia ân nhân cứu mạng. Nước dễ dàng phàm nói ra, phụ thân, như vậy chúng ta nên làm gì? Thủy Hồng Phúc kiên định nói ra, Cửu Huyền Kiếm Tông tông chủ là cái dã tâm bừng bừng người,
Cửu Huyền Kiếm Tông là có thể trở thành chúng ta chỗ dựa. Chỉ khi nào địa huyền giới tình thế vững vàng, sợ là chúng ta toàn bộ thủy gia sẽ bị Cửu Huyền Kiếm Tông cho chiếm đoạt. Lẽ nào lão tổ vì bảo toàn chúng ta thủy gia, cam tâm để cho chúng ta thủy gia làm Cửu Huyền Kiếm Tông lệ thuộc sao? Hay là tại lão tổ xem ra trở thành Cửu Huyền Kiếm Tông lệ thuộc, chúng ta thủy gia liền sẽ một mực vững vàng đi xuống. Thế nhưng thời điểm đó thủy gia không thể lại xưng là thủy gia rồi. Nếu thủy gia sớm muộn cũng sẽ chỉ còn trên danh nghĩa, như vậy chẳng bằng thẳng thắn một ít, tối thiểu sẽ không để cho Tử Yên cùng Mộng Hàm hối hận cả đời. Vậy cũng là chúng ta đối Thần Phong ngươi báo đáp, dù sao lần trước nếu như không có ngươi, chúng ta thủy gia sớm đã bị đại trưởng lão một mạch thay thế. Nghe Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm lời nói, Diệp Thần Phong đối hai người này vẫn là rất có hảo cảm, hắn nói ra, Thủy lão gia tử, ta rõ ràng hai người các ngươi làm người, Cửu Huyền Kiếm Tông cũng chẳng có gì ghê gớm, ta sẽ giúp các ngươi tìm tới về sau chỗ dựa. Diệp Thần Phong chưa nói giúp Thủy gia tìm tới về sau chỗ dựa, mà là dùng các ngươi tới thay thế, này ý tứ trong đó nói là Diệp Thần Phong chỉ biết giúp Thủy Hồng Phúc đám người tìm tới chỗ dựa. Về phần Thủy Vinh Sinh cùng hắn Diệp Thần Phong liền một tia một hào quan hệ cũng không có. Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm hơi sững sờ, Cửu Huyền Kiếm Tông nhưng là đường đường nhị phẩm tông môn, bọn hắn không quá tin tưởng Diệp Thần Phong lời nói, thế nhưng hiện tại bọn hắn không thừa bao nhiêu thời gian suy tính. Thủy Hồng Phúc nói ra, Thần Phong, ngươi ở nơi này chờ chúng ta một hồi, nếu như ta có thể đem Tử Yên cùng Mộng Hàm lén lút mang theo rời đi thủy ra. Như vậy ta sẽ lập tức để dễ dàng phàm đến thông báo ngươi, đến lúc đó ngươi cũng lập tức rời đi. Nhưng nếu như ta không cách nào đem Tử Yên cùng Mộng Hàm mang theo rời đi thủy ra, như vậy chúng ta chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Nói xong, Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm lập tức rời khỏi thủy ra tiền viện. Rất nhanh, Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm liền đi tới Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm sân trước, cửa vào nhưng vẫn là có hai tên tạo hóa cảnh cường giả canh gác. Thủy Hồng Phúc quát lên tránh ra, ta muốn đi gặp Tử Yên cùng Mộng Hàm. Một tên trong đó tạo hóa cảnh cường giả đối Thủy Hồng Phúc vi vi khom người chào, nói ra, gia chủ, Thủy Đại Tiểu Thư cùng nước nhị Tiểu Thư đã vừa mới được lão tổ người mang đi. Thủy Hồng Phúc trừng mắt lên, hắn lại chất vấn, lão tổ người thanh Tử Yên cùng Mộng Hàm mang đi nơi nào. Tên kia tạo hóa cảnh cường giả đúng là không có che giấu, bọn hắn đi là đường nhỏ, hẳn là từ đại sảnh cửa sau. Thanh Thủy Đại Tiểu Thư cùng nước nhị Tiểu Thư đưa vào bên trong đại sảnh rồi. Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm hơi sững sờ, nói cách khác bọn hắn mới vừa mới rời khỏi đại sảnh không bao lâu, Thủy Vinh Sinh người liền đem Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm từ cửa sau đưa vào đại sảnh, hai người bọn họ mơ hồ có một loại dự cảm xấu, bọn hắn lập tức quay đầu lại đi trở về. Mà Thủy ra tiền viện bên trong, liền ở vừa nãy Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm chân trước lúc rời đi. Thủy gia đại quản gia lại đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nói ra, lão tổ nói ngươi đã không muốn rời đi, như vậy cũng mời ngươi tiến vào bên trong đại sảnh. Xem ra bên trong đại sảnh Thủy Vinh Sinh một mực tại cảm ứng Diệp Thần Phong khí tức, bây giờ Diệp Thần Phong chả không hề rời đi, e sợ Thủy Vinh Sinh muốn tiến hành bước kế tiếp động tác. Diệp Thần Phong chỉ là hơi chút sửng sốt một chút, hắn liền hướng đại sảnh đi đến, bây giờ hắn có luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực. Lại có thêm hỗn độn nhẫn, hắn yếu bảo mệnh là thừa sức. Tại bước vào đại sảnh trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Thần Phong. Chỉ thấy Thủy Vinh Sinh ngồi ở vị trí đầu não bên trên, Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm ngồi ở cái ghế một bên thượng, hai người bọn họ trên người huyệt đạo cũng bị phong bế rồi, trên người túi chữ nhật lên một cái vui mừng hồng y, đang nhìn đến Diệp Thần Phong trong nháy mắt, các nàng hai tỷ muội trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục. Nhưng nàng nhóm trong cổ họng không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể liền như vậy nhìn xem Diệp Thần Phong. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm cũng không biết Diệp Thần Phong đi tới nước ra sự tình, vừa nãy các nàng tại trong nhà thời điểm, đột nhiên đi vào hai người đem huyệt đạo của các nàng cho phong bế, sau đó lại có nha hoàn giúp hai người bọn họ đổi lại quần áo. Trong quá trình này, Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm liên ti hào chống cự cũng không làm được. Tại đổi quần áo sau đó hai người bọn họ đã bị nha hoàn từ đại sảnh cửa sau dìu vào bên trong đại sảnh. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm không nghĩ tới Thủy Vinh Sinh sẽ làm tuyệt tình như thế, bây giờ hai người bọn họ đừng nói là mở miệng nói chuyện rồi, liền ngay cả tự sát cũng không làm được rồi. Có thể nhường cho Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm vui mừng chính là, Diệp Thần Phong đột nhiên đi vào trong đại sảnh,
đây là các nàng dù như thế nào cũng không có nghĩ tới. Đại sảnh các đại môn phái tông chủ, bọn hắn vừa vặn ở bên ngoài đã cảm giác được, Thủy gia lão tổ đối Diệp Thần Phong không hữu hảo, bây giờ Diệp Thần Phong lại đi vào bên trong đại sảnh, bọn hắn rất hiếu kỳ Diệp Thần Phong rốt cuộc là ai. Tuy rằng dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thần Phong thực lực chỉ có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, thế nhưng Diệp Thần Phong thắng ở tuổi trẻ, lấy Diệp Thần Phong bằng chừng ấy tuổi, tại mỗi người bọn họ trong tông môn cũng có thể xưng là thiên tài. Tất cả đại tông môn tông chủ bọn hắn tự nhiên không biết là Thủy gia lão tổ để Diệp Thần Phong tiến vào, dù sao Thủy gia lão tổ là lặng lẽ để đại quản gia Thanh Diệp Thần Phong gọi tiến vào, cho nên, ở những người khác xem ra là Diệp Thần Phong chính mình chủ động đi vào đại sảnh. Tại Diệp Thần Phong bước vào đại sảnh sau, ngồi ở chủ vị Thủy Vinh Sinh, hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, trên mặt hắn tràn ngập đầy lửa giận, hắn hướng về phía Diệp Thần Phong trực tiếp lớn tiếng quát lên, là ai cho ngươi tiến vào? Ngươi có tư cách gì đi vào? Cút ra ngoài cho ta! Thủy Vinh Sinh trong lòng nảy sinh đắc ý, dưới cái nhìn của hắn đã cho Diệp Thần Phong rời đi cơ hội, nhưng Diệp Thần Phong không có quý trọng. Như vậy hắn liền để Diệp Thần Phong hoàn toàn biến thành một tên hề đi. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh bầu không khí có phần khôi hài. Các loại ánh mắt tụ vào tại Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong biến thành chê cười. Diệp Thần Phong biến thành thằng hề rồi. Nhưng Diệp Thần Phong hội cam tâm biến thành chê cười sao? Hắn sẽ cam tâm biến thành thằng hề sao? Chương 1729, vẽ mặt tiến hành lúc. Tại Thủy Vinh Sinh không chút do dự để Diệp Thần Phong cút ra ngoài thời điểm. Thủy gia bên ngoài lại nghênh đón hai trung niên nam nhân, ăn mặc sảnh sắc trường sam đàn ông trung niên, hắn chính là Thiên Sảnh Tông Tông chủ Chu Vô Danh, một người khác mặc trường sam màu trắng đàn ông trung niên, hắn chính là Nhai Hải Các Tông chủ Vương Diệu Biển. Lúc trước Âm Minh Tông một trận chiến, chính là Âm Minh Tông Thánh Tử khiển rút thời điểm. Rất nhiều tông môn đều đi vào quan sát Thánh Tử giật rút. Lúc trước Thiên Sảnh Tông Tông chủ Chu Vô Danh cùng Nhai Hải Các Tông chủ Vương Diệu Biển, hai người bọn họ cũng vừa hay tại Âm Minh Tông bên trên. Thiên Sảnh Tông cùng Nhai Hải Các cũng chỉ là ngũ phẩm tông môn, Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển thực mà đều tại thuyên về cảnh tầng thứ. Âm Minh Tông một trận chiến, nhị phẩm tông môn Hải Thần Điện, Linh Dược Cốc cùng Luyện Khí Tông các loại tông môn dồn dập đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Thần Phong, đi vào quan sát Thánh Tử khiển rút tông môn. Bọn hắn vì lấy lòng Linh Dược Cốc cùng Luyện Khí Tông các loại tông môn, bọn hắn cũng không chút nào quấy nhiễu dự điếm ở Diệp Thần Phong đối lập mặt. Mà lúc đó Diệp Thần Phong cũng đã nói, không muốn cùng hắn làm đúng người, thối lui đến Âm Minh Tông quảng trường cửa vào địa phương. Cuối cùng chỉ có Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển hai cái tông môn người lùi tới quảng trường lối vào, lúc đó bọn họ là cảm thấy Luyện Khí Tông các loại tông môn cách làm quá mức vô sỉ. Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển hai người ngược lại là tương đối ngay thẳng, cũng là bởi vì như vậy ngay thẳng, bọn hắn cuối cùng gối cứu tính mạng của mình. Bởi vì Âm Minh Tông một trận chiến, ngoại trừ Diệp Thần Phong bọn hắn ở ngoài, còn sống chỉ có Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển hai cái này tông môn người. Lúc đó tại Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển rời đi Âm Minh Tông thời điểm, Diệp Thần Phong trả đối hai người bọn họ đã nói, về sau có hắn có thể giúp đỡ một tay. Như vậy hắn liền sẽ giúp một lần Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển. Đã đến như hội Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển chả không cách nào quên phát sinh ở Âm Minh Tông thượng sự tình. Hội Thiên Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển cũng là đến tham gia Thủy gia tiệc cưới. Từ khi xảy ra Âm Minh Tông thượng sự tình sau đó Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển đi là càng thêm gần rồi. Dù sao Âm Minh Tông một trận chiến, chỉ có hai người bọn họ tông môn hoàn hảo sinh tồn xuống. Bất quá những người khác cũng không có hoài nghi đến trên đầu bọn họ đi dù sao Âm Minh Tông một trận chiến kẻ cầm đầu chính là công tử thần bí, tất cả ánh mắt đều loan bên trong ở công tử thần bí trên người. Có Âm Minh Tông thượng tổng cộng cùng tiến lùi, Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển là dường như huynh đệ, Chu Vô Danh thở dài nói, Vương huynh, như hội ma đạo tông môn quy mô lớn tiến công chúng ta nếu như gia nhập ba đại tông môn tốt minh, sợ là chúng ta chỉ sẽ trở thành tê sinh người. Chấm phẩy. Vương Diệu Biển cực kỳ tán đồng gật gật đầu, hắn hạ thấp giọng nói ra, không biết Âm Minh Tông vị kia như sẽ ở nơi nào. Nếu như chúng ta có thể nương nhờ vào hắn, hay là có thể tại trong loạn thế an ổn sinh tồn được. Chấm phẩy. Vương Diệu Biển trong miệng Âm Minh Tông cái vị kia, tự nhiên là Diệp Thần Phong. Chu Vô Danh đầu quăng tay, nói ra, được rồi, chúng ta trước tiên tham gia xong thủy gia tiệc cưới,
chúng ta tại thật tốt thương lượng một chút đi. Chấm phẩy. Tại Thủy Gia đại quản gia dẫn dắt đi, Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển hướng về Thủy Gia đại sảnh đi đến. Mà giờ khắc này bên trong đại sảnh, ngồi trên ghế dựa không cách nào nhúc nhích Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm, hai người bọn họ trong con ngươi tràn đầy lửa giận, tràn đầy căm ghét, những này lửa giận cùng căm ghét đều là châm đối với các nàng lão tổ Thủy Vinh Sinh. Diệp Thần Phong trên mặt ba lan không sợ hãi, hắn thực mà một mực áp chế ở tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, hắn đoán chừng lấy hắn thuyên về cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực mà, muốn chiến thắng niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ Thủy Vinh Sinh, này e sợ vẫn có một ít độ khó. Dù sao luân hồi cảnh cùng niết bàn cảnh trong lúc đó đồng dạng là có một đạo khó mà vượt qua khe rãnh. Một khi từ thuyên về bước vào niết bàn tự thân thực mà tới thêm đáy ngọn nguồn đạt được thuế biến. Tuy rằng Diệp Thần Phong đỏ thấm luyện ba loại tuyệt thế công pháp, trong tay lá bài tẩy cũng tầng tầng lớp lớp, thế nhưng không tới thời khắc sống còn, hắn còn không muốn ở chỗ này đại khai sát giới, mà hắn cũng không có niềm tin tương đối có thể chiến thắng Thủy Vinh Sinh. Bất quá! Nếu người khác muốn tới đánh hắn Diệp Thần Phong mặt như vậy hắn liền tuyệt đối muốn đem mặt cho đánh lại. Thủy Vinh Sinh nhìn xem điếm tại nguyên chỗ không hề nhúc nhích Diệp Thần Phong, hắn lửa giận trên mặt đi dạo tàm cỡ ra, thay vào đó phải không mảnh, cực kỳ nông úc xem thường, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong là bị loại này trận thế cho sợ tráng váng. Thủy Vinh Sinh tiếp tục uống nói, làm sao? Lẽ nào ngươi không có nghe tòa nhà lời của ta sao? Nơi này không phải loại người như ngươi có thể tới, cút ra ngoài đi. Chấm phẩy. Diệp Thần Phong miệng đến vi vi dương lên, hắn vừa cười, hắn vừa vặn một mực chịu đựng đây là xem ở Thủy Tử Yên đám người trên mặt mũi, nhưng ở không thể nhịn được nữa thời điểm, như vậy đối với Diệp Thần Phong tới nói liền không cần đã chịu. Nhưng Thủy Vinh Sinh rồi lại mở miệng, hắn phải thêm đáy ngọn nguồn nhục nhã một phen Diệp Thần Phong, hắn muốn cho Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng tất cả biết. Diệp Thần Phong chính là một cái khiêu lương tiểu sử, Diệp Thần Phong căn bản vô pháp cùng Cửu Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ so sánh. Làm sao, lẽ nào ngươi còn không phục, khí sao? Được, ta có thể cho ngươi một cơ hội, hôm nay chỉ phải ở chỗ này có người điếm đi ra nói ngươi có thể lưu lại. Như vậy lão phu ta lập tức xin lỗi ngươi đồng thời chính mình tát mình một bạt tai, ngươi thấy thế nào? Chấm phẩy. Nhưng mà nếu như không có người nói ngươi có lưu lại tư cách, như vậy ngươi liền cho ta tống rời đi nơi này. Chấm phẩy. Ở đây tất cả đại tông môn tông chủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không điếm đi ra cho Diệp Thần Phong nói chuyện rồi, Thủy gia cùng Cửu Huyền Kiếm Tông mặt mũi, bọn hắn đều vẫn là phải cho, kết quả là, những người này dồn dập bỏ đá xuống giếng rồi. Tiểu tử, nhanh chóng trèo đi ra ngoài đi, nơi này là như ngươi loại này người có thể tới địa phương sao? Nước tiền bối không có ra tay với ngươi. Ngươi nên phải lạy xuống nói cảm ơn rồi. Chấm phẩy. Lẽ nào ngươi trả này cho là có người sẽ nói ngươi đủ tư cách ở lại chỗ này. Ta xem vẫn để cho ta đến đem ngươi ném đi đi. Chấm phẩy. Theo trào phúng âm thanh càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong miệng tới nụ cười là càng ngày càng vượng cảm, nhưng chính lúc hắn muốn không lại áp chế của mình thực mà lúc. Thiên sảnh tông tông chủ Chu Vô Danh, Nhai Hải các tông chủ Vương Diệu Biển. Hai người bọn họ đi vào bên trong đại sảnh, hai người bọn họ vừa vặn nghe được Thủy Vinh Sinh lời nói, nhưng làm hai người bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong lúc, bọn họ là thêm đáy ngọn nguồn không bình tĩnh rồi, bọn hắn không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp phải Diệp Thần Phong. Đương nhiên Diệp Thần Phong cũng nhìn thấy Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển, hắn rất nhanh cũng nhớ tới hai người kia rồi, hắn thả ra khí thế lần thứ hai áp chế xuống. Chu Tông Chủ, Vương Tông Chủ. Hai người các ngươi nhưng đã tới chậm, nơi này đang tại trình diễn một hồi trò hay đây. Các ngươi nhanh chóng ngồi xuống xem cuộc vui đi. Chấm phẩy. Chu Tông Chủ, Vương Tông Chủ, các ngươi cũng đừng điếm gặp, này thật không biết là từ nơi nào nhô ra tiểu tử. Lại dám đến Thủy gia đến ngang ngược. Chấm phẩy. Chu vi tất cả đại tông môn tông chủ dồn dập cùng Chu Vô Danh, Vương Diệu Biển đánh quát hô. Nhưng này sắc mặt của hai người trở nên càng ngày ra khó coi. Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển trong lòng thầm mắng những người này đều là ngớ ngẩn. Diệp Thần Phong là ai? Ban đầu ở Âm Minh Tông bên trên, bất kể là nhị phẩm tông môn Hải Thần Điện Thái Thượng Trưởng Lão, chả là Linh Dược Cốc Lão Tổ, hay hoặc giả là Luyện Khí Tông Tông Chủ, nhưng cũng là được Diệp Thần Phong cho hại chết, chỉ là một cái thủy ra là cái dám gì a hát. Đặc biệt là lúc trước Sơ Ly Cung Điện từ trên trời giáng xuống,
từ sơ ly bên trong cung điện đi ra từng con viễn cổ yêu thú, chỉ bằng những viễn cổ đó yêu thú chỉ sợ cũng liền nhất phẩm tông môn cũng không cách nào để ngột. Bởi lúc trước Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển đi trước một bước, bọn hắn cũng không biết sơ ly cung điện cùng viễn cổ yêu thú đều tạm thời rời đi Diệp Thần Phong rồi. Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển đối khiển một mắt, hai người bọn họ trên mặt không có do dự chút nào, bọn hắn biết đây là một cái cơ hội, một cái chân chính liên lụy Diệp Thần Phong này tàn nhẫn tuyến cơ hội. Thủy Vinh Sinh Linh điền quát lên, tiểu tử, cơ hội ta đã cho ngươi rồi, nhưng tình ngươi không có điển tình, hiện tại ngươi lập tức cho ta tống đi ra ngoài đi. Ta Thủy Vinh Sinh lời đã nói, tự nhiên cũng là muốn làm được, bằng không ta Thủy Vinh Sinh chẳng phải là muốn để người ở chỗ này khinh bỉ. Chấm phẩy. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng tất cả hốc mắt trong chục nước nhấp nhô, mà nước Hồng Phúc cùng nước Dễ Dàng Phàm hai người, bọn hắn cũng vội vội vàng vàng bước chân vào bên trong đại sảnh. Tại Thủy Vinh Sinh có nhiều ý vị nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong thời điểm. Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển hai người này, hai người bọn họ khá là cung kính đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, Chu Vô Danh nói ra tiền bối, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngài, thực sự là thật cao hứng. Chấm phẩy. Ban đầu ở Âm Minh Tông thượng thời điểm, Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển chính là xưng hô Diệp Thần Phong vì tiền bối. Vương Diệu Biển lập tức nói ra, ta cho rằng tiền bối có tư cách ở lại chỗ này. Chấm phẩy. Chu Vô Danh cũng nói, nếu như tiền bối không có tư cách ở lại chỗ này, như vậy còn ai có tư cách lưu lại? Chấm phẩy. Từ Chu Vô Danh cung kính tốt xuất, tiền bối, hai chữ này lúc, bên trong đại sảnh bầu không khí liền trở nên yên lặng. Lại tới Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển mà đính Diệp Thần Phong, tất cả mọi người tại chỗ như thấy quỷ tựa như, con mắt của bọn họ dồn dập trừng lớn. Diệp Thần Phong đối Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển gật gật đầu sau, hắn ánh mắt nhìn về phía biểu lộ thêm đáy ngọn nguồn cứng ngắc Thủy Vinh Sinh, lạnh nhạt nói, ngươi có thể nói xin lỗi, ngươi có thể chính mình rút mặt, ngươi Thủy Vinh Sinh lời đã nói, ta nghĩ hẳn là sẽ không phản này a. Bằng không e sợ người ở chỗ này đều sẽ khinh bỉ ngươi. Chấm phẩy. Lời này vừa nói ra, bên trong đại sảnh trở nên càng thêm an tĩnh. Vẽ mặt tiến hành lúc, Diệp Thần Phong từ chuyện cười biến thành thần thoại. Ở đây không ai từng nghĩ tới, Thiên Sảnh Tông Tông Chủ và Nhai Hải các Tông Chủ hội điếm đi ra mà rất Diệp Thần Phong. Chương 1730, lẽ nào ngươi chống đỡ được ta? Diệp Thần Phong đem vừa vặn Thủy Vinh Sinh lời đã nói trả lại cho hắn. Diệp Thần Phong tuy rằng vẫn không có động thủ, thế nhưng hắn nói lời nói này, không thể nghi ngờ là một cái tàn nhẫn bạt tai, không vang, lại phiến Thủy Vinh Sinh rất đau. Trời Xanh Tông Tông Chủ Chu Vô Danh, Nhai Hải các Tông Chủ Vương Diệu Biển, hai người bọn họ kiên quyết không rời đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, bọn hắn mới mặc kệ chu vi tất cả đại tông môn Tông Chủ khó hiểu, Cửu Huyền Kiếm Tông mặc dù là nhị phẩm tông môn, mà khi Sơ Hải Thần Điện cũng không phải nhị phẩm tông môn sao. Còn có Linh Dược Cốc cùng Luyện Khí Tông đều là địa huyền giới siêu nhiên tồn tại, nhưng quay đầu lại những tông môn này trong tay Diệp Thần Phong đều không có quả ngon để ăn. Bây giờ địa huyền giới tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển nhất định muốn tìm một đáng giá nương nhờ vào người, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong chính là một cái đáng giá nương nhờ vào người. Nếu hạ quyết tâm, như vậy hai người bọn họ tự nhiên là sẽ không lui về sau, bất kể hắn là cái gì thủy ra. Vẫn là Cửu Huyền Kiếm Tông đây này. Thủy Vinh Sinh nhăn nheo mặt ra vi vi rút xúc, hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển, hắn không nghĩ tới hội có cái này bất ngờ phát sinh, khi hắn từ Thủy Hồng Phúc đám người khẩu bên trong hiểu được đến, Diệp Thần Phong chỉ là một cái không môn không phái tiểu tử mà thôi, vì sao lại Trời Xanh Tông cùng Nhai Hải các Tông chủ hội nâng đỡ Diệp Thần Phong đâu này. Thủy Vinh Sinh trong lòng càng phát nghi ngờ, nhưng hắn lửa giận trong lòng cũng bùng nổ đựng. Vừa vặn hắn coi Diệp Thần Phong là làm là một chuyện cười, mà bây giờ Diệp Thần Phong lại coi hắn là làm một chuyện cười rồi. Thủy Vinh Sinh lạnh lẽo quát lên, Chu Tông Chủ, Vương Tông Chủ, hai người các ngươi biết mình đang nói cái gì không? Diệp Thần Phong mở miệng nói, không nên hỏi hai người bọn họ rồi, lẽ nào lỗ tai của ngươi có vấn đề sao? Ngươi là Thủy gia lão tổ, ngươi nên là nhất ngôn cửu đỉnh A, lời đã nói ra chẳng khác gì là nước đã đổ ra. Xin lỗi rút mặt đi. Ngươi cũng không làm được phụ nhiều như vậy xem trò vui người, lại nói lẽ nào ngươi muốn khiến người ta khinh bỉ sao? Thủy Vinh Sinh nét mặt già nua nóng hừng hực, hắn bàn tay gầy guộc bỗng nhiên nắm thành quyền đầu,
Trên MU bàn tay là tráng kiện nổi gân xanh, thân thể hơi có chút phát run, hôm nay là thủy gia ngày vui, hắn không muốn động thủ, lần sau hắn biết bây giờ là chính mình đuối lý rồi, nếu như động thủ. Như vậy hắn liền thật sự sẽ trở thành địa huyền giới một chuyện cười rồi. Thủy Vinh Sinh con ngươi càng phát che lấp rồi. Hắn quát lên, tiểu tử, ngươi nhưng không nên lấn hiếp người quá đáng, nơi này là thủy gia, mà ngươi cũng căn bản không xứng với chúng ta thủy gia hai cái nha đầu. Diệp Thần Phong tự giễu cười một tiếng, khinh người quá đáng. Vừa vặn là ai để cho ta cút ra ngoài, vừa vặn ai bảo ta trèo đi ra, hiện tại ngươi biết nói khinh người quá đáng. Các ngươi thủy gia ta là cao trèo không lên, nhưng ta cùng Thủy Tử Yên, Thủy Mộng Hàm là bằng hữu. Rất tốt loại kia, nếu như hai người bọn họ tự nguyện lập gia đình, ta lập tức quay đầu lại rời đi. Nhưng nếu như các nàng không muốn lập gia đình, như vậy hôm nay ai cũng bức không các nàng. Người ông lão này không được, cái gì chó má Cửu Huyền Kiếm Tông cũng không được, chỉ bởi vì các nàng hai cái là ta bạn của Diệp Thần Phong. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển, trong lòng bọn họ toát ra một loại cổ quái tâm tư, lần trước Diệp Thần Phong tại Âm Minh Tông thượng ra tay đánh nhau, thật giống cũng là bởi vì một người phụ nữ chứ. Bây giờ đến Thủy Gia lại là vì hai nữ nhân, Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển trong lòng âm thầm thở dài, nếu như Thủy Gia ở đây sao cường cứng rắn đi xuống, như vậy e sợ rất nhanh hội bước lên Âm Minh Tông gót chân. Mà ngồi trên ghế dựa không cách nào nhúc nhích Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm, hai người bọn họ hốc mắt trong nước mắt càng thêm rõ ràng, vừa vặn nước mắt là các nàng lo lắng Diệp Thần Phong chịu đến xấu hổ. Nhục, mà bây giờ nước mắt là các nàng được Diệp Thần Phong lời nói cảm động đã đến. Câu kia, nếu như hôm nay các nàng không muốn gả người, như vậy ai cũng bức không các nàng, người ông lão này không được, cái gì chó má Cửu Huyền Kiếm Tông cũng không được. Chỉ bởi vì các nàng hai cái là ta bạn của Diệp Thần Phong. Những lời này là đâm thẳng Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm nội tâm, hơn nữa còn là tại các nàng tuyệt vọng nhất thời điểm, trong lòng các nàng đối Diệp Thần Phong yêu thương nhanh chóng phát sinh, bất quá, các nàng hai tỉ muội trong lòng cộng đồng cho rằng, hẳn là thanh câu nói này cuối cùng bằng hữu. Hai chữ, đổi thành người trong lòng. Như vậy liền càng thêm được rồi. Chuyện đến nước này, ở đây tất cả đại tông môn tông chủ, bọn hắn cũng làm rõ chuyện đã xảy ra rồi, Diệp Thần Phong chính là vì Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm mà đến, nhưng Diệp Thần Phong đến cùng là thân phận gì? Có thể làm cho trời xanh tông cùng nhai hải các tông chủ nâng đỡ, chẳng lẽ Diệp Thần Phong chính là nhất phẩm tông môn đệ tử hạch tâm? Bằng không Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển làm sao sẽ như vậy lỗ máng? Phải biết ở nơi này gây sự, bằng với đồng thời đắc tội rồi Thủy gia cùng Cửu Huyền Kiếm Tông, Thủy gia chỉ là tứ phẩm tông môn. Mà Cửu Huyền Kiếm Tông nhưng là nhị phẩm tông môn, nếu như Cửu Huyền Kiếm Tông sẽ đối trời xanh tông cùng nhai hải các động thủ, chỉ sợ là không có do dự chút nào. Bước vào bên trong đại sảnh Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm đi tới Thủy Vinh Sinh trước mặt, nói ra, lão tổ, kính xin ngài thủ tiêu hôm nay tiệc cưới đi. Tại nước dễ dàng phàm trong khi nói chuyện, Thủy Hồng Phúc đi tới Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm trước mặt. Hắn nhanh chóng giúp hai nữ nhân này mở ra trên người bị phong bế huyệt đạo. Tại trước mặt mọi người, Thủy Vinh Sinh căn bản không kịp ngăn cản, chẳng lẽ muốn một cái tát đem đương ở trước mặt mình nước dễ dàng phàm đánh bay sao? Như vậy hôm nay Thủy gia liền triệt để muốn trở thành chê cười, dù sao nước dễ dàng phàm là bây giờ nước gia gia chủ nhi tử, vãn bối của hắn. Thủy Vinh Sinh đang nhìn đến Thủy Hồng Phúc mở ra Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm huyệt đạo sau. Hắn thân thể bên trong mỗi một tế bào đều bị lửa giận cho bắt đầu cháy rừng rực, hắn nhịn không được, hắn cũng nhịn không được nữa, hắn cũng không muốn nhịn nữa. Theo Thủy Vinh Sinh tất cả những thứ này đều là Diệp Thần Phong lỗi, hắn nhất định phải làm cho Diệp Thần Phong trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Mà được cởi ra huyệt đạo Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm, hai người bọn họ trước tiên đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, Thủy Mộng Hàm trực tiếp nhào vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực, mang theo khóc nức nở nói ra. Diệp đại ca, ta căn bản không muốn gả cho cái gì Cửu Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ, ta chỉ thích Diệp đại ca một mình ngươi. Thủy Tử Yên dù sao cũng là tỷ tỷ, người muốn so Thủy Mộng Hàm thận trọng không ít, người cắn môi nói ra ta cũng không muốn gả cho Cửu Huyền người của Kiếm Tông. Thủy Mộng Hàm cùng Thủy Tử Yên mở miệng sau đó hiện trường hoàn toàn biến thành trò khôi hài, mà Thủy Vinh Sinh mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Thủy Vinh Sinh quát, Thủy Tử Yên, Thủy Mộng Hàm. Hai người các ngươi vẫn là nước người nhà hả?
lập tức đến nơi này của ta, bằng không các ngươi lại cũng không nên gọi ta lão tổ rồi. Thủy Vinh Sinh lại nhìn một cái Thủy Hồng Phúc, quát lên, ta xem ngươi đã không xứng làm Thủy gia gia chủ rồi, các loại hôm nay tiệc cưới sau khi kết thúc, ngươi liền đem nước gia gia chủ vị trí giao ra đây đi. Diệp Thần Phong trong lỗ mũi không ngừng xông vào Thủy Mộng Hàm trên người mùi thơm ngát, hắn không khỏi khịt khịt mũi, này làm cho Thủy Mộng Hàm gò má vi vi ửng hồng, trong lòng là hỉ tư tư. Diệp Thần Phong nhún nhún vai, nói ra, làm sao? Yếu chó cùng dứt dậu, không có ý định trang tránh nhân quân tử. Thủy Vinh Sinh không cho hắn Diệp Thần Phong mặt, như vậy Diệp Thần Phong cần thiết cho lão đầu này mặt mũi sao? Thủy Vinh Sinh thân thể bên trong lửa giận trong nháy mắt bạo phát, niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thật khí thế bao phủ đại sảnh, hắn có chút điên cuồng quát lên, tiểu tử, hôm nay bất kể như thế nào, ta đều yếu phế bỏ tu vi của ngươi, đánh gãy tứ chi của ngươi, đây coi như là ta đối với ngươi một điểm trừng phạt. Mà chính lúc này, thủy gia bên ngoài vang lên khua chiêng gõ trống âm thanh. Cũng không lâu lắm, một người trung niên nam nhân liền dẫn một tên thanh niên đi vào đại sảnh. Đàn ông trung niên chính là Cửu Huyền Kiếm Tông tông chủ Cao Hướng Về Nghĩa, thực lực tại luân hồi cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ, một người khác ăn mặc vui mừng quần áo thanh niên, hắn chính là Cao Hướng Về Nghĩa nhi tử Mây Cao, đồng dạng cũng là Cửu Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ, một thân thực lực tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Xem ra Cửu Huyền Kiếm Tông là tới đón dâu. Tại Cao Hướng Về Nghĩa cùng Mây Cao đi vào đại sảnh sau đó Thủy Vinh Sinh thật khí thế thu liễm. Mây Cao ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong trong lồng ngực Thủy Mộng Hàm, cùng với đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Thủy Tử Yên, hắn từng thấy Thủy Mộng Hàm cùng Thủy Tử Yên, bây giờ bị hắn nhận định một người phụ nữ, nằm ở một người đàn ông khác trong lồng ngực, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười gằn, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra, người nữ nhân trong ngực cùng bên cạnh người nữ nhân, các nàng là ta muốn cưới người. Diệp Thần Phong chỉ là bình thản nói ra, các nàng không muốn gả. Lẽ nào ngươi còn muốn cưới? Mây Cao cảm thấy trước mặt Diệp Thần Phong có chút thú vị, ánh mắt của hắn càng thêm âm lãnh, nếu như ta nhất định phải cưới đâu này? Lẽ nào ngươi chống đỡ được ta? Chương 1731, ngươi xem ta dễ ức hiếp sao? Thủy ra bên trong đại sảnh, Diệp Thần Phong cùng Mây Cao tranh đấu tương đối. Nói thật ra, Diệp Thần Phong chân tâm muốn phải khiêm tốn làm việc. Nếu như Mây Cao có thể từ bỏ cưới Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm, như vậy Diệp Thần Phong coi như chuyện này đi qua, dù sao hắn và Mây Cao cũng không có thâm cừu đại hận. Diệp Thần Phong cảm thụ Mây Cao ánh mắt âm lãnh, nói ra ta là tới giảng đạo lý, hai người bọn họ không muốn gả, người muốn bức hôn, đây chính là của ngươi không đúng, không bằng cho ta một bộ mặt, các ngươi Cửu Huyền người của Kiếm Tông đều trở về đi thôi. Hôm nay chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Mây Cao vui vẻ. Hắn là hoàn toàn vui vẻ, đại tông môn bên trong thiên tài hắn hầu như đều là biết, nhưng hắn không nhớ rõ địa huyền giới có Diệp Thần Phong nhân vật này rồi. Mây Cao giễu cợt nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Trên lưng treo thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, hắn bình thản nói ra, nói như vậy ngươi là không có ý định giảng đạo lý. Cũng không có ý định cho ta mặt mũi. Cửu Huyền Kiếm Tông tông chủ Cao Hướng Về Nghĩa. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Vinh Sinh, nói ra, nước tiền bối, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngươi không có ý định cho chúng ta một cách nói sao? Thủy Vinh Sinh đối với Cao Hướng Về Nghĩa thái độ, hắn không có nửa điểm bất mãn, dù sao lần này là hắn tìm tới Cửu Huyền Kiếm Tông tòa này chỗ dựa, hắn lập tức chỉ vào Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử này cũng yêu thích chúng ta thủy ra hai cái nha đầu. Mà nhà của chúng ta cái kia hai cái nha đầu chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta bảo đảm hôm nay tiệc cưới như thường lệ cử hành. Cao Hướng Về Nghĩa lúc này mới gật gật đầu, hắn ánh mắt bén nhọn quét qua Diệp Thần Phong, bình thản nói ra ta Cao Hướng Về Nghĩa nhi tử nữ nhân, ai cũng đoạt không đi. Chớ nói chi là ngươi thực lực như vậy thấp kém tiểu tử, cho rằng tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực rất giỏi rồi sao? Ngươi thậm chí ngay cả cho con trai của ta xách giày cũng không xứng. Cao tông chủ, trời xanh tông chủ vô danh, nhai hải các phương diệu biển, bọn hắn vừa vặn nâng đỡ tiểu tử này, xem ra bọn hắn cùng tiểu tử này quan hệ không bình thường. Cao tông chủ vô danh cùng vương diệu biển quả thực không đem các ngươi Cửu Huyền Kiếm Tông để ở trong mắt, có muốn hay không chúng ta ra tay giúp Cửu Huyền Kiếm Tông xử lý bọn hắn. Trên thế giới này chính là không thiếu bỏ đá xuống giếng người, chu vi ngũ phẩm cùng tứ phẩm tông môn tông chủ.
bọn họ là tranh nhau vỗ cửu huyền kiếm tông mông ngựa. Mà đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển, trong lòng bọn họ liên tục cười lạnh. Hồi tưởng lúc trước Âm Minh Tông thượng cảnh tượng, lúc đó tất cả đại tông môn người không phải cũng tranh đoạt đập luyện khí tông các loại tông môn mông ngựa sao? Nhưng quay đầu lại bọn hắn lại toàn bộ chết rồi. Thủy Hồng Phúc cùng Nước Dễ Dàng Phàm trong con ngươi tràn đầy nghiêm nghị, Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm cũng lo lắng nhìn xem Diệp Thần Phong. Đối với Trời Xanh Tông cùng Nhai Hải các loại này ngũ phẩm tông môn, Cao Hướng Về Nghĩa căn bản không có để ở trong mắt, ánh mắt của hắn nhìn xem Mây Cao. Nói ra, chuyện nơi đây do ngươi xử lý, tiểu tử này ngươi muốn giết cứ giết đi nha. Cao Hướng Về Nghĩa nói được lắm như là Diệp Thần Phong hội đứng đấy để Mây Cao giết giống như chết. Mây Cao bẻ bẻ cổ, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu. Như vậy chúng ta cửu huyền người của kiếm tông lập tức rời đi, chỉ sợ của ta ba chiêu đầy đủ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương ra rồi. Diệp Thần Phong để trong lồng ngực Thủy Mộng Hàm đi lên, nói ra, ta càng yêu thích cùng ngươi giảng đạo lý, không bằng chúng ta đi tới giảng đạo lý đi. Mây Cao lắc đầu nói, ta khá là yêu thích dùng nắm đấm giảng đạo lý. Diệp Thần Phong nở nụ cười, này Mây Cao thực sự là quá đối tính tình của hắn rồi, hắn Diệp Thần Phong giảng đích đạo lý, cũng là cần phải dựa vào nắm đấm đến hoàn thành. Hôm nay Diệp Thần Phong chỉ là đến giúp một lần Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm, nếu như hắn đã giết cửu huyền kiếm tông tông chủ và thiếu chủ, như vậy Thủy Tử Yên đám người chỉ sợ là không cách nào lưu tại Thiên Vân Thành. Bằng không lấy Diệp Thần Phong tính khí, hắn sẽ cùng Mây Cao nói nhiều như vậy phí lời sao? Diệp Thần Phong nói ra, được, vậy ta liền đón ngươi ba chiêu, bất quá, ngươi tốt nhất cho ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bởi vì tính khí của ta không thật là tốt, đã vừa mới có một cái không biết xấu hổ lão đầu tử ở trước mặt ta loạn thúi lắm. Đứng ở một bên Thủy Vinh Sinh sắc mặt đỏ bừng lên, người ở chỗ này đều biết này không biết xấu hổ lão đầu tử chính là Thủy Vinh Sinh. Thấy Diệp Thần Phong đáp ứng rồi sau đó Mây Cao cùng Cao Hướng Về Nghĩa đi ra đại sảnh, dù sao đại sảnh không gian có hạn, đánh đấu hết sức bất tiện, tại chiều đại sảnh bên ngoài đi đến thời điểm, Cao Hướng Về Nghĩa nói ra, kỳ thực không cần phiền toái như vậy, trực tiếp giết hắn không phải tốt sao? Mây Cao cười nói, phụ thân, như vậy liền không dễ chơi, chính như lời ngươi nói, tiểu tử kia liền cho ta sách giày cũng không xứng, ta đương nhiên phải cho hắn một cơ hội rồi, bất quá. Cho dù ta cho hắn một cơ hội, hắn cũng như thường sẽ đi thấy Diêm Vương ra, trong vòng ba chiêu, hắn chắc chắn phải chết, nhưng như vậy không khỏi để hắn chết quá ung dung rồi, vẫn để cho hắn sống thật khỏe đi. Tại Cao Hướng Về Nghĩa cùng Mây Cao đi ra đại sảnh sau đó những người còn lại cũng dồn dập đi ra đại sảnh. Thủy Hồng Phúc cùng Thủy Tử Yên đám người gương mặt lo lắng, mà Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển nhưng là bình tĩnh hơn nhiều, chỉ vì Âm Minh Tông trận chiến đó. Để cho bọn họ đối Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin, tuy rằng bọn hắn cảm giác Diệp Thần Phong chỉ có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực, nhưng bọn họ vẫn là lựa chọn mù quáng tin tưởng Diệp Thần Phong, chỉ vì Diệp Thần Phong chính là công tử thần bí. Diệp Thần Phong nhìn xem muốn nói lại thôi Thủy Hồng Phúc đám người, nói ra các ngươi không cần phải lo lắng, các ngươi cho là ta là ưa thích đưa người chết sao. Trước đó ta một mực không hề động thủ, ta là xem tại trên mặt của các ngươi, bất quá. Nếu như lần này Mây Cao cũng không giữ chữ tín, như vậy mấy người các ngươi về sau liền theo ta đi. Diệp Thần Phong không có đem trong lòng lời nói đi ra, cái kia chính là nếu như Mây Cao cũng không giữ chữ tín, như vậy hắn Diệp Thần Phong liền phải ở chỗ này đại khai sát giới rồi, đến lúc đó Thiên Vân Thành khẳng định không có Thủy Hồng Phúc đám người đất đặt chân rồi, cho nên Thủy Hồng Phúc đám người chỉ có thể đi theo Diệp Thần Phong rồi. Thủy Hồng Phúc đám người nghe mơ mơ màng màng. Nhưng bọn họ thấy Diệp Thần Phong tin tưởng như vậy, bọn hắn cũng không tiện lại mở miệng rồi, Thủy Mộng Hàm nói ra, Diệp đại ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể đỡ lấy kia cái gì Mây Cao ba chiêu. Đối với cái này, Diệp Thần Phong chỉ là cười cười một chút. Làm Diệp Thần Phong đám người đi tới tiền viện bên trong sau đó Mây Cao đã đứng ở tiền viện chính giữa, những người còn lại nhưng là lui ra một khoảng cách lớn, cho Mây Cao cùng Diệp Thần Phong để lại đủ nhiều không gian. Mây Cao đang nhìn đến Diệp Thần Phong đứng ở trước mặt hắn, sau đó hắn cực kỳ cao ngạo nói tiểu tử. Ngươi trước lấy ra vũ khí của ngươi động thủ đi. Từ khi biết được ba đại tông môn đệ nhất thiên tài sau khi chết, tại Mây Cao xem ra địa huyền giới so với hắn xuất chúng trẻ tuổi càng ngày càng ít,
hắn thậm chí cho rằng chỉ có thiên âm môn đệ nhất thiên tài Du Thủy Giao mới có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, khoảng thời gian này là Cao Vân tối dương dương đắc ý thời điểm. Mây Cao từ đầu tới cuối cũng không có đem Diệp Thần Phong thả xuống trong mắt, Thanh Diệp Thần Phong cái này tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ người để ở trong mắt. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm dù sao cũng là hắn Mây Cao muốn kết hôn nữ nhân, mà Thủy Mộng Hàm lại ở ngay trước mặt hắn nằm ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực, hắn tuyệt đối không thể để Diệp Thần Phong chết tiện nghi, hắn cũng phải hung hăng xấu hổ. Nhục một phen Diệp Thần Phong, như vậy hắn mới có thể cứu vãn mặt mũi. Diệp Thần Phong nhưng vẫn là bình thản nói ra, không cần, ngươi mau động thủ đi. Ta không muốn lãng phí thời gian. Mây Cao trong con ngươi lửa giận bốc hơi. Hắn gân xanh trên trán nổi lên, trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu trắng, quát lên, tiểu tử, chết đến nơi rồi rồi. Ngươi chả xính cái gì anh hùng, ta xuất hiện tại thay đổi chủ ý. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết tại dưới kiếm của ta, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, Mây Cao bên trong thân thể khí thế tăng vọt, trên người hắn kiếm khí lượn lờ. Cả người khí chất sinh ra thay đổi to lớn, tiểu tử, cơ hội ta cho ngươi. Đáng tiếc ngươi không có quý trọng, hiện tại ngươi liền cơ hội động thủ cũng không có. Mây Cao trong tay trường kiếm màu trắng rút kiếm khí hiện lên, hắn cực kỳ nhanh chóng vung ra ba kiếm, đoạt mệnh ba kiếm. Mây Cao vung kiếm tốc độ nhanh kinh người, ba kiếm cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong hoàn thành. Ba đạo kiếm khí bén nhọn hướng về Diệp Thần Phong đánh tới, phân biệt nhắm ngay Diệp Thần Phong hai cái chân cùng một cánh tay phải cánh tay. Xem ra hắn là dự định chặt bỏ Diệp Thần Phong hai cái chân cùng một cánh tay rồi. Thủy Vinh Sinh trên mặt hiện lên thống khoái ý cười, chu vi tất cả đại tông môn tông chủ, bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong hành vi cực kỳ buồn cười, chỉ vì Mây Cao ba chiêu này cơ hồ là cũng trong lúc đó hoàn thành, bất kể là sức mạnh tấn công, vẫn là tốc độ, cũng không phải một cái tạo hóa cảnh nhị trọng thiên tiểu tử có thể tránh thoát, bọn hắn đã có thể nhìn thấy Diệp Thần Phong nằm trên mặt đất thượng gào thảm hình ảnh rồi. Cao hướng về nghĩa là gương mặt tùy ý, hắn nhận thức vì con trai của chính mình muốn chiến thắng Diệp Thần Phong, chuyện này căn bản là chuyện dễ dàng. Mà Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm mấy người cũng cực kỳ căng thẳng, nhưng bọn họ không ngừng tự nói với mình phải tin tưởng Diệp Thần Phong. Đang sử dụng xuất đoạt mệnh ba kiếm sau đó Mây Cao liền đem trong tay trường kiếm màu trắng thu hồi trong vỏ kiếm, hắn nói ra tiểu tử, ít đi hai cái chân cùng một cánh tay, ngươi. Nhưng mà... Mây Cao trong cổ họng thanh âm đột nhiên im bặt đi. Mây Cao ba đạo tốc độ kiếm khí rất nhanh, nhưng Diệp Thần Phong tốc độ lại là càng tăng nhanh hơn, hắn nhẹ nhõm tránh thoát này ba đạo kiếm khí, nhưng khí thế của hắn nhưng vẫn là bị áp chế tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ đây. Được rồi, các ngươi cửu huyền người của kiếm tông có thể đi về. Diệp Thần Phong bình thản nói ra, Mây Cao tại sửng sốt mấy giây sau đó trên mặt hắn bỏ đầy lửa giận, lúc này hắn là thật sự phẫn nộ rồi. Hắn cảm giác mình hoàn toàn bị Diệp Thần Phong đùa bỡn, hắn không chút do dự lần nữa rút ra trường kiếm màu trắng, khí thế trên người tăng lên tới cực điểm, hắn phẫn nộ quát tiểu tử, ngươi không phải là tốc độ nhanh một chút sao? Ngươi căn bản không xứng tránh thoát của ta ba kiếm, cho nên ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Diệp Thần Phong khóe miệng cười gần hiện lên, hắn lạnh lẽo mà hỏi, ngươi xem ta dễ ức hiếp sao? Ngươi đã đem mình lời đã nói cho rằng là đánh rắm. Như vậy ta cũng nên đến cùng ngươi giảng giảng đạo lý. Tại Mây Cao hướng về Diệp Thần Phong lướt đi qua thời điểm. Diệp Thần Phong dưới chân cũng động, hắn đem tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thật khí thế phát phung tới cực hạn, nếu như đối phó một cái Mây Cao đều phải sử xuất toàn lực lời nói, như vậy đây đối với Diệp Thần Phong tới nói là một loại khinh miệt. Nhục, Diệp Thần Phong tốc độ sánh vai Vân còn nhanh hơn, Mây Cao chỉ cảm thấy hoa mắt, bụng hắn thượng đau xót. Một đám mưa máu tại bụng hắn thượng bạo đi ra, hắn chỉ cảm giác thân thể của mình thật giống được cực hạn trọng lực cho đánh sâu vào. Mây Cao thân thể cong thành tôm hình dáng, trường kiếm trong tay rơi vào trên mặt đất, trong đầu tư duy dừng lại mấy giây. Nhưng chính là này mấy giây, Diệp Thần Phong trực tiếp giữ ở Mây Cao cổ, đem Mây Cao trực tiếp từ trên mặt đất nâng lên, đối phó Mây Cao hắn căn bản liền kiếm ý cùng chiến kỹ đều không cần dùng đến. Diệp Thần Phong phải tay cầm Mây Cao cổ. Tay trái không ngừng quạt Mây Cao gò má, nói ra tại sao trên thế giới này có nhiều người như vậy yêu thích đánh giám đâu này. Ngươi vẫn đúng là mẹ hắn cho là ta Diệp Thần Phong dễ ức hiếp. Vậy ta rồi cùng ngươi tới thật tốt giảng giảng đạo lý, trực tiếp đến biết được sai lầm của mình đến. Đùng, đùng,
đùng, đùng, đùng. Trong không khí không ngừng quanh quẩn tràng pháo tay, Diệp Thần Phong là một cái tát so với một cái tát dùng sức. Mà Mây Cao tuy rằng phục hồi tinh thần lại rồi, thế nhưng hắn căn bản vô pháp tránh thoát, bởi vì hắn biết mình chỉ cần dám phản kháng, cổ của hắn nhất định sẽ được Diệp Thần Phong cho bóp nát. Kết quả là, hắn chỉ có thể một cái lại một cái thừa nhận Diệp Thần Phong bàn tay. Vừa vặn trả cao cao tại thượng Mây Cao, bây giờ như con chó vậy được Diệp Thần Phong nhấc theo. Đây đối với Mây Cao tới nói quả thực là một cái cực kỳ châm chọc sự tình, hắn dĩ nhiên thua ở một tên tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tiểu tử trong tay. Điều này sao có thể? Hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Chương 1732, thực lực chân chính, làm nổ toàn trường. Từ Diệp Thần Phong trốn lấy Mây Cao đoạt mệnh, đêm, lại tới Diệp Thần Phong nhấc theo Mây Cao cổ, không chút khách khí quạt Mây Cao bạt tai. Thủy ra tiền viện bên trong ngoại trừ bà tai âm thanh ở ngoài, liền cũng không còn hắn tiếng nói của hắn rồi. Mây Cao hai bên gò má được phiến huyết bên trong quân cờ hồ, miệng hắn trong hàm răng hội bộ rơi mất, thậm chí trên mặt xương đều bị phiến lõm lục đi xuống, hắn cả khuôn mặt là vật đáy ngọn nguồn phá hủy. Thủy ra lão thuê thủy vinh sinh, nụ cười trên mặt hắn ngưng trở về. Chu vi tất cả đại tông môn tông chủ, mỗi người bọn họ há to miệng. Đan đan bọn hắn chả cho rằng Diệp Thần Phong hành vi buồn cười cực kỳ, nhưng trước mắt hình ảnh xong hội lật đổ bọn hắn nguyên bản ý nghĩ. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đám người là vật đáy ngọn nguồn tư thở ra một hơi. Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển hai người bọn họ trên mặt hiện lên chuyện đương nhiên biểu lộ. Về phần Mây Cao cha kinh cao hướng về nghĩa, trên mặt hắn tùy ý hoàn toàn biến mất rồi, hai con mắt trong trận lộ hung quang. Hắn song hội không thể tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến đều là thật. Cho dù tập dạng là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, yếu tránh thoát Mây Cao đoạt mệnh ba đêm, cái này cũng là cực kỳ khó khăn, trừ phi là những đại tông môn đó bên trong thiên tài. Nhưng trước mặt Diệp Thần Phong không phải là đại tông môn thiên tài, cũng chỉ có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực, hắn làm sao có khả năng tránh thoát Mây Cao đoạt mệnh ba đêm. Càng làm cho cao hướng về nghĩa không cách nào nghĩ thông suốt. Con trai của hắn Mây Cao tại Diệp Thần Phong trước mặt dĩ nhiên sẽ như thế không đỡ nổi một đòn, đây căn bản không hợp lý, cũng không phù hợp thông thường a hát. Tại quạt Mây Cao chừng 20 cái bàn tay sau đó Diệp Thần Phong rốt cục ngừng lại, hắn đưa bàn tay giọt máu chiếu vào trên mặt đất. Mây Cao trong miệng không ngừng có máu bọt phun ra, hắn cả khuôn mặt xong sẽ biến thành dị dạng, hắn mồm miệng không rõ quát lên, chiếm ta muốn ngươi chết, ta ngươi nhất định phải chết. Mây Cao mắt trong trận song hội bị sát ý cho lấp đầy. Nếu đã động thủ, như vậy không có thu tay lại lý do, nguyên bản Diệp Thần Phong muốn phải khiêm tốn làm việc đáng tiếc Cửu Huyền Đêm Tông người một mực muốn ép hắn kiêu căng Diệp Thần Phong là một cái cực kỳ thiện giải nhân ý người, hắn đương nhiên yếu theo Cửu Huyền Đêm Tông ý tứ rồi. Đan mới vừa Mây Cao muốn chém Diệp Thần Phong hai cái chân cùng một cánh tay, chính là đến mà không trả lễ thì không hay, Diệp Thần Phong là phi thường tòa nhà được lễ bắt nạt. Hắn đương nhiên cũng muốn hảo hảo hồi báo một chút Mây Cao rồi. Tại cao hướng về nghĩa lửa giận trong lòng không ngừng leo lên thời điểm. Diệp Thần Phong trực tiếp đem Mây Cao hướng về bầu trời phong ném một cái đồng thời hắn nhanh chóng trục ra trên lưng Thanh Vân Đêm, trong tay hắn Thanh Vân Đêm hướng về Mây Cao bốn triển khai xẹt qua đi. Cao hướng về nghĩa thấy thế, hắn bóng người nhanh chóng đi qua, nhưng hắn căn bản không kịp cứu vãn, chỉ có thể điên uổng quát lên, chiếm tiểu tử. Ngươi dừng tay cho ta, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ sau sẽ, nếu như ngươi còn dám đối với ta nhi tử động thủ, như vậy ta bảo đảm không riêng gì ngươi muốn chết, liền ngay cả người nhà cũng sẽ bộ muốn chết ta Cửu Huyền Đêm Tông yếu trên đất huyền giới chiến suốt người nhà của ngươi, này đối với chúng ta mà nói vẫn không có bất kỳ độ khó. Đáng tiếc Diệp Thần Phong đối với cao hướng về nghĩa uy hiếp chẳng quan tâm. Trái lại trong tay hắn Thanh Vân Đêm phanh động càng nhanh hơn rồi. Xì xì. Xì xì, xì xì, xì xì, bốn tiếng, Mây Cao hai cái chân cùng hai cánh tay hội bộ được Diệp Thần Phong cho gọt xuống. Tại Mây Cao biến thành vật đầu vật đuôi người trước sau đó Diệp Thần Phong một cước trực tiếp đá vào Mây Cao thân thể thượng, thân thể của hắn hướng về cao hướng về nghĩa ngược lại bay qua. Cao hướng về nghĩa thuận lợi đem Mây Cao tiếp nhận, có thể nhìn trong lòng tay chân cũng không có nhi tử, cao hướng về nghĩa ngực lửa giận yếu nổ tung ra rồi. Mây Cao vẫn là cao hướng về nghĩa cho rằng hy vọng, bây giờ ba đại tông môn đệ nhất thiên tài lại đều chết hết cho nên cao hướng về nghĩa càng thêm cho rằng, tương lai trên đất huyền giới tuyệt đối sẽ có con trai của hắn Mây Cao một vị trí.
nhưng hôm nay mây cao ở trước mặt hắn biến thành một người tàn phế. Này làm cho hắn cái này làm cha làm sao có thể chịu được. Mây cao là vật đáy ngọn nguồn bị Diệp Thần Phong làm hỏng, Diệp Thần Phong cũng chẳng khác gì là đưa hắn cao hướng về nghĩa hy vọng làm hỏng. Trên người đau đớn vô cùng mây cao, trong cổ họng hắn không ngừng kêu thảm, hắn. Răng không rõ nói, chiếm chiếm phụ thân, ta không thể biến thành một kẻ tàn phế, ta muốn hắn chết không hội thi, ta muốn hắn chết không chỗ chôn địa. Nguyên bản tại mây cao xem ra, hắn và Diệp Thần Phong ở giữa đối chiến, đây căn bản chỉ là một trò chơi mà thôi, nhưng chính là như vậy một trò chơi, khiến hắn biến thành một người trước rồi. Ở đây ngoại trừ Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển, bọn hắn tại Âm Minh Tông thượng từng thấy Diệp Thần Phong hung ác cho nên bọn hắn đối với Diệp Thần Phong hành vi cũng không hề quá mức khiếp sợ. Mà những người khác, bao quát Nước Hồng Phúc đám người, bọn hắn cũng bị Diệp Thần Phong thủ đoạn cho chấn nhiếp rồi. Diệp Thần Phong đem mây cao bốn chất dính hội bộ gọt xuống, vậy thì đại diện cho Cửu Huyền Đêm Tông nhất định sẽ cùng hắn không chết không thôi. Hưng là ai cho Diệp Ngô Phong như vậy dũng cùng chín? Diệp Thần Phong chỉ là một cái tạo hóa cảnh nhị trọng thiên thực lực người a hát. Phải biết cao hướng về nghĩa nhưng là có luân hồi cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ thực lực. Diệp Thần Phong gợn sóng không khỏi nhìn xem cao hướng về nghĩa cùng mây cao, nói ra, chiếm đối với ta loại này giảng đạo lý phương thức chả hài lòng không? Kỳ thực ta vừa bắt đầu liền muốn cùng các ngươi như vậy giảng đạo lý, dù sao cấu không đổi được ăn cứt, các ngươi căn bản sẽ không cứ như vậy rời đi. Thế nhưng, này tên gì mây cao hắn đưa ra để cho ta đỡ lấy ba quát, ta nhưng thật ra là một cái mềm lòng người ta liền tạm thời buông tha cho cùng hắn giảng đạo lý, dự định cho hắn thêm một cơ hội, nếu như hắn có thể đủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, như vậy chuyện này đối với mọi người đều được, nhưng chó trước sau chính là chó, ta xem về sau vẫn không thể tin tưởng những này chó bảo. Chấm phẩy, Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh nói xong. Hắn thật giống căn bản không có thanh cao hướng về nghĩa coi là chuyện to tát. Chu vi tất cả đại tông môn tông chủ, bọn hắn không dám vào lúc này mở miệng, bọn hắn rõ ràng cảm thấy cao hướng về nghĩa trên người không ngừng di mạn ra sát khí, bọn hắn sợ mình được tai bay vạ gió rồi. Cao hướng về nghĩa để con trai của chính mình mây cao nằm ở trên mặt đất, trên người hắn luân hồi cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ khí thế tăng lên, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Thần Phong. Hắn lên cơn giận dữ quát lên, sáu chiếm thật không biết là đầu óc ngươi có vấn đề. Vẫn là ngươi từ nhỏ chính là không có một người đầu óc ngươi. Đến lúc này, ngươi chả dám ở chỗ này nói mát, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Cao hướng về nghĩa lòng bàn chân linh khí uổng tuôn, trong không khí từng đạo tàn ảnh không ngừng hiển hiện, hắn nhanh chóng tiếp theo Diệp Thần Phong, bóng người lăng không nhảy lên. Bàn tay phải hướng về Diệp Thần Phong dò xét tới, thiên la địa võng. Chỉ thấy từ cao hướng về nghĩa thêm trong ngón tay, nhanh chóng kéo dài ra rất hung ác dây nhỏ, những dây nhỏ này đều là hắn trong cơ thể linh khí ngưng tụ mà thành. Rất hung ác dây nhỏ rất nhanh sẽ tạo thành một chiếc võng, này một chiếc võng đem Diệp Thần Phong vật đáy ngọn nguồn bao phủ ở trong đó, để Diệp Thần Phong căn bản không có có thể tránh né rồi. Thiên la địa võng. Đây là một quát cao hướng về nghĩa cực kỳ sở trường chiến cảnh. Chỉ cần được thiên la địa võng bao phủ ở bên trong, tấm võng này sẽ từ từ nắm chặt, lại nắm chặt. Tấm này không ngừng nắm chặt lưới sẽ đem thân ở trong đó người tiên huyết chậm rãi hút khô, tại đem hắn xương hội bộ nghiền nát, cuối cùng đang ở trong lưới người hội vật đáy ngọn nguồn biến mất ở trên thế giới này, liền hung ác bộ lông cũng sẽ không lưu lại. Này quát thiên la địa võng có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn khương. Không có tay chân mây cao, khóe miệng hắn lộ ra điên uổng nụ cười. Thủy Vinh Sinh đem Thủy Hồng Phúc đám người đường đi cũng kéo lấy rồi, hắn quát lên, chiếm các ngươi đừng hỏng yếu nhúng tay, muốn trách thì trách tiểu tử này tự tìm đường chết đi. Chính là tự mình làm bậy thì không thể sống được, Thủy Tử Yên đám người được Thủy Vinh Sinh ngăn cản, bọn hắn căn bản không có động thủ khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên la địa võng từ từ nắm chặt. Ở đây còn lại tông môn tông chủ. Bọn hắn biết lúc này sẽ không còn có kỳ tích xảy ra, Diệp Thần Phong chắc chắn phải chết rồi. Được thiên la địa võng bao phủ Diệp Thần Phong, trên mặt hắn không có bất kỳ chướng loạn, tình cảnh này rơi vào cao hướng về nghĩa trong mắt, hắn tiếng rên quát lên, chiếm chẳng lẽ nói ngươi còn muốn tránh được của ta thiên la địa võng sao? Không thể nào, ngươi không thể tránh khỏi, an tâm đi chết đi. Ta sẽ hạt ngươi tại địa huyền giới người thân hội bộ chiến đi ra ngoài. Diệp Thần Phong bình thản nói ra, chạy không thoát liền đem nó mâu phá được rồi, ngươi không giết chết được ta,
hôm nay ở đây bất cứ người nào đều không giết chết được ta. Nghe vậy, Cao Hướng Về Nghĩa cùng Thủy Vinh Sinh đám người yếu khinh thường cười to lúc, trên mặt bọn họ đan vừa lộ ra nụ cười liền ngưng về ở. Chỉ thấy Diệp Thần Phong khí thế trên người trong giây lát không ngừng kéo lên, trực tiếp một tầng nhảy lên tới luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí tăng lên, hắn không tại giữ lại thực lực rồi, trong tay Thanh Vân Đêm phanh xuất. Cái gọi là thiên la địa võng trong nháy mắt tiêu tan tại trong không khí. Đến giờ phút này rồi, tất cả mọi người biết Diệp Thần Phong trước đó một mực tại áp chế thực lực, hắn thực lực chân chính là luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Thế nhưng này không khỏi cũng quá hoang đường chứ. Vừa nhìn Diệp Thần Phong cũng mới hơn 20 tuổi người, hơn 20 tuổi luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cường giả, trên đất huyền giới trong dòng sông lịch sử, căn bản không ai có thể tại hơn 20 tuổi đến luân hồi cảnh tứ trọng thiên, trước mặt Diệp Thần Phong rốt cuộc là ai. Tại Diệp Thần Phong bày ra thực lực chân chính sau, này vật đáy ngọn nguồn được rồi bộc hội trường, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào một loại không chân thực trong trạng thái. Chương 1733, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thủy gia tiền viện bên trong. Một trận gió nhẹ thổi qua, lá cây phát ra tiếng sàn sạt. Thời khắc này, thời gian phảng phất là dừng lại bình thường, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, cái kia cầm trong tay một cái gì sét loang lổ đồng nát sắt vụn tiểu tử trên người. Chu vi tất cả đại tông môn tông chủ, trong cổ họng bọn họ điên cuồng nuốt nước miếng, bắp thịt trên mặt không tự chủ vi vi co quắp. Thủy gia lão tổ Thủy Vinh Sinh hai con ngươi đều phải từ trong hốc mắt trợn lồi ra, tất cả những thứ này đều vượt ra khỏi hắn nguyên bản dự liệu, không phải nói Diệp Thần Phong chỉ là một cái tạo hóa cảnh nhất trọng thiên tiểu tử sao. Lần này Diệp Thần Phong lần nữa đi tới Thiên Vân Thành, theo Thủy Vinh Sinh tuy rằng Diệp Thần Phong tăng lên tới tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, nhưng hắn vẫn không có thanh Diệp Thần Phong quá coi là chuyện to tát. Nhưng Diệp Thần Phong thực lực chân chính thậm chí có luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Thủy Vinh Sinh chỉ cảm thấy ngực khó chịu lợi hại, thử nghĩ một hồi một tên hơn 20 tuổi luân hồi cảnh tứ trọng thiên cường giả, tương lai tuyệt đối là có thể trèo lên đỉnh địa huyền giới. Thế nhưng bây giờ Thủy Vinh Sinh cùng Diệp Thần Phong quan hệ trong đó là hoàn toàn làm căng rồi, trong con ngươi của hắn bắn ra hai xóa bỏ ý, hắn tuyệt đối không cho phép Diệp Thần Phong như vậy tiếp tục trưởng thành. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đám người, bọn hắn dồn dập quên mất hô hấp, Diệp Thần Phong cho bọn họ mang tới lực trùng kích quá cường đại, bao quát Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển hai người cũng không cách nào bình tĩnh, dù sao bọn hắn cũng biết lần trước tại Âm Minh Tông thượng thời điểm, Diệp Thần Phong thực lực mới tạo hóa cảnh nhất trọng thiên, bây giờ lại tiêu thăng đến luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, bọn hắn thật sự không biết nên như thế nào hình dung Diệp Thần Phong tăng cao thực lực tốc độ. Mà nằm trên mặt đất bắt đầu chân hoàn toàn không có mây cao, hắn tại cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực chân chính sau, hắn muốn khóc, hắn thật sự muốn khóc. Nếu như sớm biết Diệp Thần Phong có luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực, như vậy cho dù là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đối Diệp Thần Phong động thủ, hắn này không phải là mình đi tìm hành hạ sao. Mây cao cảm thấy Diệp Thần Phong quá khi dễ người rồi, nguyên lai từ đầu tới cuối đều là Diệp Thần Phong đang đùa bỡn hắn. Trên thân thể cực hạn đau đớn, để mây cao là nhe răng trợn mắt. Về phần Cửu Huyền Kiếm Tông tông chủ Cao Hướng Về Nghĩa, hắn chỉ là sửng sốt 2 giây đồng hồ, hắn liền lập tức phục hồi tinh thần lại rồi, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại có luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực, như vậy hắn thì càng thêm không lưu lại được Diệp Thần Phong rồi. Cao Hướng Về Nghĩa trong tay đột nhiên xuất hiện một cái trường kiếm màu xanh lục. Cả người hắn trên người kiếm khí tràn ngập. Trên mặt bò đầy hóa không ra vẻ giận dữ, trong tay hắn trường kiếm màu xanh lục nhanh chóng rung động chuyển động, cả người giống như một thanh vừa vặn bảo kiếm ra khỏi vỏ bình thường. Từ trường kiếm màu xanh lục bên trong không ngừng tùy ý xuất từng đạo kiếm khí, những này kiếm khí hướng về chu vi khoách tán. Âm. Cao Hướng Về Nghĩa chung quanh mặt đất không ngừng nổ tung. Chu vi tất cả đại tông môn tông chủ lại lui ra một ít. Dù sao bọn hắn chỉ là tứ phẩm cùng ngũ phẩm tông môn tông chủ, thực lực của bọn họ đều tại luân hồi cảnh nhất trọng thiên đến tứ trọng thiên trong lúc đó. Cao Hướng Về Nghĩa trong tay trường kiếm màu xanh lục trên thân kiếm, kiếm khí tạo thành nhất cổ không ngừng xoay tròn cơn lốc, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt tàn nhẫn, trong miệng lớn tiếng quát lên, tiểu tử, ta lúc này nhìn ngươi làm sao đỡ lấy ta đây chiêu. Luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực,
dù sao chỉ là luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực. Ngươi ở trước mặt ta còn chưa đáng kể. Trường kiếm màu xanh lục vung ra, tật phong chảm. Này tật phong chảm chính là công kích lực cực lớn một chiêu. Chỉ thấy tại trường kiếm màu xanh lục vung ra trong nháy mắt, bao vây tại trên thân kiếm cơn lốc kiếm khí, hướng về Diệp Thần Phong tịch quyển nhi đi. Phàm là cơn lốc kiếm khí xẹt qua địa phương, trên mặt đất trầm trọng gạch đá là dồn dập hóa thành bột phấn. Diệp Thần Phong đứng tại chỗ không trốn không né, bên trong thân thể của hắn bất khuất kiếm ý đã từ lâu vận chuyển, thanh vân kiếm rút kiếm ý nhanh chóng phát sinh, thập giai bất khuất kiếm ý. Tại Diệp Thần Phong trong tay thanh vân kiếm vung ra trong nháy mắt, cực hạn kiếm ý trong nháy mắt toàn bộ bạo phát ra, một đạo cự đại màu nâu kiếm khí hướng về cơn lốc kiếm khí đánh tới. Hai người đối với đụng vào nhau. Bạch! Một tiếng! Cơn lốc kiếm khí trực tiếp được màu nâu kiếm khí phá hủy rồi, mà to lớn màu nâu kiếm khí vẫn không có tiêu tan. Tiếp tục hướng cao hướng về nghĩa lao đi, mà cao hướng về nghĩa hoàn toàn không nghĩ tới một cái suất. Hắn cảm thụ nồng nặc kiếm ý cùng kiếm khí, môi hắn khẽ run, 10, thập giai kiếm ý. To lớn màu nâu kiếm khí nhanh đến mức cực hạn, này làm cho cao hướng về nghĩa căn bản vô pháp tránh né, hắn cũng căn bản không kịp thi triển còn lại chiêu thức, nếu như hắn có thể đủ tại cẩn thận một ít, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy chết. Hắn nguyên bản cho là mình đã đánh giá cao Diệp Thần Phong rồi, nhưng quay đầu lại hắn hiểu được chính mình vẫn là quá nhỏ xem Diệp Thần Phong rồi. To lớn màu nâu kiếm khí lướt qua cao hướng về nghĩa thân thể, chi. Một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp được màu nâu kiếm khí chia thành hai nửa rồi, đường đường nhị phẩm tông môn tông chủ cứ thế mà chết đi. Tại cao hướng về nghĩa sau khi chết, Diệp Thần Phong thân ảnh hướng mây cao tránh đi rồi, ở đây tất cả mọi người lâm vào trong khiếp sợ, Diệp Thần Phong có thể giết chết cao hướng về nghĩa, này há không phải nói rõ Diệp Thần Phong thực lực so với nhị phẩm tông môn tông chủ đều cường hãn. Thậm chí có thể cùng nhất phẩm tông môn tông chủ đánh đồng với nhau, nhưng Diệp Thần Phong mới hơn 20 tuổi a hát. Thủy Vinh Sinh là cái thứ nhất từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong phải đem mây cao cũng giải quyết triệt để, hắn tức giận quát tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta. Thủy Vinh Sinh đã tới không kịp ngăn trở. Diệp Thần Phong trực tiếp thanh Thủy Vinh Sinh lời nói cho rằng là đánh rắm rồi, tại thân ảnh của hắn xuất hiện tại mây cao trước mặt thời điểm. Trong tay thanh vân kiếm hướng về mây cao cổ vạch tới rồi, nói ra ta đã cho ngươi sống sót cơ hội, đáng tiếc ngươi cũng không hề quý trọng. Mây cao trên mặt không cam lòng, hối hận cùng phẫn nộ các loại tâm tình không ngừng chuyển đổi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh vân kiếm cách cổ của hắn càng ngày càng gần. Hắn mồm miệng không rõ quát ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết, ta. Âm thanh im bặt đi. Thanh vân kiếm xẹt qua mây cao cổ. Đầu của hắn trong nháy mắt cùng thân thể chia lìa. Thủy Vinh Sinh đang nhìn đến mây cao cũng chết tại Diệp Thần Phong trong tay sau đó hắn là nộ khí công tâm rồi, hắn nhất định phải đem Diệp Thần Phong phế bỏ, bằng không Cửu Huyền Kiếm Tông nhất định sẽ giận lây sang hắn. Thủy Vinh Sinh trên người niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thật khí thế tăng vọt, thân ảnh của hắn nhanh chóng áp sát Diệp Thần Phong, bàn tay phải tấn mãnh đánh ra, dường như muốn đem không gian đều đập nát bình thường, băng sơn trưởng. Thủy Vinh Sinh một trưởng này nhìn như bình thường, nhưng hắn một trưởng này bên trong lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, thật giống có thể đem núi đồi đều vỡ vụn. Đối mặt sức mạnh kinh khủng kéo tới, Diệp Thần Phong biết mình vẫn là quá nhỏ xem niết bàn cảnh cường giả, luân hồi cảnh cùng niết bàn cảnh ở giữa đạo này khe rãnh, nhưng không phải người bình thường có thể vượt qua. E sợ thần thú phá thiên các loại chiêu thức đều không chống đỡ được Thủy Vinh Sinh một trưởng này rồi, dù sao thực lực chênh lệch đặt tại đó. Diệp Thần Phong chỉ có thể thi triển lôi đình giết. Trước đó Diệp Thần Phong tại tạo hóa cảnh thời điểm, cực hạn của hắn là liên tục lấy ra 8 lần cửu thiên huyền lôi, bây giờ thực lực tăng lên, bàn tay hắn có thể thừa nhận được cửu thiên huyền lôi khẳng định cũng càng thêm hơn nhiều. Diệp Thần Phong nhanh chóng một lần lại một lần lấy ra cửu thiên huyền lôi, bàn tay phải của hắn thượng màu đỏ ánh chớp mãnh liệt. Tại lấy ra đến 16 lần thời điểm, hắn cảm giác bàn tay của chính mình mơ hồ làm đau rồi. Nhưng vẫn không có đến cực hạn đây. Thế nhưng, Thủy Vinh Sinh thủ trưởng đã vô hạn áp sát rồi, Diệp Thần Phong nếu không chống đối không còn kịp rồi. Diệp Thần Phong cũng không lo được nhiều như vậy, hắn cái kia được màu đỏ lôi điện bao vây lấy bàn tay phải, trực tiếp đón nhận Thủy Vinh Sinh thủ trưởng. Thủy Vinh Sinh từ Diệp Thần Phong ánh chớp mãnh liệt trong bàn tay,
cảm thấy một tia nguy hiểm, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Oanh! Một tiếng, hai bàn tay lẫn nhau đụng vào. Diệp Thần Phong lui về phía sau 5 bước, Thủy Vinh Sinh lui về phía sau 2 bước, Diệp Thần Phong trên bàn tay máu me đầm đìa, Thủy Vinh Sinh trên bàn tay đồng dạng là máu me đầm đìa. Chu vi tất cả đại tông môn tông chủ thấy cảnh này, bọn họ là hoàn toàn trợn tròn mắt, Diệp Thần Phong có thể giết chết Cao Hướng Về Nghĩa, đây đã là chuyện khó mà tin nổi rồi, nhưng hôm nay Diệp Thần Phong đối đầu niết bàn cảnh nhị trọng thiên Thủy Vinh Sinh, kết quả Thủy Vinh Sinh cũng không có tại Diệp Thần Phong trong tay lấy được tiện nghi, Diệp Thần Phong đến cùng là quái vật nào. Diệp Thần Phong bên trong thân thể một trận huyết khí dâng lên, hắn cố nén không cho máu tươi từ trong miệng phun đi ra. Niết bàn cảnh cường giả quả nhiên không thể khinh thường, lấy thực lực bây giờ của hắn, hắn muốn chiến thắng Thủy Vinh Sinh, trừ phi là trận chiến sống còn, bất quá, cho dù là trận chiến sống còn, hắn cũng không có tự tin 100%. Diệp Thần Phong đem trong cổ họng tiên huyết nuốt xuống bụng bên trong, hắn giả vờ nhẹ nhõm nói ra, để cho ta mang theo Thủy Tử Yên bọn hắn rời đi. Thủy Vinh Sinh sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn nhìn xem Thủy Hồng Phúc cùng Thủy Tử Yên đám người. Nói ra các ngươi muốn đi theo tiểu tử này rời đi sao? Thủy Hồng Phúc cùng Thủy Tử Yên đám người, bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng bọn họ là triệt để đối với mình vị lão tổ này thất vọng rồi, bọn hắn ở lại Thủy gia chả có ý tứ gì. Chỉ là trần chờ chốc lát, Thủy Hồng Phúc liền mở miệng, từ đây, ta Thủy Hồng Phúc, còn có ta nhi tử nước dễ dàng phàm, tôn nữ của ta Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm, cùng ngươi Thủy Vinh Sinh ân đoạn nghĩa tuyệt. Trong khi nói chuyện, Thủy Hồng Phúc đám người đã đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Thủy Vinh Sinh điên cuồng bắt đầu cười lớn, ha ha ha, các người nghĩ đến đám các người có thể đi được rồi chứ. Vừa vặn ta còn thật không tiện đối với các người hạ sát thủ, nhưng các người dĩ nhiên đã không phải Thủy gia người rồi, như vậy ta có thể tiễn các người đi gặp Diêm Vương gia rồi. Chương 1734, hai vị Thái Thượng Trưởng Lão lửa giận. Thủy Vinh Sinh lời này vừa nói ra. Thủy Hồng Phúc các loại người biết mình lựa chọn không có sai rồi, Thủy Vinh Sinh quả thực chính là điên rồi, căn bản sẽ không nhớ tới thân tình rồi. Thủy Vinh Sinh bàn tay phải thượng chả đang không ngừng nhỏ xuống tiên huyết, ánh mắt của hắn hung tàn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể chiến thắng ta sao? Ta thừa nhận, ta quả thật có chút hối hận rồi, nếu như sớm biết thực lực của ngươi. Như vậy ta tuyệt đối sẽ không đi tìm Cửu Huyền Kiếm Tông tòa này chỗ dựa. Bất quá, nếu sự tình đã phát triển đến trình độ này, như vậy ngươi liền tất cần phải chết rồi, thực sự là đáng tiếc, hơn 20 tuổi luân hồi cảnh tứ trọng thiên cường giả, sẽ chết tại tay của lão phu bên trong, ngẫm lại lão phu ta đều cảm giác cả người sảng khoái. Có Thủy Hồng Phúc cùng Chu Vô Danh bọn người ở tại bên cạnh, Diệp Thần Phong cũng không muốn tử chiến rồi, nếu như chỉ có hắn một người. Như vậy hắn nhất định sẽ liều đánh một trận tử chiến, hắn cực kỳ tỉnh táo quét mắt chu vi những tông môn khác tông chủ, nói ra, ngươi xác định thật sự yếu đối với chúng ta động thủ. Nếu như ngươi đối với chúng ta động thủ, như vậy ta liền đem chu vi những này tất cả đại tông môn tông chủ đều giết sạch đi. Ngươi hẳn phải biết ta có thực lực này, hơn nữa ngươi trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không giết chết được ta, có nhiều người như vậy đến cho ta làm chịu tội thay, ta lại cũng rất thỏa mãn. Chu vi tất cả đại tông môn tông chủ, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, bọn hắn từng cái cả người tóc gáy dựng lên, trước đó bọn hắn căn bản không có coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình, bây giờ bọn hắn mới biết là Diệp Thần Phong không có coi bọn họ là chuyện quan trọng tình, tại Diệp Thần Phong trong mắt bọn hắn chính là tiện tay có thể làm thịt mặt hàng. Chu vi tất cả đại tông môn tông chủ, bọn hắn không hoài nghi chút nào Diệp Thần Phong lời nói. Dù sao Diệp Thần Phong nhưng là liền Cửu Huyền Kiếm Tông tông chủ cũng dám giết nhân vật, tuy rằng bọn hắn được Diệp Thần Phong lấy ra làm con tin, trong lòng bọn họ hận không thể đem Diệp Thần Phong cho chém thành muôn mảnh, nhưng bọn họ càng muốn sống, càng muốn hảo hảo sống tiếp. Diệp Thần Phong lại thêm một cây đuốc, nhìn xem chu vi tất cả đại tông môn tông chủ, nói ra, nếu như các ngươi chết ở trên tay ta, như vậy các ngươi cũng chớ có trách ta, muốn trách thì trách Thủy Vinh Sinh lão già này đi. Là bọn hắn hại chết các ngươi, chính là oan có đầu nợ có chủ ma. Thủy Vinh Sinh trên mặt điên cuồng nụ cười biến mất rồi. Trong lòng của hắn càng phát kiêng kỵ Diệp Thần Phong rồi. Này Diệp Thần Phong là cái vừa có thực lực, lại có đầu não người như vậy là đáng sợ nhất, hắn biết nếu như Diệp Thần Phong bất tử.
Như vậy tương lai nói không chắc Diệp Thần Phong thật sự có thể đem toàn bộ địa huyền giới nắm trong lòng bàn tay. Chu vi tất cả đại tông môn tông chủ, bọn hắn tuy nói chỉ là tứ phẩm cùng ngũ phẩm tông môn. Nhưng là bọn hắn khẳng định cũng có một chút bằng hữu, những người bạn này có chính là tam phẩm tông môn tông chủ, có chính là nhị phẩm tông môn trưởng lão. Nếu như bọn hắn đã bị chết ở tại nơi này, như vậy tuyệt đối sẽ có người vì bọn họ ra mặt. Nước tiền bối, để cho bọn họ rời đi đi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi làm chứng, chuyện ngày hôm nay cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Đúng, nước tiền bối, chẳng qua chúng ta cùng đi với ngươi một chuyến Cửu Huyền Kiếm Tông, ta nghĩ Cửu Huyền Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, lẽ nào ngươi thật sự muốn để cho chúng ta cho tiểu tử kia làm chịu tội thay đấy sao? Chu vi tất cả đại tông môn tông chủ dồn dập ngươi một lời ta một lời. Thủy Vinh Sinh tức đến muốn phun máu ra rồi, hắn biết một khi hắn động thủ, Diệp Thần Phong khẳng định cũng sẽ đối những tông chủ này động thủ, hắn không cách nào bảo đảm có thể chặn lại dưới Diệp Thần Phong tất cả công kích, đến lúc đó chuyện nơi đây truyền ra ngoài, hắn Thủy Vinh Sinh e sợ hội chịu không nổi, tuy rằng hắn muốn đem Diệp Thần Phong mệnh lưu lại, thế nhưng hắn cũng không thể không cân nhắc làm như thế hậu quả. Diệp Thần Phong nhìn xem trầm mặc không nói Thủy Vinh Sinh, lạnh nói, làm sao? Nghĩ rõ chưa, ngươi lại yếu đánh nhau chết sống đâu này, vẫn để cho chúng ta toàn bộ rời đi. Thủy Vinh Sinh trên mặt nhăn nheo ra thịt nhăn thành một đoàn, hắn trong con ngươi vẻ mặt âm tình bất định, một hồi lâu thời gian sau đó hắn rốt cục buông tha cho động thủ, nói ra tiểu tử, ngươi chờ được rồi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, hơn nữa sẽ chết phi thường thê thảm. Tiếp lấy. Thủy Vinh Sinh vừa nhìn về phía Thủy Hồng Phúc đám người, nói ra các ngươi đều sẽ cho tiểu tử này chôn cùng, các ngươi đã chọc thủng trời rồi, địa huyền giới không cho phép sự hiện hữu của các ngươi rồi. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, thiên chọc thủng rồi, có ta Diệp Thần Phong đẩy, ta ngược lại muốn xem trên đất huyền giới ai có thể giết chết ta. Ai có thể giết chết người bên cạnh ta, ngươi đã không động thủ rồi, như vậy chúng ta rời khỏi. Nói xong. Diệp Thần Phong mang theo Thủy Tử Yên đám người đi ra Thủy Gia, đang đi ra Thủy Gia sau, Diệp Thần Phong lập tức để Thủy Tử Yên đám người càng nhanh chóng nhanh, bọn hắn nhất định muốn tại trong thời gian nhanh nhất rời đi Thiên Vân Thành, để tránh khỏi Thủy Vinh Sinh này lão tạp mau hối hận rồi. Mà ở Diệp Thần Phong đám người rời đi Thủy Gia thời điểm. Địa huyền giới. Cửu Huyền Kiếm Tông bên trong đại điện. Hai tên lão giả ngồi ở đại điện vị trí đầu não trên mặt ghế. Cái này hai tên lão giả chuyện trò vui vẻ, tâm tình hẳn là vô cùng tốt. Một tên trong đó so sánh mập lão giả tên là Cao An Phúc, thực lực tại Niết Bàn Cảnh Tứ Trọng Thiên Trung Kỳ, một người khác so sánh gầy lão giả tên là Cao Thành Trung, thực lực tại Niết Bàn Cảnh Tam Trọng Thiên Hậu Kỳ, hai người bọn họ đều là Cửu Huyền Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, đồng dạng cũng là Cao Hướng về nghĩa cùng Mây Cao Trưởng Bối. Hôm nay là Mây Cao cưới vợ Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm tháng ngày. Hai người bọn họ tự nhiên là tâm tình không tệ, bọn hắn đang đợi Mây Cao cùng Cao Hướng về nghĩa trở về. Thủy Vinh Sinh cùng Cao An Phúc có mấy phần giao tình, lần này thông gia chính là Cao An Phúc cùng Thủy Vinh Sinh một tay thúc đẩy. Cao An Phúc nói ra, chỉ cần chờ Mây Cao lấy Thủy ra cái kia hai cái nhà đầu, về sau chúng ta Cửu Huyền Kiếm Tông liền có lý do nhúng tay nước ra sự tình rồi, chúng ta Cửu Huyền Kiếm Tông rất nhanh có thể đủ để Thủy ra thành vì chúng ta chân chính lệ thuộc rồi. Cao Thành Trung cũng gật đầu nói, đúng vậy, Thủy Gia ông lão kia cũng có Niết Bàn Cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực, một khi Thủy Gia thành vì chúng ta Cửu Huyền Kiếm Tông lệ thuộc, như vậy chúng ta Cửu Huyền Kiếm Tông thế lực cũng sẽ tăng lên không ít, như vậy chúng ta chen vào nhất phẩm tông môn hàng ngũ thì có hy vọng rồi. Nhưng chính lúc Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung tâm tình không tệ bàn luận chiếm đoạt nước ra sự tình lúc. Cửu Huyền Kiếm Tông một tên trưởng lão vội vã tiến vào bên trong đại điện. Hắn lập tức cho hai vị thái thượng trưởng lão cung kính khom người chào, trên trán của hắn là toát ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung thấy người trưởng lão này không mở miệng, hai người bọn họ ánh mắt trở nên không tán lên, Cao An Phúc quát lên, có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện, như vậy cho ta lập tức cút ra ngoài. Người trưởng lão này cả người một cái run rẩy. Hắn chính là trông coi Cửu Huyền Kiếm Tông lưu trữ bản mệnh ngọc bài lầu các trưởng lão, vừa vặn Cao Hướng về nghĩa cùng Mây Cao bản mệnh ngọc bài toàn bộ nổ tung rồi, cái này hắn là sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán, thế là, hắn lập tức vội vã đi tới đại điện,
nhưng hắn trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào. Người trưởng lão này trong cổ họng điên cuồng nuốt nước miếng, hắn ấp a ấp úng nói ra, hai vị lão tổ, vừa vặn tông chủ và thiếu tông chủ bản mệnh ngọc bài toàn bộ nổ tung rồi. Nghe vậy, Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung hơi sững sờ, tiếp lấy, bọn hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, Cao Thành Trung trợn mắt trừng trừng chất vấn, người nói cái gì? Người trưởng lão này chỉ có thể lần nữa trả lời một lần, vừa vặn tông chủ và thiếu tông chủ bản mệnh ngọc bài toàn bộ nổ tung rồi. Lại một lần xác định chính mình nghe được sau, Cao Thành Trung trong nháy mắt lên cơn giận dữ, vừa vặn hắn và Cao An Phúc trả tại chuyện trò vui vẻ, nhưng trong nháy mắt liền đã được biết đến tin dữ này, này làm cho hắn căn bản vô pháp tiếp thu, bản mệnh ngọc bài nổ tung, điều này đại biểu Cao Hướng về nghĩa cùng Mây Cao đã bị chết. Cao Thành Trung lửa giận không chỗ phát tiết, hắn hư không hướng về người trưởng lão kia vỗ ra một trường. Một tiếng. Người trưởng lão kia trong miệng tiên huyết trực phún, thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra đại điện. Cao Thành Trung không có hạ sát thủ, hắn chỉ là để người trưởng lão kia bị trọng thương, hắn rồi hướng bay ra đại điện người trưởng lão kia, quát lên, lập tức cho ta đi thăm dò, tại trong vòng một ngày ta nhất định phải đạt được đáp án chuẩn xác. Tại sau khi phân phó xong, Cao Thành Trung nhìn xem Cao An Phúc, hai người bọn họ trong lòng lửa giận đều thiêu đốt cực kỳ dồi dào. Bọn hắn không biết vì sao lại như vậy. Bọn hắn biết Thủy gia tuyệt đối không dám đối với bọn họ Cửu Huyền Kiếm Tông động thủ, huống hồ vụ hôn nhân này chính là Thủy gia lão tổ cùng bọn họ tự mình quyết định xuống. Cao Thành Trung trong thanh âm ẩn chứa cuồn cuộn tức giận, bất kể là ai, nếu dám đối với chúng ta Cửu Huyền Kiếm Tông tông chủ và thiếu tông chủ hạ sát thủ, như vậy bọn hắn sẽ không có còn sống cần thiết. Cao An Phúc gật gật đầu, hắn bàn tay gầy guộc nắm thành quyền đầu. Từng chữ nói, không chỉ có là giết chết Cao Hướng về nghĩa cùng Mây Cao người muốn chết, bên cạnh hắn tất cả mọi người muốn chết, ta đã rất lâu không có tức giận như vậy quá rồi. Chương 1735, nguy cơ cùng cơ hội là cùng tồn tại. Khoảng cách Thiên Vân Thành khá xa một dãy núi bên trong. Diệp Thần Phong cùng Thủy Tử Yên đám người một đường rời đi Thiên Vân Thành sau, bọn hắn cũng không hề lập tức dừng lại, mà là tiến vào tòa sơn mạch này sau. Bọn hắn này mới tìm một cái so sánh địa phương bí ẩn làm sơ nghỉ ngơi. Đang xác định tạm thời an toàn sau đó Diệp Thần Phong không mạnh mẽ đến đâu áp chế trong cơ thể huyết khí dâng trào, phốc. Một tiếng, trong miệng trực tiếp phun xuất một ngụm máu tươi. Tại Thủy gia tiền viện bên trong thời điểm, Diệp Thần Phong lấy lôi đình giết đối đầu Thủy Vinh Sinh băng sơn trưởng, trong cơ thể hắn chả là bị một ít nội thương, Thủy Vinh Sinh dù sao có niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực. Tuy rằng Thủy Vinh Sinh cũng bị thiệt thòi, đó là bởi vì lôi đình giết chính là cửu thiên huyền lôi sức mạnh ngưng tụ mà thành, thiên lôi lực phá hoại ở mọi phương diện đều chiếm cứ lớn vô cùng. Ưu thế. Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Thủy Mộng Hàm vội vàng đỡ Diệp Thần Phong, người cực kỳ lo lắng nhìn xem Diệp Thần Phong. Ở đây Thủy Tử Yên đám người ánh mắt cũng tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong trên tay phải thương thế đã đơn giản xử lý qua rồi. Hắn dùng tay lưng lau lau khóe miệng vết máu, nói ra ta không sao, ta chỉ là bị một chút thương nhẹ mà thôi. Nghe được Diệp Thần Phong nói như vậy, người ở chỗ này mới chậm rãi yên tâm xuống, trời xanh tông tông chủ Chu Vô Danh, hắn đối với Diệp Thần Phong nói ra tiền bối, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Diệp Thần Phong hồi đáp, gia nhập Thiên Âm Môn trong liên minh, các ngươi hiện tại lập tức chạy đi Thiên Âm Môn. Chu Vô Danh cười khổ nói, tiền bối. Thiên Âm Môn ở Lion cực kỳ nghiêm khắc, không phải bất luận tông môn gì muốn gia nhập là có thể gia nhập, mà ba đại tông môn ở Lion thì không có nhiều như vậy yêu cầu. Ba đại tông môn không có thiết lập ngưỡng cửa, bọn họ là muốn để gia nhập môn phái nhỏ đi xông pha chiến đấu. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, nói ra, Thiên Âm Môn ở Lion sẽ đồng ý các ngươi gia nhập, các ngươi đến nơi đó sau đó chỉ muốn nói cho bọn hắn biết chỉ ta để cho các ngươi đi là được rồi. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý, các ngươi hiện tại chạy đi Thiên Âm Môn ở Lion, chỉ phải cẩn thận một chút, các ngươi không hội ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Nhai Hải các tông chủ Vương Diệu Biển, hắn nói ra tiền bối. Ta cùng Chu Vô Danh đều phải về một chuyến từng người tông môn. Tuy nhiên tại trong tông môn có phần đệ tử cùng trưởng lão chưa hề đem tông môn cho rằng nhà của chính mình, thế nhưng có một phần trưởng lão cùng đệ tử. Bọn hắn vẫn là thật lòng thanh tông môn cho rằng nhà của chính mình, chúng ta không thể bỏ xuống bọn hắn.
Chu Vô Danh cũng gật đầu nói, không sai. Tiền bối, chúng ta dự định để một nhóm người lui ra tông môn. Chỉ mang theo những kia chân tâm vì tông môn suy tính trưởng lão cùng đệ tử đi ra nhập thiên âm môn ở Lion. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nói ra, vậy ta bồi các ngươi trở về một chuyến đi. Chu Vô Danh vội vàng lắc đầu nói, tiền bối, ngươi không cần theo chúng ta đi trở về. Chúng ta trời xanh tông cùng Nhai Hải các khoảng cách gần vô cùng, tại lúc trước Âm Minh Tông thượng sự tình sau khi phát sinh, chúng ta liền chuẩn bị tốt một con đường lùi, chúng ta chắc chắn an toàn rời đi. Vương Diệu Biển cũng lập tức nói ra, đúng, tiền bối, ngươi không cần vì chúng ta lo lắng, chúng ta chắc chắn sẽ không nắm tính mạng của mình đùa giỡn, chúng ta biết tiền bối ngươi có sự tình muốn đi làm, không bằng chúng ta liền tại Thiên Âm Thành hội hợp đi. Thiên Âm Thành chính là khoảng cách Thiên Âm Môn gần nhất một tòa thành, cả tòa Thiên Âm Thành đều là khống chế tại Thiên Âm Môn trong tay. Diệp Thần Phong nhìn ra được Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển cũng không phải tại khách khí với hắn. Nếu bọn hắn chắc chắn bảo toàn chính mình, như vậy Diệp Thần Phong cũng không kiểu cách nữa rồi. Hắn vừa nhìn về phía Thủy Hồng Phúc cùng Thủy Tử Yên đám người, nói ra, vậy các ngươi đi theo ta cùng đi đi. Ai biết Thủy Mộng Hàm lập tức một tiếng cự tuyệt, Diệp Đại Ca, chúng ta đi theo Chu Tông Chủ cùng Vương Tông Chủ đi. Chúng ta không muốn một mực làm ngươi trói buộc, thực lực của ngươi đã đem chúng ta bỏ qua nhiều như vậy, yếu là chúng ta chả một mực yêu cầu ngươi chiếu cố. Ta sợ về sau coi như là liều mạng cũng không cách nào đuổi tới bước tiến của ngươi rồi. Thủy Tử Yên cũng đồng ý Thủy Mộng Hàm lời nói, nàng nói, Thần Phong, chúng ta liền tại Thiên Âm Thành hội hợp đi. Nếu Chu Tông Chủ cùng Vương Tông Chủ chắc chắn bảo vệ mình Chu Toàn, như vậy chúng ta đi theo bọn hắn cũng sẽ không có nguy hiểm. Thủy Hồng Phúc cùng nước dễ dàng phàm lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Bọn họ cũng đều biết Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm tâm tư. Thủy Hồng Phúc nói ra, Thần Phong, nghe bọn họ a. Chúng ta tại Thiên Âm Thành hội hợp, chính ngươi cũng phải cẩn thận, bây giờ ma đạo tùy ý làm bậy, chính đạo lại năm bè bảy mảng. Diệp Thần Phong nhìn ra được Thủy Hồng Phúc cùng Thủy Tử Yên đám người là tâm ý đã quyết rồi, hắn chưa hề nghĩ tới muốn cho Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm làm nữ nhân của mình, hắn biết hẳn là phải cho hai nữ nhân này trưởng thành không gian. Hắn nói ra, Thủy lão gia tử, nguy cơ cùng cơ hội là cùng tồn tại, ma đạo cùng chính đạo đối lập, này đối với ta mà nói đồng dạng cũng là một cơ hội, một cái chân chính cơ hội vùng lên, ta nghĩ toàn bộ huyền giới sớm muộn cũng sẽ tại trong lòng bàn tay của ta. Thủy Hồng Phúc đám người tuy rằng cũng đoán được Diệp Thần Phong dã tâm, thế nhưng tại chính thức nghe được Diệp Thần Phong nói sau khi đi ra, bọn hắn vẫn là một trận thay đổi sắc mặt, bất quá. Bọn hắn đều không tự chủ tin tưởng Diệp Thần Phong có thể làm được, dù sao Diệp Thần Phong tăng cao thực lực tốc độ quá nhanh rồi. Nếu quyết định tại Thiên Âm Thành hội hợp, như vậy Diệp Thần Phong cùng Thủy Tử Yên đám người tạm thời phân biệt. Trời xanh tông cùng Nhai Hải các khoảng cách Thiên Vân Thành cũng không tính quá xa, Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển chắc chắn tại Cửu Huyền Kiếm Tông đối trước khi bọn họ động thủ, bọn hắn liền sớm an toàn lui ra. Thiên Vân Thành, Thủy gia tiền viện bên trong. Thủy Vinh Sinh chỉ là bàn tay phải máu me đầm đìa một chút, hắn cũng không hề được cái gì nội thương, vừa vặn hắn một mực đoán không được Diệp Thần Phong thực lực, lại tăng thêm Diệp Thần Phong nắm tất cả đại tông môn tông chủ uy hiếp, hắn cuối cùng mới không hề động thủ. Thủy Vinh Sinh không nghĩ tới Thủy Hồng Phúc đám người sẽ cùng theo Diệp Thần Phong rời đi, này đối với hắn mà nói là tức giận nhất sự tình, Cửu Huyền Kiếm Tông lửa giận hắn nhưng không chịu đựng nổi, hơn nữa Diệp Thần Phong cái này uy hiếp nhất định phải trừ đi. Bằng không bỏ mặc Diệp Thần Phong như vậy tiếp tục trưởng thành, một ngày nào đó hắn sẽ chết ở Diệp Thần Phong trên tay, hắn cũng không nhận ra Diệp Thần Phong là cái gì thiện nam tín nữ. Thủy Vinh Sinh nhìn xem chu vi tất cả đại tông môn tông chủ, nói ra, tiểu tử kia ta thả hắn rời khỏi, như vậy các ngươi hiện tại có phải không phải bồi ta thượng một chuyến Cửu Huyền Kiếm Tông? Chu vi tất cả đại tông môn tông chủ, bọn hắn tự nhiên là không cách nào đổi ý được rồi, chỉ có thể cùng Thủy Vinh Sinh đi một chuyến rồi. Sau một ngày, Thủy Vinh Sinh cùng tất cả đại tông môn tông chủ, bọn họ là thuận lợi đã tới Cửu Huyền Kiếm Tông ngoài Sơn Môn, có một tên Cửu Huyền Kiếm Tông trưởng lão dẫn bọn hắn hướng về Cửu Huyền Kiếm Tông đại điện đi đến. Làm Thủy Vinh Sinh bọn hắn đi vào trong đại điện thời điểm, Cửu Huyền Kiếm Tông hai vị thái thượng trưởng lão Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung, bọn họ là sắc mặt âm trầm ngồi ở vị trí đầu não bên trên. Cao An Phúc lạnh giọng quát lên, Thủy Vinh Sinh. Ngươi nếu như không thể cho ta một cái giải thích hợp lý, như vậy hôm nay ngươi liền không nên rời đi nơi này.
Được uy hiếp như vậy, Thủy Vinh Sinh trong lòng tuy có lửa giận, nhưng hắn vẫn là đem chỉnh kiện đầu đuôi sự tình nói một lần, hắn đem tất cả trách nhiệm đều trốn tránh đã đến Diệp Thần Phong trên người. Ở đây tất cả đại tông môn tông chủ, bọn hắn cũng dồn dập nghênh hợp, dù sao bọn hắn cũng không muốn chịu đựng Cửu Huyền Kiếm Tông lửa giận. Đang nghe xong giải thích sau đó, Cao An Phúc cùng Cao Thành Trung sắc mặt biến hóa liên tục, bọn hắn hiện tại liền muốn đại khai sát giới, nhưng bọn họ biết người sống chả có thể lợi dụng, chết rồi người liền không giá trị chút nào, đặc biệt là tại loại này dung chuyển tình thế bên trong, bọn hắn còn cần Thủy Vinh Sinh cùng Thủy Gia sức mạnh, còn nữa Cao Hướng Về Nghĩa cùng Mây Cao cũng xác thực không phải Thủy Vinh Sinh giết chết. Cao Thành Trung nói ra, Thủy Vinh Sinh, về sau các ngươi Thủy Gia chính là chúng ta Cửu Huyền Kiếm Tông phụ thuộc tông môn, ngươi có ý kiến gì không? Thủy Vinh Sinh là giận mà không dám nói gì, hắn biết mình chỉ có thể đáp ứng, hắn gật đầu nói, ta không có bất kỳ ý kiến. Cao An Phúc nộ khí trùng thiên tự nói, Diệp Thần Phong. Một cái hơn 20 tuổi luân hồi cảnh tứ trọng thiên cường giả. Có ý tứ, phi thường có ý tứ a hát, ta thích nhất giết chết loại này 10.000 năm cũng khó gặp thiên tài. Ngược lại, Cao An Phúc lại nói, chúng ta ngày mai sẽ đi trước gia nhập ba đại tông môn Alliance, các loại chân chính gia nhập Alliance sau đó chúng ta liền trước nắm trời xanh tông cùng nhai hải các khai đao đi. Cao An Phúc trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn, Diệp Thần Phong bằng chừng ấy tuổi thì có bậc này thực lực, hắn lo lắng Diệp Thần Phong sau lưng có thần bí gì chỗ dựa, nếu như gia nhập ba đại tông môn Alliance, như vậy hắn không cần có bất kỳ lo lắng. Cao An Phúc loại chuyện lặt vặt này lâu như vậy cáo giả, hắn như thế nào lại không cẩn thận nghĩ rõ ràng cả sự tình lợi và hại đây? Chương 1736, ma khí ngập trời, triệt để thức tỉnh. Sau 7 ngày, một bóng người ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành. Diệp Thần Phong muốn phải mau sớm đến Diệp Môn, tại liên tục đuổi 7 ngày đường sau, hắn đã tiếp cận Diệp Môn chỗ ở phạm vi. Trong chớp mắt, Diệp Thần Phong bên trong thân thể Ma Thiên Quyết trở nên xuẩn xuẩn dục động, thân ảnh của hắn ngừng ở giữa không trung bên trong, hắn hướng về mặt đông nhìn tới, nơi đó là U Minh Quỷ Vực vị trí. Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, chỉ thấy tại mặt đông cực kỳ nơi xa xôi, nơi đó có một đạo ma khí nồng nặc phóng lên trời, tuy rằng khoảng cách xa xôi như thế, thế nhưng Diệp Thần Phong thân thể Ma Thiên Quyết cũng thuộc về ma công. Ma Thiên Quyết để Diệp Thần Phong cảm ứng được mặt đông phóng lên trời ma khí. Diệp Thần Phong không khỏi tự lẩm bẩm, như thế ma khí nồng nặc, phương vị vẫn là ở U Minh Quỷ Vực bên trong, xem ra ma đế huyết ngây thơ yếu thức tỉnh rồi. Trước đó, tên kia tạo hóa cảnh ma đạo tông môn đệ tử đã nói ma đế đem tại sau 15 ngày thức tỉnh, bây giờ tính toán thời gian, 15 ngày đã qua, xem ra ma đế huyết thiên thức tỉnh tháng ngày vẫn là đã chậm mấy ngày. Diệp Thần Phong chỉ là xem chừng chốc lát, hắn liền thu hồi ánh mắt, thân ảnh của hắn lần nữa hướng về Diệp Môn chạy đi, hắn biết ma đế huyết thiên chính thức thức tỉnh, toàn bộ địa huyền giới cũng phải hoàn toàn đại loạn rồi, hắn không biết ma đế huyết thiên thực lực, nhưng trống trơn là này ma khí ngập trời, là hắn có thể đủ kết luận ma đế huyết thiên tuyệt đối không đơn giản. Bởi phóng lên trời nồng nặc ma khí tại U Minh Quỷ Vực bên trong, khoảng cách chính đạo tông môn địa phương phi thường xa xôi. Niết bàn cảnh bên dưới người tu luyện đều là không cảm giác được, thậm chí bởi vì khoảng cách nguyên nhân, rất nhiều niết bàn cảnh nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên người tu luyện đồng dạng là không cảm giác được. Dù sao bọn hắn cũng không có giống như Diệp Thần Phong, tu luyện tuyệt thế ma công. Bất quá, rất nhiều chính đạo tông môn bên trong lão quái vật, những kia bình thường một mực đang bế quan lão quái vật, tại U Minh Quỷ Vực bên trong thao thiên ma khí phóng lên trời trong nháy mắt. Bọn hắn dồn dập mở mắt ra, từng cái tại từng người địa phương khác nhau đều tự nói thở dài lên. Không nghĩ tới ngày hôm nay vẫn là đến, mà đế huyết thiên rốt cục vẫn là thức tỉnh rồi, lần này chúng ta chính đạo tông môn vẫn có thể thắng lợi sao? Đã bao nhiêu năm, địa huyền giới trường hạo kiếp này có ai có thể hóa giải? Xem ra yếu hoạt động một chút gân cốt, hy vọng ma đế huyết thiên không có đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó đi. Những này chính đạo tông môn lão quái vật dồn dập lựa chọn xuất quan. Ma đế huyết thiên thức tỉnh, bọn hắn cũng không cách nào an ổn bế quan đi xuống. Mà ở U Minh Quỷ Vực nơi sâu xa nhất. Nơi đó có một tòa ma khí xâm xâm cung điện, chỉnh tòa cung điện đều hiện ra màu đen, tại cung điện bốn phía bố trí phức tạp sát trận, nếu có người dám xông vào. Như vậy hội bị sát trận không chút lưu tình cắn giết.
chỉ sợ cũng liền niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cao thủ tiến vào này giết trong trận. Cuối cùng cũng chỉ có thể đủ chật vật thoát đi ra ngoài. Từ đen như mực bên trong cung điện, thao thiên ma khí không ngừng phóng lên trời, rất nhanh. Cung điện chu vi phạm vi mấy trăm dặm toàn bộ được ma khí nồng nặc cho bao phủ ở trong đó. Đang ở U Minh quỷ vực bên trong người trong ma đạo không ngừng hướng về cung điện hội tụ, rời đi U Minh quỷ vực chỉ có một phần người trong ma đạo, còn có một phần phân người trong ma đạo là lựa chọn lưu lại chờ đợi ma đế huyết thiên thức tỉnh. Những này U Minh quỷ vực bên trong người trong ma đạo, bọn hắn từng cái hội tụ đến cung điện chung quanh trận pháp bên ngoài, bọn hắn cũng không dám bước vào trong trận pháp, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy cuồng nhiệt cùng hy vọng. Ma đế huyết thiên chính là tất cả ma đạo bên trong tinh thần của người trụ cột, bọn hắn cho rằng chỉ cần ma đế huyết thiên còn sống, bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày hội thay thế chính đạo tông môn trở thành địa huyền giới chúa tể. Tại đen như mực cung điện dưới đáy trong một gian mật thất. Một cái màu đen quan tài bày đặt ở mật thất chính giữa, tại màu đen quan tài chu vi ngồi xếp bằng 10 tên mặc áo bào đen đàn ông trung niên. Này 10 tên đàn ông trung niên chính là huyết thiên thủ hạ thập đại ma tướng rồi, từng ấy năm tới nay, thập đại ma tướng một mực thủ hộ tại rơi vào trạng thái ngủ say huyết thiên bên cạnh. Này thập đại ma tướng thực lực đều tại niết bàn cảnh bên trong, hơn nữa mỗi một người đều sức chiến đấu phi phàm, năm đó thập đại ma tướng uy danh cũng không so với ma đế huyết thiên uy danh thấp, có người nói thập đại ma tướng tu luyện một loại tổ hợp hình chiến kỹ, nếu như bọn hắn liên thủ lại công kích. Năm đó sức chiến đấu có thể cùng ma đế huyết thiên tương để tịnh luận. Tại màu đen quan tài dưới đáy bố trí một cái trận pháp này nhanh chóng xoay tròn, từ trong trận pháp không ngừng có ma khí nhô ra, toàn bộ trong mật thất đã sớm là tràn ngập đầy ma khí. Mà màu đen trong quan tài cũng không ngừng có ma khí nồng nặc phóng lên trời, rất nhiều ma khí xuyên thấu qua mật thất đỉnh chóp, xông hướng cung điện bên ngoài. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Phù phù. Màu đen trong quan tài nguyên bản tiếng tim đập như có như không, trong chớp mắt, trong đó tim đập bên trong trở nên trầm ổn lại. Ngồi xếp bằng tại màu đen quan tài chung quanh thập đại ma tướng, bọn hắn cũng trong lúc đó mở mắt ra. Quan tài từ từ được một con tái nhợt tay cho rời đi, từ đó đi ra một tên tướng mạo nho nhã đàn ông trung niên, nếu như không biết thân phận của hắn người, như vậy e sợ sẽ đem hắn ngộ nhận thành làm một tên thư sinh. Tên này nho nhã đàn ông trung niên liền là ma đế huyết thiên rồi. Ma đế huyết thiên trên người không có bất kỳ khí thế ác liệt, hắn từ trong quan tài mỗi đi ra một bước, trong thân thể hắn liền sẽ phát hiện một điểm tiếng vang, thập đại ma tướng cũng từ trên mặt đất đứng lên, bọn hắn một mực cung kính đứng ở huyết thiên phía sau. Ma đế huyết thiên mặc trên người một bộ màu trắng áo choàng, ta ngủ say đã bao nhiêu năm. Cũng có thể yếu tỉnh táo lại, bằng không năm đó bạn cũ đều phải chết. Nếu như tỉnh lại thời điểm không thấy được những kia bạn cũ, như vậy chẳng phải là quá không thú vị. Có thể là quá lâu không có nói chuyện, ma đế huyết thiên thanh âm có vẻ hơi khàn giọng. Thập đại ma tướng không hẹn mà cùng nói ra, chúc mừng chủ nhân thức tỉnh. Ma đế huyết thiên khóe miệng giật giật, nói ra, thân thể là hoàn toàn khôi phục, đáng tiếc vẫn không thể đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết A-Hát. Năm đó thân ta được sinh tử trọng thương. Không thể không rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nhưng, ta cũng cho rằng đây là của ta một cơ hội, một lần đột phá đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó cơ hội, nhưng quay đầu lại vẫn chỉ là công dã tràng. Ma đế huyết thiên thanh âm bên trong có mấy phần cô đơn, trên người hắn liền một tia một chút sóng năng lượng cũng không có, bất quá, đừng tưởng rằng ma đế huyết thiên phế bỏ, sức mạnh của hắn chỉ là bị ẩn đi ở trong cơ thể. Hắn bây giờ một cái chân đã bước ra niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, chỉ cần tại bước ra một cái chân, là hắn có thể đủ hoàn toàn đến truyền bên trong loại cảnh giới đó rồi, đáng tiếc này còn dư lại bước cuối cùng, hắn dù như thế nào cũng không bước qua được rồi. Ma đế huyết thiên thu hồi cô đơn cảm xúc, hắn nhìn xem thập đại ma tướng, nói ra, những năm này khổ cực các ngươi, năm đó món nợ này, chúng ta cũng có thể muốn cùng những kia chính đạo tông môn người tốt tốt tính toán một chút rồi. Ma đế huyết thiên từ đầu tới cuối đều giống như một người thư sinh, nói chuyện cũng cực kỳ ôn hòa. Đen như mực cung điện bên ngoài. Tại ma đế huyết thiên thức tỉnh trong nháy mắt. Cung điện chung quanh sát trận trong nháy mắt toàn bộ nổ tung rồi, từ bên trong cung điện phóng lên trời ma khí cũng từ từ tản đi rồi.
Cung điện chung quanh người trong ma đạo là càng tụ càng nhiều, bọn hắn nhìn thấy sát trận nổ tung rồi, nhìn thấy ma khí tản đi rồi, bọn hắn biết ma đế huyết thiên là thật sự thức tỉnh rồi. Không có sát trận sau đó những ma đạo đó người trong bọn họ là không ngừng đến gần cung điện, bọn hắn đi tới trước cung điện trên quảng trường. Ma đế thật sự thức tỉnh rồi, lúc này tuyệt đối sẽ không có sai rồi, chúng ta ma đạo rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Cũng có thể muốn cho chính đạo tông môn nếm thử ở tại U Minh quỷ vực bên trong tư vị, chúng ta yếu giữ lấy chính đạo tông môn người tu luyện nữ nhân, chiếm có con gái của bọn họ, để cho bọn họ biết mình có cỡ nào vô năng. Đúng, chỉ cần có ma đế dẫn dắt, chúng ta không cần e ngại chính đạo tông môn rồi, chúng ta ma đạo lần nữa quật khởi tháng ngày lại tới. Người trong ma đạo từng cái lần lượt mở miệng nói. Một tiếng. Đen thùi cung điện cửa lớn bỗng nhiên bị đẩy ra, trong lúc nhất thời, ở đây tất cả ma đạo bên trong ánh mắt của người toàn bộ tập trung vào trước đại môn. Chỉ thấy ma đế huyết thiên dẫn thập đại ma tướng từ bên trong cung điện đi ra. Ma đế huyết thiên trên người nhưng vẫn là không có tỏa ra khí thế ác liệt, thanh âm hắn bình thản nói ra, chính đạo tông môn ngày tận thế tới rồi, lần này chúng ta ma đạo sẽ không lại thua, địa huyền giới nhất định là sẽ trở thành chúng ta ma đạo chúa tể, ta huyết thiên tuyệt đối sẽ không tại cùng một nơi té ngã hai lần. Chương 1737, bồi dưỡng thành viên nòng cốt. Tại ma đế huyết thiên triệt để thức tỉnh thời điểm, Diệp Thần Phong cũng không ngừng tới gần Diệp Môn. Lần trước tại Lão Bạch cùng Lão Hắc chỉ điểm, hắn tại Diệp cửa trên quảng trường bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này có thể đưa đến phép che mắt tác dụng, một khi trận pháp mở ra, đi qua nơi này người tu luyện thì không cách nào phát hiện Diệp cửa tồn tại. Diệp Thần Phong thuận lợi đã tới Diệp cửa dưới chân núi. Tại đây đi đường vài ngày thời gian bên trong, Diệp Thần Phong đồng dạng là không có quên tu luyện, có Long tộc tộc trưởng dấu ấn, này người tu luyện ra tốc khí. Lại tăng thêm dùng bên trong tiểu thế giới trăm ngàn năm linh trúc Diệp, Diệp Thần Phong tốc độ tu luyện là mức độ lớn tăng lên. Đứng ở Diệp Môn dưới chân núi Diệp Thần Phong, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí đột nhiên trở nên cuồng bạo lên, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền theo luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, cực kỳ thuận lợi khóa nhập luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ rồi. E sợ tại toàn bộ địa huyền giới, Diệp Thần Phong là tăng cao thực lực dễ dàng nhất người rồi. Tại vượt vào luân hồi cảnh sau đó mỗi tăng lên một cái tiểu tầng thứ đều cực kỳ chật vật, nhưng đây đối với Diệp Thần Phong tới nói cùng lúc trước hầu như không có khác gì. Diệp Thần Phong cảm thụ trong cơ thể thực lực lần nữa tăng lên, khóe miệng hắn hiện lên ý cười nhàn nhạt, đồng dạng cơ thể hắn cường độ tại ngày hôm qua cũng từ niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, khóa nhập niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ rồi. Dọc theo con đường này, Diệp Thần Phong là không đoạn giao thay vận chuyển thần huyết quyết. Ma Thiên Quyết cùng Long Thần Quyết, đương nhiên Diệp Thần Phong cũng không có quên tu luyện Chiến Vương Cường Thân Quyết, bất quá, Chiến Vương Cường Thân Quyết chả là ở vào tầng thứ 2 giai đoạn, xem ra yếu bước vào tầng thứ 3 còn cần một bước ngoặt. Ở bên trong thân thể thật khí thế trở nên vững chắc sau đó Diệp Thần Phong hướng về Diệp Môn đi đến. Chính hắn bố trí trận pháp, hắn đương nhiên hiểu được làm sao hóa giải được rồi, chỉ thấy bàn tay hắn liên tục kết ấn, tay phải. Tay trái ngón giữa cùng ngón trỏ phân biệt khép lại rồi, cái này lũ ngón tay thượng kim quang lấp lánh. Diệp Thần Phong đem khép lại ngón tay tại trên ánh mắt của mình một vệt, trước mặt hắn trận pháp hình thành phép che mắt hoàn toàn biến mất rồi, hắn là thuận lợi đi vào Diệp cửa bên trong đại điện. Diệp Thần Phong trở về tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Diệp Môn. Cũng không lâu lắm, Diệp Môn các đệ tử toàn bộ tập trung vào bên trong đại điện. Diệp Thần Phong ngồi ở vị trí đầu não bên trên. Lúc trước bởi vì kính nể Diệp Thần Phong luyện khí thủ đoạn, mà bái Diệp Thần Phong vi sư Thiên Hỏa lão nhân, hắn đứng ở Diệp Thần Phong bên trái. Mà Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hạng rít ràng ba người này. Bọn hắn đứng ở Diệp Thần Phong bên phải. Bọn hắn đã từng đồng thời cùng Diệp Thần Phong tại Hàn Băng trong thánh địa hoạn qua khó khăn, bọn hắn cũng thật tâm thật ý coi Diệp Thần Phong là làm lão đại. Lần trước Diệp Thần Phong rời đi Diệp cửa thời điểm, hắn để lại rất nhiều đan dược, lần sau bởi vì Diệp Thần Phong nguyên nhân. Diệp cửa linh thạch cũng xưa nay không thiếu hụt, cho nên Hà Bình ba người thực lực đều khóa nhập hợp biển cảnh. Phải biết lúc trước bọn hắn đi theo Diệp Thần Phong thời điểm, thực lực của bọn họ đều có thông linh cảnh. Mà Thiên Hỏa lão nhân thực lực cũng có rõ ràng tăng lên, lần trước Diệp Thần Phong rời đi Diệp cửa thời điểm.
hắn giúp Thiên Hỏa lão nhân theo luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, tăng lên tới luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, như hôm nay hỏa lão người vừa lại vượt trước một bước, hắn đã có luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực. Diệp Thần Phong cũng không hề cố ý ẩn giấu thực lực rồi, dù sao ở đây đều là người một nhà, Thiên Hỏa lão nhân vừa vặn tại nhận ra được Diệp Thần Phong luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực sau, hắn ngoại trừ cười khổ liền vẫn là chỉ có cười khổ, nhớ hắn Thiên Hỏa lão nhân tu luyện bao nhiêu năm tháng, hắn mới có thể có luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực. Mà Diệp Thần Phong cũng tại hơn 20 tuổi liền có cái này phần thực lực, này làm cho Thiên Hỏa lão nhân không có gì để nói, đồng thời, trong lòng cũng là nhiệt huyết dâng trào, hắn biết đi theo Diệp Thần Phong vị sư phụ này, hay là hắn chả thật sự có thể trở thành một thời đại nhân chứng, phần này vinh hạnh đặc biệt không phải là ai đều có thể có được. Diệp Thần Phong từ phía trên hỏa lão trong dân cư biết được, khoảng thời gian này Diệp Môn cũng không hề phát sinh đại sự gì. Diệp Thần Phong hắng giọng, nói ra, bây giờ ma đạo tùy ý làm bậy, ta lần này trở về định đem toàn bộ các ngươi mang tới Thiên Âm Môn trong liên minh, đương nhiên ta cũng sẽ từ trong các ngươi tuyển ra một ít có luyện khí cùng chế thuốc tư chất người, bồi nuôi bọn hắn trở thành luyện khí sư cùng luyện dược sư. Lần trước Diệp Thần Phong trở về Diệp cửa thời điểm, hắn cũng nhắc qua chuyện này rồi, ở đây Diệp Môn đệ tử đều biết Diệp Thần Phong chính là thuốc khí đồng tu châu bò nhân vật. Ở đây Diệp Môn đệ tử từng cái kích động mà lại vừa sốt sắng, Diệp Thần Phong tiếp tục nói, nếu như không có được ta tuyển chọn, các ngươi cũng không nên nản chí, này chứng minh chế thuốc cùng luyện khí một đường không thích hợp các ngươi có thể tiếp tục cố gắng tu luyện. Nói xong, Diệp Thần Phong ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, các ngươi giúp ta dò xét cha một chút, ở đây người nào có chế thuốc cùng luyện khí tư chất? Lão Bạch cùng Lão Hắc chính là chí tôn luyện dược sư cùng chí tôn luyện khí sư, bọn hắn yếu điều tra một cái ở đây những đệ tử này chế thuốc cùng luyện khí tư chất, này đối với bọn hắn tới nói là việc nhỏ như con thỏ sự tình. Rất nhanh, Lão Bạch cùng Lão Hắc liền tra xét xong, bọn hắn đem kết quả nói cho Diệp Thần Phong. Thiên Hỏa lão nhân trước đó tại Diệp Thần Phong chỉ điểm cho, hắn đã coi như là nhất phẩm luyện khí sư rồi, tuy rằng hắn luyện khí tư chất không tính xuất chúng, nhưng tối thiểu có thể luyện khí. Để Diệp Thần Phong may mắn ra sao Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng ba người này, trong đó Hà Bình cùng Hoàng Sung Nghĩa tại chế thuốc thượng có một tia tia tư chất, mà hãng rít ràng tại luyện khí thượng có một tia tia tư chất, tuy rằng Hà Bình bọn người ở tại chế thuốc cùng luyện khí thượng không cách nào đạt được cự thành tựu lớn, thế nhưng bước vào luyện dược sư cùng luyện khí sư hàng ngũ vẫn là có thể. Về phần cái khác Diệp Môn đệ tử, Lão Bạch cùng Lão Hắc lại cực kỳ chật vật, từ đó từng người chọn lựa 10 người, mà những người khác hoàn toàn là không có bất kỳ chế thuốc cùng luyện khí thiên phú rồi. Này tuyển ra Diệp Môn đệ tử, trong đó cũng có rất nhiều chỉ có một chút xíu tư chất, loại tư chất này thậm chí có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng có Lão Bạch cùng Lão Hắc tại, dựa vào điểm này tư chất, tối thiểu cũng có thể để cho bọn họ bước vào nhị phẩm hoặc là tam phẩm luyện dược sư cùng luyện khí sư trong hàng ngũ. Dù sao chế thuốc cùng luyện khí có thể không là đơn giản như vậy, bất quá, có Lão Bạch cùng Lão Hắc chỉ điểm sau đó chế thuốc cùng luyện khí nhất định sẽ trở nên đơn giản không ít. Diệp Thần Phong đem Lão Bạch cùng Lão Hắc tuyển người đi ra điểm danh để lại, những người khác đều cực kỳ thất vọng rời đi đại điện. Rất nhanh trong đại điện ngoại trừ Diệp Thần Phong, Hoàng Sung Nghĩa cùng Thiên Hỏa lão nhân đám người ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại được tuyển ra 10 tên nắm giữ chế thuốc thiên phú và 10 tên nắm giữ luyện khí thiên phú người rồi. Diệp Thần Phong mở miệng nói, Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa, hai người các ngươi cũng có một chút chế thuốc tư chất, mà hạng rít ràng ngươi là có một ít luyện khí tư chất. Hà Bình đám người nghe vậy, bọn hắn lập tức kích động cả người run rẩy. Diệp Thần Phong tiếp tục nói, bên trái 10 người, các ngươi nắm giữ chế thuốc tư chất, bên phải là 10 người. Các ngươi nắm giữ luyện khí tư chất. Các ngươi có nguyện ý hay không để cho ta bồi nuôi các ngươi? Một khi ta bồi nuôi các ngươi rồi, các ngươi có thể sẽ mất đi tự do, ta sẽ đem các ngươi mang đến một địa phương, bình thường các ngươi chỉ có thể sinh sống ở nơi đó, tại không có tình huống đặc thù dưới, các ngươi cũng không có thể rời khỏi. Ở đây những này Diệp Môn đệ tử từng cái không chút do dự hô, nguyện ý. Hà Bình cùng Thiên Hỏa lão nhân mấy người cùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Nếu thanh nên nói đều nói rồi, như vậy Diệp Thần Phong lập tức đem Hà Bình đám người từng cái đưa vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới.
Thiên Hỏa lão nhân tại phát hiện chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa sau đó bọn hắn từng cái là trợn mắt hốc mồm, mà Diệp Thần Phong chỉ là thuận miệng nói một câu, các ngươi có thể đem nơi này hiểu thành ta sáng tạo tiểu thế giới này ta một mực mang ở trên người. Thiên Hỏa lão nhân cùng Hoàng Sung Nghĩa đám người, bọn hắn được từng đợt khiếp sợ xung kích hoàn toàn choáng váng, coi như là niết bàn cảnh cường giả cũng không cách nào sáng tạo thuộc về mình tiểu thế giới. Mà Diệp Thần Phong lại đã có được thuộc về mình tiểu thế giới, Thiên Hỏa lão nhân bọn hắn cảm giác mình bước lên một cái con đường hy vọng. Diệp Thần Phong đem Thiên Hỏa lão nhân bọn hắn giới thiệu cho, bên trong tiểu thế giới người nhà của hắn nhận thức, đồng thời sắp xếp những người này tại tiểu thế giới ở xuống, về sau mỗi ngày Diệp Thần Phong đều sẽ rút ra 2 giờ, đến bên trong tiểu thế giới truyền thụ cho bọn hắn chế thuốc cùng phương pháp luyện khí. Diệp Thần Phong hội trước đem chế thuốc phương pháp truyền thụ cho Hà Bình cùng Hoàng Sung Nghĩa. Trước đem phương pháp luyện khí truyền thụ cho Thiên Hỏa lão nhân cùng Hạng Dít Giàng, lúc sau bọn hắn truyền thụ cho những người khác. Như vậy Diệp Thần Phong liền sẽ thoải mái không ít. Mà Diệp Thần Phong người nhà thực lực chả quá thấp, bọn hắn hiện nay chả không cách nào bước lên chế thuốc cùng luyện khí một đường đây. Từ giờ khắc này, Diệp Thần Phong dưới tay luyện dược sư cùng luyện khí sư thành viên nòng cốt tính là chân chính thành lập mà xong rồi. Chương 1738, ở Lion vị trí minh chủ. Tại Diệp Thần Phong trở về Diệp Môn, gây dựng của mình luyện dược sư cùng luyện khí sư thành viên nòng cốt thời điểm. Theo ma đế huyết thiên triệt để thức tỉnh tin tức trên đất huyền giới khuếch tán ra đến. Toàn bộ huyền giới lâm vào một mảnh trong hốt hoảng. Địa huyền giới, Thiên Âm Môn. Thiên Âm Môn ở Lion liền tạm thời cắt ổn định ở Thiên Âm Môn bên trong. Thiên Âm Môn trong liên minh. Ngoại trừ Thiên Âm Môn tự thân ở ngoài, còn có Vân Tiên Tông, Lạc Nhật Đảo cùng Xích Viêm Tông. Trong đó Vân Tiên Tông, Lạc Nhật Đảo cùng Xích Viêm Tông đều là cùng Diệp Thần Phong có liên quan. Lúc trước Thiên Âm Môn Tông chủ Tô Băng Vân, người sở dĩ sẽ chọn cùng Xích Viêm Tông các loại tông môn kết thành ở Lion. Điều này là bởi vì đệ tử của nàng Du Thủy Giao nói cho nàng biết, Diệp Thần Phong chính là ngũ phẩm luyện dược sư, bởi vì Diệp Thần Phong thân phận này. Tô Băng Vân mới chuẩn bị đánh cược một lần, người đánh cược Diệp Thần Phong có thể sống từ Long Nguyên trong bí cảnh đi ra, như vậy đến lúc đó Thiên Âm Môn tuyệt đối sẽ đạt được xứng đáng thù lao. Từ khi Thiên Âm Môn Alliance thành lập sau đó đến đây gia nhập Alliance Tông Môn là nhiều vô cùng, thế nhưng Thiên Âm Môn Alliance xét duyệt nghiêm khắc vô cùng, không phải là bất luận Tông Môn gì muốn gia nhập là có thể gia nhập. Thiên Âm Môn bên trong đại điện. Tông chủ Tô Băng Vân ngồi ở vị trí đầu não bên trên, người trước sau như một lạnh như băng, tuyệt đẹp trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ, mà đệ tử của nàng Du Thủy Giao nhưng là đứng ở bên cạnh của nàng. Tại Tô Băng Vân dưới đáy đứng đấy Thiên Âm Môn tất cả nội môn trưởng lão, bọn hắn nhìn về phía Tô Băng Vân trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, một tên tư cách so sánh lão nội môn trưởng lão cái thứ nhất mở miệng, Tông chủ, bây giờ địa huyền giới tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta ở Lion tuy rằng thành lập. Nhưng là chúng ta nhất định muốn tuyển ra một vị minh chủ đến. Có đệ nhất nhân mở miệng, tự nhiên sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba cùng người thứ tư mở miệng. Tông chủ, chúng ta một mực không hiểu ngươi tại sao phải cùng Vân Tiên Tông liên minh bọn họ. Bọn hắn tông môn thế lực căn bản vô pháp cùng chúng ta Thiên Âm Môn tương để tịnh luận, chúng ta nên cùng ba đại tông môn ở Lion mới là chính xác nhất. Tông chủ. Chúng ta nghe nói là Vân Tiên Tông bọn hắn tạm thời không muốn tuyển ra minh chủ. Ta xem hẳn là đem bọn họ đuổi ra ở Lion bên trong, muốn cùng chúng ta Thiên Âm Môn ở Lion Tông Môn nhiều không kể xiết. Tô Băng Vân nghe một đám nội môn trưởng lão ngôn ngữ, trên mặt nàng biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa, người âm thanh lạnh như băng nói ra, cùng Vân Tiên Tông bọn hắn kết thành ở Lion, này tự có dụng ý của ta, về phần vị trí minh chủ kéo dài mấy ngày cũng quan hệ. Tô Băng Vân cũng không hề thanh Diệp Thần Phong sự tình nói ra. Dù sao Diệp Thần Phong có thể hay không sống mà đi ra Long Nguyên bí cảnh cũng là vấn đề. Tô Băng Vân đem tiền đặt cược áp ở Diệp Thần Phong trên người, thế nhưng tại chưa có xác định Diệp Thần Phong sống mà đi ra Long Nguyên bí cảnh trước đó, người chả không có ý định đem chuyện nào nói ra. Thiên Âm Môn Thái Thượng Trưởng Lão cũng dồn dập xuất quan, những Thái Thượng Trưởng Lão này nhưng không có hứng thú ngồi trên vị trí minh chủ. Cho nên, tại Thiên Âm cửa một đám trưởng lão nhìn tới, Tô Băng Vân là thích hợp nhất ngồi trên vị trí minh chủ, những này nội môn trưởng lão đều nghĩ không thông Tô Băng Vân đến cùng muốn làm gì. Tô Băng Vân tiếp tục nói, ở Lion sự tình ta tự do đúng mực,
mấy vị xuất quan thái thượng trưởng lão. Bọn hắn cũng yên tâm đem Alliance sự tình giao cho ta xử lý, các ngươi có những gì không yên lòng. Nếu như không có chuyện gì khác lời nói, như vậy các ngươi đều lui xuống đi thôi. Thời khắc khiến người ta chú ý U Minh Quỷ Vực nhất cử nhất động, chỉ cần ma đế huyết thiên rời đi U Minh Quỷ Vực, ta nhất định phải ngay đầu tiên chiếm được tin tức này. Ở đây Thiên Âm môn nội môn trưởng lão, bọn hắn thấy Tô Băng Vân đem Thái Thượng trưởng lão cũng rời ra ngoài, bọn hắn chỉ có thể thức thời lui xuống. Tại tất cả nội môn trưởng lão đều rời đi đại điện sau đó Tô Băng Vân nhìn hướng bên cạnh Du Thủy Giao, trên mặt nàng lạnh lẽo đã hòa tan một ít, nói ra, Thủy Giao, người nói hắn thật sự có thể sống mà đi ra Long Nguyên bí cảnh sao? Du Thủy Giao lập tức gật đầu nói, sư phụ, Diệp Thần Phong nhất định có thể sống sót mà đi ra ngoài. Tô Băng Vân cũng gật gật đầu, trong đầu không khỏi tốt biến rồi, lúc trước môi của nàng cùng Diệp Thần Phong môi sờ va vào nhau cảnh tượng, tim đập của nàng không tự chủ thêm nhanh hơn một chút, ở trong lòng tự nói, đúng vậy. Hắn nhất định có thể sống sót mà đi ra ngoài, bởi vì hắn chính là một cái không. Lại, một cái đầy đầu ý đồ xấu ra hỏa, người tốt sống không lâu, gieo họa sống ngàn năm, hắn hư hỏng như vậy, cho nên tuyệt đối hội sống rất là tốt. Thiên Âm môn nơi nào đó cực kỳ rộng rãi trong sân. Xích Viêm Tông hai vị lão tổ Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An, Xích Viêm Tông thủ tịch đại đệ tử Lý Nghiên Nghiên. Vân Tiên Tông lão tổ Tả Đức Nguyên cùng thiếu chủ Tả Phi Bạch. Lạc Nhật Đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn cùng thiếu chủ Ngô Lực Phàm. Này ba cái tông môn người đều tại đây nơi trong sân, trước đó Thiên Âm môn trưởng lão đưa ra muốn chọn ra minh chủ thời điểm, bọn hắn đều trầm mặc lại. Bọn hắn không muốn làm ở Alliance minh chủ, nhưng bọn họ cũng không muốn để vận mệnh của mình trưởng khống ở những người khác trong tay, bọn hắn nhất trí cho rằng Diệp Thần Phong mới là ngồi trên vị trí minh chủ thí sinh thích hợp. Nếu như Diệp Thần Phong có thể ngồi trên vị trí minh chủ, như vậy bọn hắn sẽ không có bất kỳ bất mãn gì rồi. Vân Tiên Tông lão tổ Tả Đức Nguyên, hắn mở miệng nói, như vậy mang xuống cũng không phải biện pháp. Cuối cùng e sợ vị trí minh chủ vẫn là sẽ bị Thiên Âm môn tông chủ tới ngồi lên. Lạc Nhật Đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn, hắn gật gật đầu, nói ra, bây giờ căn bản không có biện pháp nào khác rồi, cũng không biết Diệp huynh đệ bây giờ tình huống làm sao. Tằng Quang Viễn lập tức nói ra, ta tin tưởng sư phụ tuyệt đối còn sống, chúng ta tuyệt đối vẫn có thể nhìn thấy sư phụ. Tiền Vinh An cũng tán đồng nói ra, đúng vậy. Hưng hứa sư phụ đã từ Long Nguyên trong bí cảnh đi ra cũng không nhất định, chỉ là chúng ta còn không biết mà thôi. Tả Đức Nguyên thở dài một hơi, nói ra, Thiên Âm môn có thể cùng chúng ta kết thành Alliance, cái này cũng là xem ở Diệp huynh đệ trên mặt mũi, nếu như Diệp huynh đệ không thể đúng lúc xuất hiện, như vậy chúng ta sẽ đồng ý để Tô Băng Vân ngồi trên vị trí minh chủ đi. Trước mắt đối kháng ma đạo mới là chuyện quan trọng nhất, chúng ta cũng không thể làm hơi quá đáng. Ngô Thanh Sơn bọn người dồn dập gật đầu đồng ý Tả Đức Nguyên thuyết pháp này, dù sao rất có bao nhiêu thời điểm làm người không thể đủ được voi đòi tiên. Tằng Quang Viễn nói ra, bây giờ ma đế huyết trời đã thức tỉnh, chúng ta tại Thiên Âm môn cũng có nhiều ngày rồi, ta nghe nói Thiên Âm môn thái thượng trưởng lão toàn bộ xuất quan, Thiên Âm môn tổng cộng có 4 tên thái thượng trưởng lão, mỗi một người đều có niết bàn cảnh thực lực, nếu như lại tăng thêm Tô Băng Vân lời nói. Như vậy Thiên Âm môn tổng cộng có 5 tên niết bàn cảnh cường giả. Tiền Vinh An nhận lấy Tằng Quang Viễn lời nói ra, Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân Tông này 3 đại tông môn, bọn hắn trong tông môn nằm ở bế quan thái thượng trưởng lão khẳng định cũng toàn bộ xuất quan, này 3 đại tông môn, mỗi cái trong tông môn niết bàn cảnh thái thượng trưởng lão, khẳng định cũng không dưới 4 cái. Nghe vậy, trong sân bầu không khí ngưng trọng mấy phần. Diệp Thần Phong cùng 3 đại tông môn ân oán, người ở chỗ này toàn bộ là biết rồi, bây giờ bọn hắn không chỉ có muốn đối kháng ma đạo, còn muốn thả ra 3 đại tông môn ở Alliance đối với bọn họ động thủ, bọn hắn càng phát cảm thấy không nên phải kiên trì rồi, tuy rằng bọn hắn rất muốn cho Diệp Thần Phong ngồi trên vị trí minh chủ, thế nhưng trước mắt Diệp Thần Phong không tin tức, để Tô Băng Vân ngồi trên vị trí minh chủ cũng là có thể tiếp thụ được. Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên từ Long Nguyên bí cảnh sau khi đi ra, bọn hắn tu luyện so với lúc trước nhanh hơn không ít, rất có thể là nhận lấy long khí ảnh hưởng, để tư chất của bọn hắn tăng lên một ít, đương nhiên Du Thủy Giao tốc độ tu luyện cũng thêm nhanh hơn một chút. Tả Phi Bạch mở miệng nói, Diệp Tổ Tông tuyệt đối không có việc gì, lần sau bây giờ có rất nhiều tông môn đều muốn gia nhập chúng ta trong liên minh,
Thiên Âm Môn khẳng định cũng có chuẩn bị, bọn hắn nếu nguyện ý cùng chúng ta kết thành Alliance, như vậy bọn hắn khẳng định đã làm tốt khắp mọi mặt dữ liệu. Hiện tại ta chỉ hy vọng Diệp Tổ Tông có thể rất nhanh chút xuất hiện, mỗi lần chỉ cần có Diệp Tổ Tông tại, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, ta luôn cảm giác đều có thể chuyển nguy thành an. Tả Phi Bạch dứt tiếng sau đó ở đây Tằng Quang Viễn đám người lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn ngoài miệng đều nói Diệp Thần Phong tuyệt đối có thể sống đi ra Long Nguyên bí cảnh, nhưng trong lòng bọn họ cũng không có đáy ngọn nguồn, dù sao Long Nguyên bí cảnh đã đóng cửa, Diệp Thần Phong muốn tự đóng Long Nguyên trong bí cảnh đi ra, này dưới cái nhìn của bọn họ hy vọng có phần xa vời. Tằng Quang Viễn các loại trong lòng người là có một ít tin tưởng Diệp Thần Phong còn sống, nhưng càng nhiều là bọn hắn đối với mình một loại an ủi, bọn hắn một mực nỗ lực đi để cho mình 100% tin tưởng. Diệp Thần Phong còn sống, Diệp Thần Phong nhất định có thể từ Long Nguyên trong bí cảnh sống sót mà đi ra ngoài. Chương 1739, tiếp thu khảo hạch. Một tháng sau, một nhóm mênh mông cuồn cuộn đoàn người tới gần Thiên Âm Thành. Cầm đầu một tên thanh niên, sau lưng treo một cái rỉ sét loang lổ trường kiếm, hắn chính là Diệp Thần Phong rồi. Bạch Tiểu Nhu thân cận kéo Diệp Thần Phong cánh tay. Người một khác cũng không muốn cùng Diệp Thần Phong tách ra, trên mặt hiện lên nụ cười mừng rỡ, bây giờ Bạch Tiểu Nhu thực lực cũng tăng lên tới luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Một tháng trước, tại Diệp Thần Phong gây dựng của mình luyện dược sư cùng luyện khí sư thành viên nòng cốt sau, ngày thứ hai hắn liền dẫn Diệp Cửa người xuất phát, hắn để Thiên Hỏa lão nhân các loại được tuyển người đi ra, toàn bộ an tâm ở lại bên trong tiểu thế giới nghiên cứu luyện khí cùng chế thuốc. Mà Bạch Tiểu Nhu khoảng thời gian này tại bên trong tiểu thế giới buồn bực hỏng rồi, người quấn lấy muốn cho Diệp Thần Phong dẫn nàng ra ngoài, cuối cùng Diệp Thần Phong cũng sẽ tùy Bạch Tiểu Nhu ý tứ rồi, dù sao Bạch Tiểu Nhu có luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, ở lại bên ngoài đầy đủ có năng lực tự vệ rồi, nói không chắc vẫn có thể giúp đỡ Diệp Thần Phong bề bộn. Về phần những kia không có bị tuyển chọn Diệp môn đệ tử, bọn hắn thì là theo chân Diệp Thần Phong đồng thời chạy đi. Nếu không cách nào bước lên chế thuốc cùng luyện khí một đường, những này Diệp môn đệ tử chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực, muốn yếu tăng cao thực lực đương nhiên là cần trải qua các loại nguy hiểm cùng mài khó khăn. Trong một tháng này, địa huyền giới tình thế càng ngày càng hỗn loạn, rất nhiều môn phái nhỏ đều bị ma đạo một lần thôn phệ, có thể nói ma đế huyết thiên thức tỉnh sau đó này làm cho người trong ma đạo là hoàn toàn điên cuồng. Đương nhiên trong một tháng này, Diệp Thần Phong ngoại trừ chạy đi ở ngoài, hắn mỗi ngày đều hội rút thời gian tiến vào bên trong tiểu thế giới, truyền thụ Thiên Hỏa lão nhân cùng Hà Bình đám người luyện khí cùng chế thuốc chi thuật. Diệp Thần Phong chỉ có một độc truyền thụ Thiên Hỏa lão nhân cùng hãng giết giàng thuật luyện khí. Lại đơn độc truyền thụ Hà Bình cùng Hoàng Sung Nghĩa chế thuốc chi thuật, lúc sau bốn người bọn họ đi truyền thụ cho còn lại được tuyển ra Diệp môn đệ tử, dù sao nếu như Diệp Thần Phong toàn bộ đồng thời giáo lời nói. Như vậy mà hắn cần tiêu tốn thời gian sẽ cực kỳ tăng trưởng. Đối với hiện tại Diệp Thần Phong tới nói thời gian là cực kỳ quý báu. Diệp Thần Phong truyền thụ luyện khí cùng chế thuốc chi thuật cực kỳ tinh giản, hắn rút lấy chế thuốc cùng luyện khí bên trong tinh hoa truyền thụ cho những người này, trong đó Thiên Hỏa lão nhân sớm đã là nhất phẩm luyện khí sư rồi, trải qua Diệp Thần Phong một tháng chỉ điểm sau đó hắn dĩ nhiên khóa nhập nhị phẩm luyện khí sư hàng ngũ. Đương nhiên điều này cũng cùng Thiên Hỏa lão nhân trải qua có quan hệ, dù sao tại không có gặp phải Diệp Thần Phong trước đó. Chính hắn cũng một mực tại nghiên cứu thuật luyện khí, tuy rằng nghiên cứu thuật luyện khí cực kỳ nát. Nhưng rất nhiều cơ sở vẫn là học xong, điều này cũng đưa đến Thiên Hỏa lão nhân có thể nhanh như vậy bước vào nhị phẩm luyện khí sư hàng ngũ, còn có điểm trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần Phong vị sư phụ này rồi. Nếu để cho Thiên Hỏa lão nhân tiến vào luyện khí tông học tập, chỉ sợ hắn lại tìm 10 đến năm, hắn cũng không cách nào bước vào nhị phẩm luyện khí sư hàng ngũ. Hà Bình cùng Hoàng Sung Nghĩa trải qua một tháng học tập, bọn hắn cũng bắt đầu hiểu rõ luyện dược sư, mà hạng dít dàng tiến bộ muốn so Hà Bình hai người bọn họ nhanh, dù sao Diệp Thần Phong không có ở đây thời điểm, Thiên Hỏa lão nhân vẫn có thể truyền thụ hạng dít dàng thuật luyện khí. Ngoại trừ truyền thụ chế thuốc cùng thuật luyện khí bên ngoài, Diệp Thần Phong chả đang không ngừng huấn luyện đi theo hắn đồng thời đi đường Diệp môn đệ tử. Cho nên, trong một tháng này, Diệp Thần Phong cơ hồ là không có thời gian chính mình tu luyện, hắn thực lực hôm nay vẫn cứ dừng lại tại luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, nhục thân cường độ dừng lại tại niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đám người liền đã tới Thiên Âm Thành trước.
Diệp Thần Phong đầu đội đỉnh đầu đấu bồng, hắn đem mặt mũi chính mình che chắn đi lên, dù sao hắn bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực, này không khỏi nghe nói quá kinh người một ít. Phàm là niết bàn cảnh dưới, cốt linh vẫn là không cách nào che giấu, người tu luyện một cảm ứng ước chừng là có thể cảm ứng được đối phương cốt linh rồi. Đương nhiên thực lực đến niết bàn cảnh sau đó cốt linh cũng sẽ bị ẩn giấu đi rồi. Không cách nào dựa vào cảm ứng đi cảm ứng được đối phương cốt linh rồi, dù sao có phần niết bàn cảnh cường giả có thể cất giữ trẻ tuổi dung mạo, đương nhiên lớn bộ phận niết bàn cảnh cường giả đối với chính mình dung mạo sẽ không quá để ý, bọn hắn sẽ không mạnh mẽ đi để cho mình bảo lưu thanh xuân. Tại Diệp Thần Phong đám người đi tới Thiên Âm Thành trước thời điểm. Chỉ thấy cửa thành là đứng đầy rậm rạp chằng chịt người, những người này đều là tất cả đại tông môn tông chủ và đệ tử. Bọn họ đều là muốn tới nương nhờ vào Thiên Âm Môn Alliance. Đương nhiên muốn gia nhập Thiên Âm Môn Alliance là cần muốn thông qua khảo hạch, trong đó trong tông môn nhất định muốn có hai tên sức chiến đấu đến luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả, lúc này mới có thể gia nhập Thiên Âm Môn Alliance. Bất quá, có hai tên sức chiến đấu đến luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả, đây chỉ là thấp nhất yêu cầu, nói cách khác, cho dù là thông qua cái khảo hạch này, cũng chỉ có thể trở thành Thiên Âm Môn Alliance ngoại vi minh hữu, bình thường chỉ có thể lưu tại Thiên Âm trong thành, không thể đi hướng Thiên Âm Môn. Chỉ có tham gia khảo hạch trong tông môn có thực lực có thể so sánh niết bàn cảnh cường giả xuất hiện, như vậy mới có thể miễn cưỡng trở thành Thiên Âm Môn chân chính minh hữu. Dù sao đến đây thân xin gia nhập Thiên Âm Môn Alliance tông môn nhiều lắm, mà đại đa số cũng đều là ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm tông môn. Những tông môn này bên trong thực lực đến luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong đều cũng không phải rất nhiều. Nếu như không có luân hồi cảnh ngũ trọng thiên cường giả đỉnh cao sức chiến đấu, như vậy gia nhập Thiên Âm Môn Alliance hầu như không cách nào cho Alliance mang đến bất kỳ tác dụng gì, đồng dạng cái này cũng là Thiên Âm Môn Alliance một cái cự tuyệt biện pháp. Các ngươi tông môn không cách nào gia nhập Thiên Âm Môn Alliance, chuyện này chỉ có thể chứng minh các ngươi tông môn thực lực không đủ, nếu như là có thực lực tông môn. Như vậy Thiên Âm Môn Alliance là phi thường hoan nghênh những người này gia nhập, đây chính là Thiên Âm Môn Alliance muốn biểu đạt ý tứ rồi. Đứng tại Thiên Âm Thành cửa thành đại đa số tông môn, bọn hắn đã tiếp nhận khảo hạch, nhưng bọn họ cuối cùng đều không có thông qua khảo hạch, bọn hắn lại không cam lòng cứ như vậy rời đi, chỉ có thể tại Thiên Âm Thành cửa thành hao tổn rồi, trong đó có phần tông môn tông chủ và lão tổ thực lực đều tại luân hồi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng bọn họ cũng thì không cách nào thông qua khảo hạch. Liên tính thực lực của bọn họ tại luân hồi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng bọn họ có thể bày ra sức chiến đấu, căn bản vô pháp cùng luân hồi cảnh ngũ trọng thiên cường giả đỉnh cao so sánh, dù sao có vượt cấp khiêu chiến thực lực người, trên đất huyền giới ngoại trừ những kia đỉnh cấp thiên tài ở ngoài, cơ hồ là không ai có thể làm được rồi. Ở cửa thành trên tường rào dán vào một tấm muốn gia nhập ở Lion nói rõ, Diệp Thần Phong đem tấm này nói rõ đại khái nhìn một lần. Hắn liền hướng cửa thành hai tên phụ trách canh gác luân hồi cảnh cường giả đi đến. Khuôn mặt được đấu bồng che lại Diệp Thần Phong, trong cổ họng hắn cố ý phát ra thanh âm khàn khàn, nói ra chúng ta Diệp Môn muốn phải tiếp nhận khảo hạch. Bạch Tiểu Nhu trên mặt cũng mang một cái mặt nạ, dù sao Bạch Tiểu Nhu khuôn mặt đẹp rất nhiều lúc cũng sẽ rước lấy phiền toái. Một tên trong đó luân hồi cảnh cường giả, hắn không có nói nhảm nhiều. Hắn trực tiếp mang theo Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu đi vào cửa thành bên trong, về phần còn lại Diệp Môn đệ tử chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Ở đằng kia tên luân hồi cảnh cường giả dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu đi vào một gian thập phần rộng rãi gian nhà bên trong. Trong phòng ngồi một ông già, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, ta là Thiên Âm Môn Thái Thượng Trưởng Lão, kỳ thực các ngươi căn bản không thông qua khảo hạch, tại sao phải làm những này uổng phí khí lực sự tình. Diệp Thần Phong âm thanh khàn giọng nói, ta gọi Diệp Thần Phong, không biết Tô Tông Chủ có hay không đối với ngươi đề cập tới. Quả nhiên, người lão giả này ngẩng đầu lên, nói ra, Tô Nha Đầu là đối ta đề cập tới một người như vậy, không nghĩ tới Tô Nha Đầu nói Diệp Thần Phong cũng là một cái này tuổi đã lớn người. Coi như là Tô Nha Đầu đề cập tới người, các ngươi cũng nhất định muốn chứng minh một cái thực lực của mình, bằng không các ngươi vẫn không thể gia nhập trong liên minh. Người lão giả này cũng không có đi cảm ứng Diệp Thần Phong cốt linh, chỉ là căn cứ Diệp Thần Phong thanh âm phán định Diệp Thần Phong niên kỷ, còn nữa Tô Băng Vân không có đối với Thiên Âm Môn nội môn trưởng lão đề cập tới Diệp Thần Phong, nhưng nàng đối người lão giả này nói một chút tên Diệp Thần Phong,
Dù sao người lão giả này là phụ trách khảo hạch, Diệp Thần Phong đi tới Thiên Âm Thành liền chịu chắc chắn sẽ gặp được người lão giả này. Đương nhiên Tô Băng Vân cũng không có làm quá giải thích nhiều, cũng không có nói Diệp Thần Phong chính là ngũ phẩm luyện dược sư, dù sao ngũ phẩm luyện dược sư đối niết bàn cảnh cường giả tới nói cũng là vô cùng trọng yếu, Tô Băng Vân không muốn để cho Thiên Âm môn thái thượng trưởng lão thất vọng. Cho nên, Tô Băng Vân đối với người lão giả này nhắc qua Diệp Thần Phong một người như vậy, về phần Diệp Thần Phong tuổi tác các loại, người đều chưa từng nói qua. Chương 1740, thuận lợi thông qua. Người lão giả này tên là Giang Nguyên Thành, thực lực tại Niết Bàn Cảnh Tam Trọng Thiên Trung Kỳ tầng thứ, hắn chính là Thiên Âm Môn Thái Thượng Trưởng Lão trong đó một vị, ánh mắt của hắn có nhiều ý vị nhìn xem khuôn mặt được đấu bổng che lại Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong biết không bày ra một cái thực lực của mình, hắn còn thật sự không cách nào đến Thiên Âm Môn rồi, tại Giang Nguyên Thành trước mặt, hắn không tất che kín khuôn mặt của chính mình rồi, Giang Nguyên Thành chính là Thiên Âm Môn Thái Thượng Trưởng Lão, hắn sớm muộn cũng sẽ biết Diệp Thần Phong niên kỷ. Diệp Thần Phong trực tiếp mang trên đầu đấu bồng đem hái xuống, lộ ra hắn cái kia tuổi trẻ quá đáng gương mặt, tên kia mang theo Diệp Thần Phong tiến vào gian nhà luân hồi cảnh cường giả đã sớm rời khỏi. Mà nguyên bản ngồi trên ghế dựa mạn bất kinh tâm Giang Nguyên Thành, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong dáng dấp sau, hắn hai con suýt nữa thì trợn lác cả mắt rồi, hắn trong giây lát từ trên ghế đứng lên, hắn lập tức cảm ứng một thoáng Diệp Thần Phong cốt linh, đang xác định Diệp Thần Phong dáng dấp cùng tuổi tác bằng nhau sau đó hắn bắp thịt trên mặt giật giật hai lần, ngươi chỉ có hơn 20 tuổi. Giang Nguyên Thành bóng người trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, hắn bắt lại Diệp Thần Phong cánh tay. Lại cực kỳ tỉ mỉ cảm ứng một lần, thanh âm hắn kích động mà hỏi, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Hơn 20 tuổi liền có luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực. Cái này không thể nào a hát, đây căn bản không thể a hát. Diệp Thần Phong nhìn xem thất thố Giang Nguyên Thành, hắn thuận miệng nói ra có những gì không thể nào. Ta không phải liền đứng ở trước mặt ngươi sao? Hiện tại có thể bắt đầu khảo hạch sao? Giang Nguyên Thành cũng cảm giác được chính mình mất khống chế cảm xúc. Thật sự là trên đất huyền giới trong dòng sông lịch sử, căn bản không ai có thể tại hơn 20 tuổi đến luân hồi cảnh tứ trọng thiên, tâm tình của hắn thật sự là không cách nào khống chế. Giang Nguyên Thành buông lỏng ra Diệp Thần Phong cánh tay, dưới chân hắn bước chân lui về phía sau hai bước, bình tĩnh một hạ tâm tình sau đó hắn nhìn vẻ mặt chuyện đương nhiên Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn có phần chua chát, hắn có chút khó chịu nói ra, tiểu tử. Ngươi cũng đừng quá đắc ý, tự coi như ngươi có luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thì lại làm sao? Chiến lực của ngươi có thể đến luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong sao? Giang Nguyên Thành giọng dịu cũng không có ác ý gì ở trong đó. Hắn chỉ là có chút ước ao ghen tị, hắn lại cười ha hả nói, tiểu tử. Hôm nay xem như là tiện nghi ngươi rồi, ta đã có hơn 100 năm chưa từng thu đệ tử, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hiện tại hãy thu ngươi vì đồ. Ngươi cũng không cần tham gia khảo hạch. Diệp Thần Phong lập tức cự tuyệt nói, vậy ta còn tham gia khảo hạch đi. Giang Nguyên Thành là tức đến trợn mắt thở phì phò, hắn quát, tiểu tử, ta có như thế không thể tả sao? Lẽ nào ta không xứng làm sư phụ của ngươi? Diệp Thần Phong nói ra, tiền bối, ta còn là yêu thích dựa vào thực lực của mình, nếu như ta đáp ứng làm đồ đệ của ngươi, này há không phải nói rõ ta đối thực lực của mình không có tin tưởng sao? Nghe được Diệp Thần Phong nói như vậy, Giang Nguyên Thành sắc mặt hòa hoãn mấy phần, đồng thời Bạch Tiểu Nhu cũng đem mặt nạ trên mặt hái xuống, Giang Nguyên Thành lần nữa trợn to hai mắt. Nói ra, tiểu tử, nhà đầu này chỉ sợ không phải chúng ta nhân tộc chứ. Bạch Tiểu Nhu hoàn toàn không để ý đến Giang Nguyên Thành lão đầu này, người mềm nhũn thân thể hưởng thụ tựa ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực. Thấy Diệp Thần Phong không có ý giải thích, lại nhìn thấy Bạch Tiểu Nhu đối Diệp Thần Phong như vậy ỉ lại. Giang Nguyên Thành cười nói, đúng vậy, có năm đó ta phong độ, ta lúc còn trẻ, bất kể là nhân tộc mỹ nữ, vẫn là yêu tộc mỹ nữ. Các nàng đều là đối với ta cực kỳ khuynh tâm. Giang Nguyên Thành chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, nói tiếp, tiểu tử. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu như không thông qua khảo hạch, ta sẽ không mang ngươi lên trời âm cửa, đến lúc đó ngươi liền sẽ ngoan ngoãn kêu ta sư phụ rồi. Giang Nguyên Thành chỉ vào trong nhà thụ lập một khối tấm bia đá, nói ra tiểu tử, nhìn thấy những bia đá này sao? Từ trái sang phải, mỗi tấm bia đá trung đô được rót vào nhất định sức mạnh,
bên trái khối đá thứ nhất bia đại diện cho luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, bên trái khối thứ hai bia đá đại diện cho niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực, bên trái khối thứ ba bia đá đại diện cho niết bàn cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, dùng này không ngừng loại đẩy xuống. Gian nhà chiếm diện tích lớn vô cùng, bia đá tổng cộng xếp thành tam hành, có thể đồng thời để ba người tham gia khảo hạch. Giang Nguyên Thành mở miệng nói, bất kể là ngươi đem bia đá chém thành hai khúc, vẫn là đem bia đá oanh thành bốn khối cùng năm khối, mỗi tấm bia đá đều đối ứng nhất định thực lực, chỉ cần ngươi có thể phá hủy bia đá, vậy thì chứng minh lực công kích của ngươi có bao nhiêu rồi. Diệp Thần Phong đối với Bạch Tiểu Nhu nói ra, Tiểu Nhu, ngươi trước đem bên trái khối đá thứ nhất bia phá hủy đi. Ngươi cũng không có vấn đề chứ. Bạch Tiểu Nhu gật gật đầu, nói ra, Diệp Đại Ca, Tiểu Nhu không thành vấn đề. Nói xong, Bạch Tiểu Nhu liền đi tới hàng thứ nhất, bên trái khối thứ nhất trước tấm bia đá, trong cơ thể nàng luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế phun trào, trên người không ngừng thả ra lạnh lẽo hàn khí. Giang Nguyên Thành lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi cho rằng vượt cấp khiêu chiến làm dễ dàng sao? Ta xem nhà đầu này nhất định sẽ thất bại, dù sao yếu giống như là luân hồi cảnh ngũ trọng thiên cường giả đỉnh cao công kích. Lúc này mới có thể đem khối đá thứ nhất bia phá hủy. Diệp Thần Phong không để ý đến Giang Nguyên Thành, mà Bạch Tiểu Nhu hai cái mày liễu hơi nhíu lại, từ trong cơ thể nàng tản ra hàn khí càng thêm thấu xương rồi, trong cơ thể nàng linh khí cũng phun trào càng thêm mãnh liệt. Bạch Tiểu Nhu hai tay của hướng về khối đá thứ nhất bia vỗ xuống đi, hoa tuyết tỏa ra. Một tiếng, tại Bạch Tiểu Nhu thủ trưởng đập tại trên tấm bia đá thời điểm. Nhất cổ cực hạn hàn khí trong nháy mắt tiến vào trong tấm bia đá. Bia đá tự ở bề ngoài xem không có bất kỳ biến hóa nào, Giang Nguyên Thành lắc đầu nói, ta sớm nói rồi, nhà đầu này là phá hủy không được tấm bia đá này, liền ngay cả tiểu tử ngươi cũng phi thường khó mà phá hủy khối đá thứ nhất bia, dù sao hai người các ngươi thực lực đều tại luân hồi cảnh ngũ trọng thiên bên dưới. Nhưng mà, Bạch Tiểu Nhu đối với Giang Nguyên Thành là phỏng theo như không nghe thấy. Bàn tay của nàng thật chặt nắm thành quyền đầu, rót vào trong tấm bia đá cực hạn hàn khí, tại không ngừng mà đông lại trong đó sức mạnh. Chỉ thấy chỉnh tấm bia đá thượng dĩ nhiên hiện lên một đóa lại một đóa hoa tuyết, tại hoa tuyết che kín chỉnh tấm bia đá trong nháy mắt. Thanh âm không ngừng vang lên, từng cây sắc bén băng thứ từ trong tấm bia đá xuyên thấu đi ra, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, chỉnh tấm bia đá đều bị băng thứ cho che kín. Cuối cùng lại là một tiếng, chỉnh tấm bia đá trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Mà Giang Nguyên Thành lão đầu này trên mặt biểu lộ là triệt để cứng ngắc ở, này Bạch Tiểu Nhu rõ ràng mới luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, người vừa vặn công kích lại có thể so sánh luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Này, này làm cho hắn là có chút không thể nào tiếp thu được rồi. Bất quá, Giang Nguyên Thành tốt xấu cũng là thiên âm môn thái thượng trưởng lão, hắn che giấu nội tâm khiếp sợ. Nói ra tiểu tử, nhà đầu này miễn cưỡng tính là thông qua khảo hạch, như vậy kế tiếp là ngươi rồi. Diệp Thần Phong trực tiếp đi tới hàng thứ nhất khối thứ hai trước tấm bia đá này đại diện cho niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực. Giang Nguyên Thành thấy thế, hắn cười nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không quá tự tin? Nếu như ngươi có thể phá hủy tấm bia đá này, như vậy ta liền bái ngươi làm thầy. Luân hồi cảnh cùng niết bàn cảnh không phải là có thể tương đề tịnh luận, nói như vậy luân hồi cảnh người không có khả năng lắm vượt cấp chiến thắng niết bàn cảnh cường giả, dù sao hai cấp bậc trong lúc đó có một cái khó mà vượt qua khe rãnh. Mà Diệp Thần Phong trực tiếp rút ra sau lưng Thanh Vân kiếm, hắn đối đầu niết bàn cảnh nhị trọng thiên cao thủ, hắn thật sự không chắc chắn, thế nhưng hắn biết mình là nắm giữ niết bàn cảnh nhất trọng thiên cường giả lực công kích rồi. Diệp Thần Phong trong cơ thể cấp 3 hàn băng kiếm ý cùng băng long áo nghĩa đồng thời vận chuyển. Ba tiếng rồng gầm vang lên, được xương trắng bao phủ Thanh Vân kiếm vung ra, long tường cửu thiên. Dung hợp băng long áo nghĩa long tường cửu thiên, uy lực thì tăng lên trên diện rộng rồi, ba cái có chứa chân long hơi thở màu trắng cự long ngưng tụ mà thành, mãnh liệt hướng về khối thứ hai bia đá xung kích tới. Oanh! Một tiếng, khối thứ hai bia đá trực tiếp vỡ vụn. Bây giờ chiêu này long tường cửu thiên, tối thiểu có niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cường giả lực công kích rồi. Tại Giang Nguyên Thành chả chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần Phong lại đi tới khối thứ ba trước tấm bia đá này đại diện cho niết bàn cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực. Diệp Thần Phong trong cơ thể thập giai bất khuất kiếm ý vận chuyển,
này thập giai bất khuất kiếm ý power tạm thời so với Long Tường Cửu Thiên phải mạnh hơn một bậc, Thanh Vân kiếm rút kiếm ý tăng mạnh. Thanh Vân kiếm vung ra, to lớn màu nâu kiếm khí ngưng tụ mà thành, bạch, một tiếng, khối thứ ba bia đá bị đánh thành hai nửa. Diệp Thần Phong biết mình mặt ngoài vậy là đủ rồi, hắn dừng tay lại, nói ra tiền bối, ta hẳn là thông qua khảo hạch chứ. Giang Nguyên Thành là há hốc mồm không thể tại trợn tròn mắt, luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, dĩ nhiên nắm giữ niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ công kích. Dĩ nhiên nắm giữ niết bàn cảnh nhất trọng thiên trung kỳ lực công kích. Hơn nữa vừa vặn Giang Nguyên Thành cảm thấy chiêu thứ nhất, chính là cấp 3 hàn băng kiếm ý dung hợp long áo nghĩa hình thành. Về phần chiêu thứ hai chính là đơn thuần một loại khác kiếm ý, điểm trọng yếu nhất là, này chiêu thứ hai kiếm ý thật giống đã tới thập giai đại viên mãn. Giang Nguyên Thành khóe mắt nhảy lên, hắn bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp, trong lòng của hắn đúng là lật lên sóng biển ngập trời, hắn cũng không còn cách nào che giấu nội tâm cực độ chấn kinh rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 87.